nương, ngươi vì cái gì không chịu đáp ứng, thỉnh ngươi nói cho ta chân chính nguyên nhân. Đẩy ra hở khép đại môn, Kiều Xuân tản bộ về phía trước, đứng ở U Linh nữ nhân phòng ngoại, nghe Thiết Bách Xuyên mang theo khóc nức nở vấn đề, Kiều Xuân tâm lập tức liền nhắc tới cổ họng thượng, xoay người lưng dựa ở trên tường, một cử động cũng không dám, bính trụ hô hấp, vánh tai lắng nghe kia sắp cởi bỏ bí ẩn, tĩnh, vạn vật nháy mắt thạch hóa, chu vi giống như cái gì thanh âm đều, không có, phanh, 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 chính mình tâm phảng phất muốn từ ngực nhảy ra. Đột nhiên, bên tai chuyển đến một câu quen thuộc thanh âm, tử nặc tức phụ, ngươi như thế nào ở chỗ này, Kiều Xuân bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy Thiết Long bưng một cái chén, đứng cách chính mình 10 bước ngoại, khẩn ninh mày, mang theo tìm tòi nghiên cứu ý vị ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, lòng bàn tay đổ mồ hôi, Kiều Xuân quẫn bách nhìn Thiết Long, giờ phút này hắn đánh giá chính mình ánh mắt, làm chính mình có loại làm tặc bị trào cảm giác. Thiết bà bá, ta lại đây nhìn xem, khụ khụ, ai ở bên ngoài, trong phòng truyền đến đã xa lạ lại quen thuộc ho khan thanh, kia mềm yếu vô lực thanh âm, như là một phen vô hình tay khẩn nắm chặt Kiều Xuân tâm, ai, hơn 2 năm đều đi qua, chính mình đối thanh âm này vẫn là có điểm sao sợ, bất quá, giờ phút này càng nhiều lại là thương tiếc cùng tiếc nuối, thương tiếc nàng sắp trôi đi sinh mệnh, tiếc nuối vừa muốn nghe. Được đáp án rồi lại bị đánh gãy, bá nương, ta là tử nặc tức phụ, Kiều Xuân căng ra đầu ứng hạ, xoay người, về phía trước vài bước duỗi tay đẩy ra cửa phòng, hám sâu hốc mắt, cao đột gương mặt cốt, đen nhánh tròng mắt, da bọc xương tay, hơn 2 năm không thấy, nàng so trong trí nhớ càng gầy càng hư nhược rồi, Kiều Xuân một bên hướng mép giường đi đến, một bên đánh giá nàng, kinh tủng cảm giác không cánh mà bay. Thay thế chính là nồng đậm thương tiếc, đến tột cùng là cái, dạng gì rồi dám, làm nàng như thế tự sa ngã đâu, tử nặc tức phụ, U Linh nữ nhân trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, ngơ ngẩn nhìn nàng, hơi cho mi, tựa hồ là ở giờ ký ức hình ảnh, nàng là đường gia con dâu, lại đây nhìn xem ngươi, Thiết Long bưng nước thuốc, vòng qua Kiều Xuân đi đến trước giường, cường đánh mỉm cười nhìn nàng, nhàn nhạt nói. Nhất định là Lâm Phương làm nàng đến xem ta đã chết không có đi, khụ khụ, nói nàng lại cầm lấy mép giường khăn tay che, miệng, khụ lên, khụ khụ căn bản là dừng không được tới, liền sắc mặt đều khụ thành tương màu đỏ, khụ khụ, ái cầm, ngươi phóng nhẹ nhàng một chút, chậm rãi khí, Thiết Long vội vàng buông trong tay nước thuốc, duỗi tay dán ở nàng sau lưng ôn nhu giúp nàng theo khí, nương, ngươi như thế nào lạc? Thiết Bách Xuyên nhấc chân đang muốn về phía trước, rồi lại bị U Linh nữ nhân uống ngừng lại, ngươi không cần lại đây, khụ khụ, U Linh nữ nhân lấy ra che miệng khăn tay, duỗi tay chỉ vào Kiều Xuân, con ngươi phụt ra ra nùng liệt ghét hận, ngươi trở về nói cho Lâm Phương, nàng như ý, bất quá nàng cũng bại cho ta, bởi vì ta lập tức liền phải đi tìm Đường Hạo Nhiên, ha ha ha, khụ khụ, Kiều Xuân không có để ý nàng đáy mắt ghét hận. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia khăn tay thượng huyết, như là một đóa hoa hồng đỏ khai ở trên nền tuyết, như vậy mỹ lệ, như vậy quyến rũ, vì cái gì, khẽ mở môi đỏ, Kiều Xuân bình tĩnh nhìn nàng, hộc ra chôn ở, trong lòng hơn 2 năm 3 chữ, vì cái gì, ngươi nên hỏi Lâm Phương, hỏi nàng vì cái gì rõ ràng biết ta thích Đường Hạo Nhiên, lại còn phải gả cho hắn, U Linh nữ nhân mặt trở nên dữ tợn lên, hai mắt bốc hỏa. Nghiến răng nghiến lợi nói, năm đó chính mình thật là quá ngây thơ rồi, cư nhiên cùng Lâm Phương nói lên chính mình trong lòng bí mật, kết quả nàng lại hoành đao đoạt ái, còn giả mù sa mưa khóc lóc nói, nàng cũng không có biện pháp, thật là cái dối trá nữ nhân, ngoan độc. Nữ nhân, nàng Lâm Ái Cầm không có bằng hữu như vậy, nàng là nàng kẻ thù, cho nên, vì trả thù nàng, nàng lựa chọn gả cho cùng Đường Hạo Nhiên cùng thôn Thiết Long. Hết thảy chỉ là vì có thể tìm được cơ hội trả thù nàng, làm nàng nếm thử bị người bán đứng thống khổ. Ha ha, quả nhiên trời xanh không phụ người có lòng, nàng rốt cuộc chờ đến cơ hội cho các nàng vợ chồng hai, chế tạo một cái hiểu lầm, chính là, Đường Hạo Nhiên lại bởi vậy tặng mệnh, làm nàng tâm cũng đi theo chết. Đi, Ái Cầm, ngươi đừng còn như vậy, đừng lại suy nghĩ, Thiết Long nhìn nhà mình bà nương mê ly ánh mắt, khóe miệng chảy ra huyết. Tức khắc khẩn trương đến chân tay luống cuống lên, nhặt lên một bên khăn tay, run rẩy xuống tay giúp nàng trà lau, chính là, kia huyết lại cuồn cuộn không ngừng ra bên ngoài dũng,
không hề có muốn dừng lại cảm giác. Nương, ngươi đừng như vậy, nương à. Thiết Bách Xuyên gấp đến độ lên tiếng khóc lớn lên, lại như cũ không ngừng tự tiện về phía trước. Từ nương ho ra máu tới nay, nương liền không cho phép hắn gần nàng thân, chỉ cho phép ngừng ở 5 bước bên ngoài. Ách Kiều Xuân khẩn trương nhìn kia khăn tay từng điều bị nhiễm hồng, bị ném ở một bên, như vậy phun đi xuống, phỏng chừng là thật sự không được. Trăm Xuyên, đi xem ngươi thúc đem đại phu thỉnh đã trở lại không có. Thiết Long quay đầu, nhìn vẻ mặt khẩn trương Thiết Bách Xuyên, lớn tiếng trách mắng, trong giọng nói bí mật mang theo nồng đậm kinh. Hoàng, Trăm Xuyên, ngươi đừng đi, làm nương đi thôi, nương mệt mỏi. Lâm Ái cầm uống ở xoay người nhấc chân Thiết Bách Xuyên, đáy mắt lưu tranh nồng đậm không tha. Tử Nặc tức phụ, ngươi đi về trước đi. Thiết Long không có quay đầu lại, cầm khăn tay ôn nhu giúp Lâm Ái cầm trà lau khóe miệng huyết, làm nàng lưu lại. Lâm Ái cầm dương mắt nhìn Kiều Xuân, trong mắt hiện lên phức tạp cảm xúc, hoán hồi sức, khóe miệng huyết cũng không có lại chảy, có lẽ vừa mới là bởi vì cảm xúc quá kích động đi. Ngươi muốn biết, tưởng, Kiều Xuân biết nàng hỏi chính là cái gì, vội vàng ứng hạ, gắt gao nhìn chằm chằm nàng, chỉ thấy nàng ánh mắt chậm rãi mê ly lên, khóe miệng tràn ra một mặt nhàn nhạt cười, cả người đều như là chìm đắm trong nào đó tốt đẹp hồi ức chung, mấp máy vài cái khô quắt môi, chậm rãi tự thuật các nàng đời trước dây dưa. Thiết Long ngơ ngác nhìn trước mắt người, đáy mắt toát ra một tia đau lòng, một tia trìu mến, hắn biết các nàng ba người chi gian có chút dây dưa, lại không biết chỉnh chuyện chân tướng, nguyên lai, nàng gả cho chính mình là có mục đích, trách không được, nàng trước nay đều không thích Trăm Xuyên, trách không được, Đường Hạo Nhiên chết sau, nàng phải bệnh, còn cự tuyệt Trần Trị, nguyên lai, nàng là tưởng tùy hắn mà đi, nguyên lai, nguyên lai, nguyên lai. Kiều Xuân liếc liếc mắt một cái Thiết Long trên mặt bi thương, Lâm Ái cầm trên mặt thay đổi mấy biến biểu tình, rốt cuộc, trải vuốt. Rõ ràng đời trước ân oán, nguyên lai nàng cũng là cái si tình nữ tử, chỉ là quá mức bướng bỉnh, quá mức tự mình, tình yêu cũng không phải ngươi ái nhân gia liền nhất định là ái ngươi, tình yêu trước nay đều là bất đẳng thức. Bá nương, vì cái gì phóng trước mắt người không quý trọng, mà đi cưỡng cầu những cái đó không thuộc về chính mình đồ vật đâu, bên cạnh ngươi có cái thâm ái người của ngươi, như thế nhiều năm, chẳng lẽ ngươi đều không có phát hiện sao? Kiều Xuân thật sự là nhịn không được, nàng muốn nhắc nhở nàng, nàng không nghĩ làm nàng đến chết đều còn sống ở chính mình bệnh quốc gia. Ngươi, là ta, ngươi vẫn luôn đều ở ta nơi này, từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi bắt đầu. Thiết Long vỗ về chính mình ngực, khóe miệng giật cười, ôn nhu nhìn nàng, lần đầu tiên, cũng là cuối cùng một lần, hướng nàng thông báo, chính là, ngươi không phải mỗi lần đều tìm Lâm Phương sao? Lâm Ái cầm hồi tưởng một chút, hiển nhiên không quá tin, tưởng, đó là bởi vì các ngươi mỗi ngày đều như hình với bóng, ta không dám đơn độc tìm ngươi, ta, Kiều Xuân nhẹ nhàng chụp hạ Thiết Bách Xuyên bả vai, hương hắn ám xử cái ánh mắt, một trước một sau đi ra Lâm Ái cầm phòng, lúc này, hẳn là để lại cho bọn họ vợ chồng hai, chỉ có Thiết Bá Bá mới có thể cởi bỏ nàng trong lòng kết, vuốt phẳng nàng trong lòng thương. Người rất kỳ quái, luôn là xem nhẹ giơ tay có thể với tới đồ vật, cố tình muốn theo đuổi chân trời cầu vồng. Ngày đó buổi tối, Thiết Bách Xuyên đem Lâm Thị thỉnh đến Thiết gia đi, Lâm Thị khi trở về, trên mặt treo đầy nước mắt, nhưng Kiều Xuân vẫn là cẩn thận thấy được nàng đáy mắt thoải mái. Ngày hôm sau, Lâm Ái cầm qua đời tin tức truyền khắp toàn bộ trong núi thôn, nương, ngươi đây là như thế nào lạc? Kiều Xuân nhìn Lâm Thị kia sưng như hạch đào mắt. Khiếp sợ, nghĩ lại tưởng tượng, cũng liền cái gì đều minh bạch, nương, người chết không thể sống lại, ngươi cũng đừng quá thương, tâm, xem ra các nàng trong lòng kết, đều đã giải khai, cũng là, người đều đã chết, còn có cái gì đáng giá canh cánh trong lòng, ân, nương minh bạch, ta đi Thiết gia một chuyến, ngươi ở nhà cũng đừng ra cửa, đợi lát nữa kia kèn xô na thanh nhưng đừng sợ hãi bọn nhỏ. Lâm Thị trong mắt hiện lên một tia phức tạp tình cảm, nhàn nhạt nói, hơn 20 năm khúc mắc, rốt cuộc kết khai, nhưng lệnh người thương cảm chính là, cái này khúc mắc một hai phải ở một người trước khi chết, mới nghĩ đến thấu triệt, tốt, nhìn Lâm Thị trầm trọng bóng dáng, Kiều Xuân khẽ thở dài một hơi, xoay người hướng trong phòng đi đến, nếu đời trước kết, đã giải khai, tin tưởng Đào Hoa cùng Thiết Bách Xuyên sự, Lâm Thị hẳn là sẽ không luôn mãi cản trở đi.
Đào Hoa năm nay đã 15 tuổi, không sai biệt lắm tới rồi thành thân tuổi tác. Qua không bao lâu, không trung liền vang lên đau thương kèn sô na thanh, bạn khua chiêng gõ trống thanh âm, từng tiếng đoạn trường tiếng khóc, nghe tới làm người cảm thấy vô hạn thương cảm, mà kèn sô na thanh, chiêng trống thanh, tiếng khóc không một không ở kể ra thân nhân ly thế bi thương. Ai, người sống một đời, chung quy bất quá là mộng một hồi, có lẽ buông tha người khác, chính là ở buông tha chính mình. Thiết bá nương, nguyện ngươi một đường đi hảo. Kiều Xuân đứng ở phía trước cửa sổ yên lặng cầu nguyện. Mẫu thân, nhân vi cái gì sẽ chết? Quả quả đứng ở Kiều Xuân bên người, duỗi tay kéo hạ nàng làn váy, nâng đầu nhìn lên nàng, mắt đen hiện lên tràn đầy nghi vấn. Hơi cân nhắc, Kiều Xuân ngồi xổm xuống thân mình, cùng quả quả ánh mắt nối tiếp, chậm rãi nói, quả quả, sinh, lão, bệnh, chết, đây là người trong cuộc đời nhất định phải đi qua quá trình, không có ai có thể tránh cho. Kia mẫu thân cũng sẽ chết sao? Quả quả khẩn trương nhìn mẫu thân, ha ha, thật là cái đáng yêu hài tử, nếu hắn mẫu thân sẽ không chết, kia không phải trở thành ngàn năm yêu tinh lạc. Kiều Xuân cảm nhận được hắn khẩn trương cùng sợ hãi, duỗi tay đem hắn mềm mụn tay nhỏ bao trong lòng bàn tay, bình tĩnh nhìn hắn, nói, sẽ, chờ mẫu thân già rồi cũng sẽ chết. Chính là, quả quả ngươi biết cái gì là chết sao? Thật sự không rõ. Này tiểu hài tử như thế nào sẽ đột nhiên hỏi cái này vấn đề, Kiều Xuân rất muốn biết, ở hắn trong lòng đối chết, đến tột cùng là như thế nào lý giải. Ân, quả quả dùng sức gật gật đầu, chết chính là giống thiết nái nái như vậy, cất vào dương gỗ, sau này rốt cuộc thấy không chứ, minh bạch, nguyên lai cái này tiểu gia hỏa là trộm đi nhìn, trách không được sẽ hỏi cái này sao kỳ quái vấn đề. Trầm tư một hồi, chân mày hơi trao, Kiều Xuân vẻ mặt chính xác nhìn quả quả, môi đỏ khẽ mở, quả quả, cũng không phải thấy không, ở chỗ này, chỉ cần là chúng ta ái người đều sẽ ở nơi này, vĩnh viễn sẽ không rời đi. Kiều Xuân đem tay nhẹ nhàng phúc ở quả quả trước ngực, nhẹ nhàng nói, cái này đề tài, nàng cũng không biết như thế, nào cùng hài tử giải thích mới xem như chính xác, có lẽ loại này vĩnh viễn sống ở lòng ta. Phương thức, quả quả sẽ dễ dàng lý giải một chút, mẫu thân, ta hiểu được, ân, quả quả không hổ là trong núi thôn đệ nhất tiểu tài tử, quả thật là cái thông minh. Kiều Xuân cười khẽ lên, lần đầu tiên phát hiện đàm luận sinh tử vấn đề, còn có thể như thế nhẹ nhàng, xác thật như thế, nếu ai đều sẽ chết, kia đem ái người lưu tại trong lòng, còn lại là một loại khác vĩnh hằng, một loại khác làm bạn, theo người chết xuống mồ vì an. Trong thôn lại khôi phục bình tĩnh, bởi vì quả quả cùng đậu đậu một bên chọc cười, Lâm thị tâm tình cũng khôi phục lại đây, Đường gia lại khôi phục ngày xưa sung sướng, cha, ngày mốt lại muốn thượng vườn trà trích trà, ngươi ngày mai tìm một chút thiết thúc, triệu tập một chút nhân lực, thỉnh đứa ở sự tình, phòng chừng thắng trích xong này một rút lá trà, bàn lại, chúng ta hiện tại cũng không hảo đi quấy giày thiết bà bá, cơm sáng qua sau. Người một nhà ngồi nói chuyện phiếm khi, Kiều Xuân nhìn ngồi ở một bên Kiều Phụ, chậm rãi nói, ân, ta đã biết, lúc này đây, ngươi liền nghe lời, làm hạ nhi các nàng mấy cái cũng hỗ trợ xào chế lá trà, nhưng đừng lại chính mình một người vội. Kiều Phụ nhớ tới một lần Kiều Xuân kia lại hồng lại xương tay, nhịn không được ra tiếng dặn dò, này lá trà có thu hoạch là chuyện tốt, nhưng này cách 5 ngày phải không biết ngày đêm vội 5 ngày, hắn cũng thật lo lắng. Nhà mình khuê nữ khỏe mạnh, như thế như vậy đi xuống, đôi tay kia đều đến tàn, đúng vậy, lần này cũng không thể một người làm. Lôi thị gật gật đầu, tán dương nhìn thoáng qua Kiều Phụ, bà thông gia, nói đúng, Lâm thị vội vàng ứng hòa nói, đại tỷ, lần này liền phóng chúng ta tới, chính là, giống như xào trà bếp không đủ à, làm sao bây giờ? Kiều Hạ nhìn Kiều Xuân, đưa ra chính mình phát hiện vấn đề. Nàng, Đào Hoa, Kiều Thu, 3 người một cái bếp, này bếp rõ ràng liền không, đủ a, vẫn là Hạ Nhi cơ linh, phát hiện vấn đề, cong lên khóe môi, Kiều Xuân gật gật đầu, suy nghĩ một chút, quay đầu đi đối Kiều Phụ nói, cha, ngươi hôm nay liền thỉnh sư phó tới lại thu 2 cái bếp đi, bất quá, lần này xào chế lá trà chúng ta chỉ sinh 2 cái bếp, ta cùng Kiều Hạ 1 tổ, Đào Hoa cùng Kiều Thu 1 tổ. Mỗi cái chất hợp thành 1 người xào lá trà, 1 người xoa vê lá trà, như vậy liền sẽ không làm xào nồi có rảnh ra tới thời gian, may mắn Kiều Hạ nhắc nhở,
bằng không chờ đến ngày mốt, lại nên luống cuống tay chân, đát, đát, đát. Ngoài cửa lớn truyền đến tiếng vó ngựa, Kiều Phụ vừa nghe, vội vàng đứng lên, nhấc chân đi ngoài cửa nhìn xem là ai tới, chỉ chốc lát sau, liền thấy hắn cùng Tiền Tài vừa nói vừa cười đi đến. Kiều bá mẫu, Đường bá mẫu, Liêu bá mẫu, hảo, Tiền Tài hơi hơi cúc cung, cười hướng ở ngồi Lâm thị, Lôi thị, Liêu thị chào hỏi. Liêu thị tuy tên là Đường gia đứa ở, nhưng là Đường, Kiều hai nhà người lại trước. Nay không đương nàng là người ngoài, ngày thường cùng Lâm thị, Lôi thị đều này đây tỉ muội tương xứng, ngay cả Quả Quả cùng Đậu Đậu cũng là kêu nàng Liêu nãi nãi. Tiền Tài tới rồi, mau ngồi, Hạ Nhi, pha trà. Lôi thị cười ha hả nhìn Tiền Tài, vội vàng làm Kiều Hạ hướng pha trà canh, mấy năm nay tới, bởi vì thường xuyên đi lại, hơn nữa Tiền Tài lại là Kiều Xuân Nghĩa huynh, trong nhà người đều cùng hắn rất là quen thuộc, ngày thường đều là kêu hắn Tiền Tài, đã sớm không hề sinh phân kêu cái gì Tiền công tử. Cậu ba, Quả Quả Đậu Đậu nhìn thấy Tiền Tài liền vui vẻ từ Lâm thị, Lôi thị trong lòng ngực nhảy xuống tới, dành trước giật sau hướng hắn chạy tới. Tiền Tài liệt miệng, vui vẻ ngồi xổm xuống thân mình, giang hai tay cánh tay, một tay bế lên Quả Quả, một tay bế lên Đậu Đậu. Quả Quả, Đậu Đậu, có hay không tưởng cậu ba a, hôm nay không có tỏ vẻ sao? Tiền Tài nói, tính trẻ con đô nổi lên miệng, tưởng, trình tề hữu lực. Quả Quả cùng Đậu Đậu song song đô nổi lên mặt, cười hướng Tiền Tài trên mặt tạch đi. Ba ha ha, thật ngọt a, cảm nhận được trên má mềm như bông môi. Tiền Tài tức khắc vui vẻ đến không khép miệng được, chỉ có ôm bọn họ thời điểm, hắn mới có thể cười đến không có một tia tạp niệm, cảm giác chính mình bế lên hai cái ấm áp tiểu thái dương, bọn họ vọng lại quang, luôn là có thể ấm nhập hắn nội tâm. Quả Quả, Đậu Đậu, các ngươi xuống dưới đi, cậu ba như vậy ôm sẽ mệt. Kiều Xuân cười đứng lên, duỗi tay đi ôm Đậu Đậu. Đậu Đậu vừa thấy Kiều Xuân duỗi tay lại đây, lập tức liền không vui. Chạy nhanh gắt gao ôm Tiền Tài cổ, đầu nhỏ giống trống bỏi giường như diêu lên, không sao, không sao, thân thân, ngươi làm ca ca đi xuống, nàng còn ôm đủ đâu, nàng mới không cần như vậy mau liền đi xuống, cậu ba ôm ấp làm nàng một loại thực ấm áp, thực an toàn cảm giác. Đậu Đậu, ngươi thật nên giảm hạ phì, ngươi xem cậu ba ôm ngươi mệt mỏi quá. Quả Quả nhưng thật ra không có do dự liền tránh trượt xuống dưới, chỉ là cái miệng nhỏ hơi hơi đô lên, hơi có chút bất mãn đánh giá giống cái vô đuôi hùng dường như Đậu Đậu. Từ lần trước mẫu thân nói với hắn, phải bảo vệ muội muội sau này, hắn liền không còn có cười Đậu Đậu lớn lên béo, ngày thường mọi việc cũng là nhường nàng. Ai kêu hắn là ca ca, nàng là muội muội đâu. Ha ha, không có việc gì, cậu ba thích nhất bụ bấm tiểu cô nương. Tiền Tài cười ha hả nhìn Đậu Đậu, vui vẻ nói, Đậu Đậu như vậy man tốt, thực đáng yêu, cậu ba, ngươi thật sự thích bụ bấm cô nương sao? Đậu Đậu mắt đen tức khắc rực rỡ lung linh, hai mắt sáng lấp lánh nhìn Tiền Tài, hỏi, ân, cậu ba cũng không gạt người. Tiền Tài khẳng định gật gật đầu, ta đây lớn lên sau này phải gả cho cậu ba, ngươi nhất định phải chờ ta lớn lên nga. Ba Đậu Đậu hai mắt cười đến cong cong. Ôm Tiền Tài cổ, lại hướng trên mặt hắn thực vang dội ba một chút, trong đại sảnh trong phút chốc im ắng, mọi người đều ngạc ngạc. Nhiên ngươi xem ta, ta xem ngươi, ha ha ha, mãn đường cười vui. Kiều Xuân mỉm cười cách không chừng mắt nhìn Tiền Tài liếc mắt một cái, cảnh cáo tính thực nùng thực liệt, nàng mới không cần như thế lão con rể, được không? Tiền Tài nhìn nàng kia phó gả mái hộ tiểu kê bộ dáng, nhưng thật ra cảm thấy thú vị, trực tiếp bỏ qua một bên mắt, làm lơ nàng cảnh cáo, ngồi xuống, cùng Đậu Đậu vui vẻ chơi đùa lên, xem đến người nào đó tức giận đến ngứa răng, hận không thể lập tức đem cái này quải nàng nữ nhi tâm nam nhân cấp quăng ra ngoài. Kiều Hạ nhìn nhà mình đại tỷ cùng Tiền Tài ánh mắt hỗ động, trong lòng bất giác nảy lên một mặt chua xót. Tam ca, ngươi hôm nay tới có việc? Kiều Xuân uống một ngụm trà, nhìn Tiền Tài hỏi. Ta tới hỏi một chút tiếp theo rút lá trà cái gì thời điểm trích, các chi nhánh đều ở thúc dục hóa đâu, hiện tại khen ngược lá trà đều còn không có chế ra tới, đặt hàng nhưng thật ra không ít. Tiền Tài đối trước mắt trạng, hôn có thể nói là lại hỉ lại sầu a, hỉ chính là bạc tránh đến mau, căn bản không cần chữ hàng, hóa vừa đến lập tức đã bị trở thành hư không, hắn còn có thể đề cao giá tới bán, sầu chính là lá trà số lượng hữu hạn.
trung gian còn có gián đoạn kỳ, như thế có thể mỗi ngày đều có đến trịnh, liền sẽ không có loại này vấn đề. Tam ca, xem ra sang năm đầu xuân, chúng ta còn phải mua đất loại trà mới được, hiện tại này hơn 10 mẫu trà, ngắt lấy một rút xào chế ra tới lá trà nhiều, nhất cũng liền 300 nhiều cân, nếu ngươi muốn mỗi ngày có hóa cung ứng, còn phải lại loại trà, lá trà chủng loại cũng đến gia tăng. Kiều Xuân nói, dừng một chút, trong đầu hiện lên một đạo ánh sáng, tam ca, ngươi chờ một chút, ta lập tức liền tới, nói, đứng lên, xoay người liền từ nay về sau viện đi đến, mọi người không hiểu ra sao xem nàng cấp vội vàng đi rồi, liền đều cùng tiền tài kéo việc nhà, tiền tài a, đừng trách bá mẫu lắm miệng, ngươi này tuổi cũng không nhỏ, cũng nên muốn thành gia. Lôi thị nhìn tiền tài, mỉm cười nói, đều nói ngoài của tỉnh táo. Cứ việc hắn là Xuân Nhi nghĩa huynh, nhưng là, hắn xem Xuân Nhi ánh mắt, nàng vẫn là có thể thấy được một ít manh mối ra tới, nhưng hạ nha đầu giống như đối hắn cũng còn có không giống nhau tình tố, vì không cho nhà mình khuê nữ tâm sinh khoảng cách, nếu có thể thúc đẩy tiền tài cùng hạ nha đầu, đảo không thật vì một chuyện tốt, dù sao, cái này tiền tài nàng nhìn cũng thích, đúng vậy, ngươi kiểu bá mẫu nói không có sai, ngươi là nên thành gia. Lâm thị chạy nhanh ứng hòa, cười tủm tỉm nói, nếu hắn thành ra, nàng cũng có thể yên tâm, ta còn, tam ca, ta cấp giống nhau thứ tốt. Lâm thị cùng lôi thị có chút oán trách Kiều Xuân ra tới không phải thời điểm, đáp án huy chi tức ra, rồi lại sinh sôi bị nàng cấp đánh gãy, tiền tài lại rất là cảm kích Kiều Xuân đúng lúc xuất hiện, bằng không, hắn thật đúng là không biết nên như thế nào trả lời, Lâm thị tâm tư. Hắn minh bạch, nhưng lôi thị này vừa ra lại là vì cái gì, hắn nhưng thật ra có điểm xem không rõ, đơn thuần chỉ là quan tâm chính mình trung thân đại sự, giống như cũng không hẳn vậy, Kiều Xuân trong tay cầm một cái trà bình, rửa sạch một lần trà cụ, liền thuần thục hướng phao khởi nước trà tới, cái này hương vị là, tiền tài hít hít trong không khí hương vị, cái loại này xa xôi trong trí nhớ khí vị quanh quẩn ở xoang mũi. Hắn kinh ngạc đứng lên, đoan nhìn kia trong ấm trà, nước trà, không sai, là hồng trà, nàng như thế nào sẽ chế hồng trà, như thế nào lúc trước một chút tin tức cũng chưa thấu, tam ca, uống trà, ngươi uống thử xem, cùng ngươi 2 năm trước uống hương vị có phải hay không giống nhau, Kiều Xuân đem nước trà đưa tới trước mặt hắn, nhợt nhạt cười, chậm rãi nói, tiền tài tay kích động đến run nhẹ nhẹ. Nhẹ nhàng nâng chung trà lên, nhợt nhạt xuyết một ngụm, kia cổ trong trí nhớ hương vị bổ sung cho đầu lưỡi nhũ đầu, hắn chậm rãi, nhắm mắt lại, tập trung tinh thần nhấm nháp hồng trà độc đáo mùi hương, qua một hồi lâu, mới mở mắt ra, ánh mắt lóe sáng nhìn Kiều Xuân, hưng phấn nói, tứ muội, này hồng trà là ngươi chế, Kiều Xuân gật gật đầu, cười nhìn hắn, thật tốt quá, này hương vị so với kia lão nhân gia còn muốn hảo. Tứ muội ngươi cũng thật chính là thâm tàng bất lộ a, này trà ngươi còn có sao, tiền tài nhịn không được, hỏi, nếu có này trà, hơn nữa kia xào chế trà xanh, kế tiếp trà trang sẽ là cỡ, nào quang cảnh, hắn tưởng cũng không dám tưởng, có, nhưng là không nhiều lắm, chỉ có hơn 10 cân, đều là ta trước kia tu trà tùng trước trích những cái đó lá trà chế, ta sợ chế ra tới hương vị không được, cho nên, liền chế không nhiều lắm. Hiện tại nếu tam ca đều nói có thể, ta đây cũng liền an tâm rồi, Kiều Xuân nói, lại cấp người trong nhà các đổ một ly, làm cho bọn họ cũng nếm thử này hồng trà hương vị, nhìn bọn họ trên mặt lộ ra biểu tình, Kiều Xuân biết chính mình, hồng trà cũng nên sẽ có thực tốt tiền cảnh, tứ muội, đây là tháng này trà cụ chia hoa hồng cùng lá trà tiền, ngươi điểm một chút, tổng cộng là 2.800 lượng, tiền tài đem ngân phiếu đặt lên bàn. Hướng đoàn người giải thích ngân lượng tới chỗ cùng số lượng, 2.800 lượng, mọi người khẽ nhếch miệng, vẻ mặt khó với tin tưởng, bọn họ đời này nhưng đều không có gặp qua như thế nhiều bạc a, hiện giờ chỉ là một rút lá trà, một tháng trà cụ chia hoa hồng liền, như thế nhiều, chấn động, thật sự là quá chấn động, tương đối với mọi người khiếp sợ, Kiều Xuân nhưng thật ra biểu tình nhàn nhạt, chủ yếu là bởi vì nàng trước đó đã hỏi qua tiền tài lá trà giá. Chính mình sản nhiều ít lá trà trong lòng cũng là hiểu rõ, cho nên, đối cái này số lượng, nàng vẫn là trong lòng hiểu rõ, buông cái ly, đem ngân phiếu thu xuống dưới, sang năm yêu cầu khoách loại nhiều ít cây trà, ngươi trước nhìn xem có hay không thích hợp mà, chúng ta mua tới sau, lại thương lượng mặt sau sự tình,
Tiền tài buông đậu đậu, đứng lên nhìn mọi người, mỉm cười nói, tứ muội, ngươi đem những cái đó hồng trà, toàn bộ đưa cho ta đi, ta trà trang còn có việc, liền trước cáo từ. Đoàn người tiễn đi tiền tài, trở lại trong đại sảnh, tất cả đều trừng lớn mắt hưng phấn nhìn Kiều Xuân nhìn đoàn người ánh mắt, trong lòng biết bọn họ còn không có chúng kia 2.800 lượng chung phục hồi tinh thần, lại, vì thế, cong cong khóe môi, lấy ra ngân phiếu đặt ở trên bàn, hướng mọi người chu chu môi, cười nói, các ngươi cầm đi nhìn xem đi, 2.800 lượng, một chữ đều không ít. Lôi thị dẫn đầu cầm lấy ngân phiếu, lật xem, lại cười đem ngân phiếu giao cho Lâm thị trong tay. Mọi người ngân phiếu kiểm tra tiếp sức tái quá sau, đoàn người nhìn nhau, không hẹn mà cùng nở nụ cười. Đệ nhị rút trích trà, chế trà, lại là vội đến trời đất u ám 5 ngày. Đại tỷ, này đó lá trà đều không xào sao? Kiều Thu chỉ vào Trúc Biển thượng tiên lá trà, khó hiểu hỏi. Trước kia đại tỷ không phải nói, này tiên lá trà nếu không lo thiên xào xong, liền sẽ ảnh hưởng vị sao? Hiện tại lá trà cũng chưa xào xong, nàng liền nói không xào, nàng thật đúng là tưởng không rõ. Này đó lá trà ta phải dùng tới lên men hồng trà, hiện tại không cần xào, trước lượng. Kiều Xuân cười tháo xuống trên người tạp dề, duỗi tay rút rút Trúc Biển thượng vừa mới xào trà ngon diệp, làm nó lạnh đến càng mau chút, ngước mắt. Nhìn vẻ mặt nghi hoặc Kiều Thu giải thích, mẫu thân, quả quả vội vã vọt vào chế trà thất, một bên chạy một bên thực sốt ruột kêu, Kiều Xuân tâm không có ngọn nguồn run lên, đột nhiên có loại dự cảm bất hảo, vội vàng ngồi xổm xuống thân mình tiếp được quả quả thân mình, khẩn trương hỏi, quả quả, như thế nào lạp, phát sinh cái gì sự, đậu đậu đâu, nàng cũng không biết vì cái gì, chính là cảm thấy đậu đậu đã xảy ra chuyện, ngu, ngu, ngu. Nương, mẫu thân, đậu, đậu, đậu đậu nàng, nàng, nàng không thấy, quả quả bất lực khóc lên, đứt quãng nói, không thấy, trong lòng căng thẳng, Kiều Xuân chân tay luống cuống vặn quả quả bả vai, đáy mắt yêu sắc thật mạnh, sốt ruột hỏi, ở nơi nào không thấy, nhanh lên mang mẫu thân đi, nói một phen bế lên quả quả, chạy chậm hướng quả quả chỉ hướng phương chạy tới, khóe mắt đã bất giác chảy ra nước mắt, đại tỷ, ngươi từ từ ta. Sau lưng Kiều Thu đi theo chạy tới, chạy vài bước, nàng liền ngừng lại, lớn tiếng kêu trong nhà người, chỉ chốc lát sau, cả nhà, còn có nghe tiếng mà đến thôn dân, tất cả đều ở lão trong phòng, lão phòng chung quanh, thậm chí có người còn cầm gậy trúc chạy đến bờ sông thăm thử, đậu đậu, ngươi ở nơi nào, đậu đậu, ngươi ứng một tiếng nương a, đậu đậu, ngươi đừng dọa mẫu thân, nhanh lên xuất hiện đi, đậu đậu. Chạy rất nhiều địa phương, nơi nơi kêu gọi, nhưng chính là không chiếm được đáp lại, trên trán mồ hôi như trâu, tâm như là bị một con vô hình tay chặt chẽ nắm chặt, Kiều Xuân cảm thấy chính mình sắp hô hấp bất quá, hảo cấp, đau quá, đậu đậu, trong thôn mỗi cái góc đều vang kêu gọi đậu đậu thanh âm, ở cái này tối tăm sắc trời, bóng cây trùng trùng điệp điệp, thảo ảnh lay động hoàn cảnh hạ, làm người có sinh một loại tuyệt vọng cảm giác. Kiều Xuân ngồi xổm lão phòng góc tường, đầu hoa ở đầu gối, nhịn không được lên tiếng khóc lớn lên, đậu đậu, ngươi ở nơi nào, mẫu thân rất sợ hãi, ngươi nhanh lên, ra tới a, đậu đậu, giọng nói đều khóc ách, nhưng bên tai vẫn là chỉ có các thôn dân sốt ruột tiếng gọi ầm ý, Kiều Xuân trong lòng hảo tuyệt vọng, trong khoảng thời gian ngắn, trong đầu hiện lên ở các loại tính khả năng, nàng cảm thấy chính mình sắp điên rồi, như thế nào có thể có như vậy bi quan hình ảnh. Trong lòng một loại khác thanh âm nhịn không được kêu gào lên, Kiều Xuân, ngươi không thể như thế bi quan, muốn tỉnh lại, bỗng chốc, Kiều Xuân đứng lên, lắc lắc đầu, đáy mắt lập lòe một loại gọi là kiên định quang mang, đối, không thể bi quan, đậu đậu nhất định sẽ không có việc gì, nàng nhất định là trốn đi, đậu đậu, ngươi xuất hiện đi, đừng lại trốn lạc, mẫu thân ở chỗ này, Kiều Xuân tiếp tục vừa chạy vừa kêu, lỗ tai tụ nghe mỗi một góc thanh âm. Thân thân, sát trụ bước chân, Kiều Xuân một cử động cũng không dám, sợ chính mình bỏ lỡ bên tai kia nhu nhu thanh âm, thân thân, ta ở chỗ này, rốt cuộc xác định, bỗng nhiên quay đầu, Kiều Xuân nước mắt bão táp, phi giống nhau chạy tới, ôm lấy cái kia mềm như bông thân mình, mất mà tìm lại cảm giác là như vậy mãnh liệt đến nước mắt không thể bình ổn, mãnh liệt đến ôm không thể bình ổn, mãnh liệt đến không khỏi sinh khí. Không khỏi hướng kia mềm mại tiểu thí thí thượng bạch 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 huy đi xuống,
hư đậu đậu, hư đậu đậu, hư đậu đậu, thân thân, không khóc, không khóc, đậu đậu sai rồi, đậu đậu không nên ngủ, đậu đậu sai rồi, đậu đậu. Nhìn mẫu thân khóc thật sự thương tâm, bị đánh cũng không dám khóc, ngược lại lôi kéo tay áo giúp mẫu thân xoa nước mắt, không ngừng nhận sai, nghe tiếng mà đến người, nhìn một màn này, tất cả đều nhịn không được lau khóe mắt. Mẫu thân, đậu đậu, quả quả từ trong đám người chui ra tới, chạy tới vươn hắn ngắn nhỏ cánh tay, ôm lấy này hai cái hắn thân nhất người, Kiều Lương lặng lẽ sát lau nước mắt, xoay người rời đi, muốn đem tin tức tốt nói cho những cái đó còn muốn tìm. Người thôn dân, kinh đô, di thân vương phủ, hồ nhân tạo biên tạ thủy đình thượng, một tím một bạc nam tử ngồi vây quanh ở ngọc trước bàn, màu tím nam tử dẫn theo ấm đồng, xúc rửa kia hoa oải hương đồ án chén trà, chỉ chốc lát sau, liền hướng phao ra nước trà, đem trà dịch đến bạc y nam tử trước mặt, lo chính mình phẩm trà lên, a, chúng ta tứ muội chế ra tới trà, chính là hương a, hoàng phủ kiệt nam tử cong lên khóe miệng. Vui vẻ buông chén trà, ngước mắt nhìn phía đối diện, đã tháo xuống mặt nạ Liễu Dật Phàm, nhịn không được kinh ngạc cảm thán hắn kia trương xuất sắc gương mặt, nhị đệ, thật là không nghĩ tới ngươi nguyên lai lớn lên như vậy xuất sắc, hiện giờ ngươi một thân hảo võ công, còn có một thân cao siêu y thuật, ta xem a, trong thiên hạ nữ tử đều sẽ đem ngươi liệt vào tốt nhất hôn phu danh sách chung, cong cong khóe miệng, Hoàng Phủ Kiệt mỉm cười chế nhạo hắn. Ngày hôm qua nhìn thấy hắn khi, hắn thật đúng là sửng sốt đã lâu thần, không thể tưởng được kia đi vết sẹo dược như thế linh hiệu, càng muốn đến không đến hắn cư nhiên như vậy tuấn Mỹ, hắn tuấn Mỹ ngũ quan như điêu khắc giống nhau, góc cạnh rõ ràng, mày kiếm phía dưới là đĩnh bạc cánh mũi, độ dày vừa phải môi, mắt đen như mực, mặt nếu sao trời, một thân màu xám bạc trường bào phụ trợ ra ôn tồn lễ độ khí chất. Đại ca, này thiên hạ gian nữ tử trong lòng tốt nhất hôn phu, vĩnh viễn đều là chúng ta đại tề triều Tiêu Gia Vương, lại là hiện tại Vĩnh Thắng. Vương, nghe nói ngươi mấy năm nay mang binh xuất chinh, có thể nói là bách chiến bách thắng a, liền hoàng thượng đều phải phong ngươi vì Vĩnh Thắng Vương. Liễu Dật Phàm cũng không cam lòng lạc hậu trêu ghẹo hắn, nói đến Vĩnh Thắng Vương khi, hắn nhịn không được phải vì hắn cảm thấy kiêu ngạo, Dật Phàm. Này đều hơn 2 năm, vẫn luôn đều không có kia kẻ xấu tin tức sao, Hoàng Phủ Kiệt thu hồi vui đùa tâm tư, hướng hắn dò hỏi Liễu bá bá tình huống, hắn đều xuất chinh hơn 2 năm, mà Liễu bá bá trên người độc còn không có giải, ngày thường đều là Liễu Dật Phàm dùng dược giúp hắn áp chế, Liễu bá bá là nhìn hắn lớn lên người, mấy năm nay tới, hắn tuy rằng xuất chinh bên ngoài, trong lòng nhưng vẫn luôn thực nhớ mong hắn thương thế. Không thể tưởng được, 2 năm, Liễu Dật Phàm đều không có tìm được giải dược. Không có, người nọ 2 năm tới mai danh ẩn tích, ta tìm biến sở hữu hắn có thể đi địa phương, đều không có hắn bóng dáng. Liễu Dật Phàm anh, mi khẩn ninh, nâng chung trà lên, nhẹ nhàng xuýt một ngụm, một cổ độc đáo trà mùi hương quanh quẩn ở khoang miệng chung. Cái này trà, nghe nói ở kinh thành đã bán được 50 lượng một cân trừ kinh đô ngoại. Địa phương khác 10 lượng một cân, chủ yếu là kinh đô kẻ có tiền nhiều, nữu nữu làm tiền tài hảo hảo tể tể bọn họ, uống lên quả nhiên cùng ngày thường uống trà không giống nhau, nó càng hương càng thuần, canh trà càng vì thanh lục, hiện tại toàn bộ kinh đô người, đều ở nghị luận này trà xuất xứ, thậm chí cho nàng nổi lên cái danh trà tiên tử, khởi bẩm vương gia, Hòa Bình trấn tiền phủ gia đinh đưa tới một phong thơ, vương phủ gia đinh trong tay giơ một phong thơ. Quỳ một gối ở ngoài đình, nga, tiền tài tới tin, chắc tuyệt, lấy lại đây, Hoàng Phủ Kiệt không cấm ngồi thẳng thân mình, hướng sau lưng đứng bên người thị vệ chắc tuyệt phất phất tay, có chút hưng phấn nói, này tiền tài thật đúng là đúng lúc, chính mình hôm trước mới, trở lại kinh đô, hắn hiện tại liền đưa tới tin, không biết tin bên trong đều nói chút cái gì, có hay không nhắc tới đáng yêu quả quả cùng đậu đậu, hắn chính là rất tưởng niệm kia hai cái tiểu gia hỏa. Vương gia, tin, Trác Tuyệt hướng Hoàng Phủ Kiệt hành lễ, tất cung tất kính đem trong tay tin đưa tới trước mặt hắn, ha ha, thật là đáng yêu, Hoàng Phủ Kiệt tiếp nhận tin, bách không kịp chờ mở ra nhìn lên, nhìn nhìn liền nhịn không được nhếch môi, vui vẻ nở nụ cười, Liễu Dật Phàm nhìn hắn kia y cười giạt rào mặt, nhịn không được cũng liệt khai miệng, bất quá, trong lòng nhưng thật ra rất tò mò tiền tài tin đều viết cái gì. Cư nhiên có thể làm hắn cao hứng thành cái dạng này, đại ca, tam đệ tin đều viết cái gì,
chính ngươi cầm đi xem đi, ha ha, quả quả cùng đậu đậu thật là quá đáng yêu. Liễu Dật Phàm tiếp nhận tin, chậm rãi nhìn lên, khóe miệng biên độ càng lúc càng lớn, cuối cùng, cũng nhịn không được vui vẻ nở nụ cười, tiền tài tin chung nói, quả quả cùng đậu đậu cư nhiên đem trứng gà đặt ở trên giường, học gà mái ấp tiểu kê. Nhất thú vị chính là, quả quả ngầm thỉnh tiền tài giúp hắn mẫu thân tìm tướng công, ha ha, thật là thú vị hài tử, bất quá, ái mẫu chi tâm lại là làm người cảm động, nhị đệ, nếu không phải Liễu bá bá yêu cầu ngươi chiều cố, ta cũng còn có một ít chiều duyên thượng sự muốn cùng Hoàng huynh bẩm báo, ta thật đúng là tưởng cùng ngươi cùng đi nhìn xem quả quả cùng đậu đậu, còn có tam đệ, tứ muội, này nhoáng lên chính là hơn 2 năm a. Hoàng Phủ Kiệt thu hồi cười, nhìn Liễu Dật Phàm, nói ra ý nghĩ của chính mình, ta còn không có gặp qua quả quả cùng đậu đậu đâu, ai, ta hiện tại lo lắng nhất vẫn là sư phụ trên người độc, chỉ cần một ngày chưa giải, ta liền không an tâm a. Liễu Dật Phàm thở dài một hơi, chậm rãi nói, nếu là có Tuyết Liên thì tốt rồi, chính là kia đồ vật khả ngộ bất khả cầu a. Liễu Dật Phàm tạm dừng một chút, lại như là lầu bầu nói, Tuyết Liên. Hoàng Phủ Kiệt chợt đứng lên, hưng phấn nhìn hắn, không xác định hỏi ngược lại, Tuyết Liên tuy rằng thưa thớt chân quý, nhưng là, hắn trước đó không lâu ở Tuyết Quốc một cái trên vách núi, vừa lúc liền đụng phải một đóa chính nở rộ Tuyết Liên hoa, hắn vốn định đưa cho hắn mẫu hậu dùng ăn, lấy bảo dung nhan, không thể tưởng được nó cư nhiên còn có thể giải độc. Đại ca, ngươi biết nơi nào có Tuyết Liên? Liễu Dật Phàm bỗng nhiên ngước mắt, mắt đen lộng lẫy nhìn Hoàng Phủ Kiệt. Nghe hắn khẩu khí, tựa hồ hắn biết nơi nào có Tuyết Liên, nếu như ngắt lấy đến Tuyết Liên, kia sư phụ trên người độc liền có thể giải, ta trong phủ liền có, ta nửa năm trước, đổ kinh Tuyết Quốc khi, ở một cái trên vách núi thải, đang muốn ngày mai tiến cung khi, tặng cho ta mẫu hậu dùng ăn đâu, không thể tưởng được nó cư nhiên còn có thể giải độc. Ngươi mau theo ta tới, đem Tuyết Liên tốc mang về cấp Liệu bá bá, sương mù đều phong, lan phong tiểu cư. Sư phụ, tới, Dật Phàm, uy ngươi uống dược, đây là đại ca từ Tuyết Quốc mang về tới Tuyết Liên, sư phụ ngươi uống đi xuống sau, nhất định liền sẽ không có việc gì. Liễu Dật Phàm thuần thục cầm lấy bị gối điệp đặt ở mép giường, nhẹ nhàng đem nằm ở trên giường Liễu Như Phong nâng dậy tới, thoải mái dựa vào mặt trên, đã nằm trên giường 2 năm Liễu Như Phong, thoạt nhìn càng thêm tiên phong đạo cốt, trừ bỏ sắc mặt tái nhợt một ít, mặt khác nhưng thật ra không sai biệt mấy. A Kiệt, hắn xuất trinh đã về rồi. Liễu Như Phong đáy mắt hiện lên một tia kinh hỉ. Mấy năm nay, Hoàng Phủ Kiệt mỗi chiến thắng một lần, Liễu Dật Phàm đều sẽ trước tiên, đem tin tức tốt nói cho hắn, chỉ vì làm hắn càng có nghị lực đi cùng trong cơ thể độc dược làm đấu tranh. Tuyết Quốc đã cầu hòa, tháng sau sơ vừa lúc gặp Hoàng Thái Hậu 50 ngày sinh, nghe nói là Hoàng Thượng cố ý triệu hắn trở về. Liễu Dật Phàm lưu loát hầu hạ hắn. Đem dược uống lên đi xuống, đỡ hắn nằm hồi trên giường, nhàn nhạt nói, hắn hiện tại chỉ hy vọng y thư thượng ghi lại biện pháp hữu hiệu, chỉ cần có thể làm sư phụ thân thể hảo lên, so cái gì đều hảo, mỗi ngày nằm ở trên giường, ta đều quên lan tâm ngày sinh, ha ha, thời gian như lăng, giây lát lướt qua a, trong nháy mắt, ta cùng nàng đều ra rồi. Liễu Như Phong khóe miệng tràn ra một mặt nhàn nhạt cười, trong mắt ánh sáng nhu hòa sậu hiện, ánh mắt mê ly. Cả người đều rơi vào nào đó trong trí nhớ, Liễu Dật Phàm nhẹ nhàng chiều sư, phụ ngắm liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên một tia hâm mộ, không tiếng động đứng lên, hướng ngoài cửa đi đến, có được hồi ức thật tốt, mặc kệ cái gì thời điểm đều có thể ôn lại ngày xưa tình cảnh, chính là, thuộc về chính mình ký ức ở nơi nào, sư phụ đã từng nói qua, hắn là ở Hoa Bình trấn ngoại một dặm lộ bờ sông cứu chính mình, chờ sư phụ hảo đi lên. Có lẽ chính mình cũng nên đi tìm về thuộc về chính mình hồi ức. Hắn nghĩ nghĩ, trong lòng đột nhiên ngó ngoe dục dịch lên, có loại gấp không chờ nổi cảm giác. Gần nhất mấy tháng, hắn đầu óc luôn là hiện lên một ít mơ hồ hình ảnh, những cái đó hình ảnh như phù quang lược ảnh, lượn vòng mà qua, hắn thấy không rõ cũng chảo không được. Hắn rất tò mò, cũng thực chờ mong nghênh đón chính mình sẽ là cái gì. Liễu Dật Phàm trở lại cách vách trong phòng, cầm lấy trên bàn gỗ đào cùng khắc đao. Thuần thục điêu khắc lên, từ đầu gỗ bước đầu hình dạng chung, mơ hồ có thể nhìn ra được đây là một tôn hình người. Đây là gần chút thời gian hắn trong đầu hiện lên bóng dáng, hắn tìm một khối gỗ đào mỗi ngày buổi tối đều sẽ như si như say có khắc,
hắn có loại dự cảm, nữ nhân này cùng chính mình có rất quan trọng quan hệ, có lẽ, chờ hắn khắc hảo sau này, có thể kích thích chính mình đại não cũng không nhất định, có lẽ, này sẽ là chính mình mở ra ký ức chi môn chìa khóa. A đế, A đế, A đế, đang ở viết đứa ở khế ước hiệp nghị Kiều Xuân, đột nhiên cái mũi ngứa, liên tục đánh vài cái, hắt xì, nàng duỗi tay xoa xoa cái mũi, trong miệng nhịn không được nói thầm, thật là kỳ quái, gần nhất buổi tối tổng hội không ngừng đánh hắt xì, lại không phải cảm mạo, cũng không biết là ai ở sau lưng mắng chửi người. Kiều Xuân lắc lắc đầu, tiếp tục cúi đầu, viết hiệp nghị thư, ngày mai liền phải triệu tập đoàn người tới thiêm đứa ở, lúc này đây trước thiêm 15 cái, cho nên đêm nay nàng phải trước đem hiệp nghị thư chuẩn bị tốt mới được. Đại tẩu, ngươi là đến phong, hàn sao, như thế nào lão đánh hắt xì? Ngồi ở một bên hỗ trợ viết hiệp nghị Đào Hoa, nghe Kiều Xuân nói thầm, đầu tiên là buồn cười, ngươi sau lại quan tâm nhìn nàng hỏi, mấy năm nay tới Đào Hoa đối biết chữ phương diện, chính là hạ đủ công phu, hiện giờ đã có thể viết thượng một tay hảo tự, nói chuyện tài ăn nói phương diện cũng là tiến bộ rất nhiều, ở trên người nàng rốt cuộc tìm không được một tia nông gia nữ bóng dáng, đảo như là cái có thể văn thức lễ tiểu gia bích ngọc. Thân thân, có phải hay không có người suy nghĩ ngươi? Đậu đậu kia nhu nhu thanh âm, từ sau lưng vang lên, phốc, đậu đậu như thế nào sẽ như thế tưởng. Đào Hoa buông bút, một phen bế lên đậu đậu, nhịn không được muốn đậu nàng, này hai mẹ con ý tưởng đều là thú vị thật sự. Nghe người ta nói, đánh hắt xì không phải có người tưởng chính là có người mắng. Đậu đậu nghiêng đầu suy nghĩ một chút, liền đem chính mình biết đến sự tình nói ra, cuối cùng, gật gật đầu, phi thường. Khẳng định nói, ta thân thân như thế người tốt, khẳng định sẽ không có người mắng, cho nên, nhất định là có người suy nghĩ, ha ha, đậu đậu thật thông minh. Đào Hoa cười khẽ lên, ở trên mặt nàng hôn một cái, lấy tư cổ vũ, quả quả cùng đậu đậu thật là vì trong nhà tăng thêm không ít lạc thú, đoàn người thường thường bị các nàng đồng ngôn đồng ngữ chọc cho đến nhạc nửa ngày. Thân thân, ân, đậu đậu có việc. Kiều Xuân nhìn nghiêm trang, nộn mí nhíu lại đậu đậu, có điểm mạc, danh nhìn nàng, thân thân, mặc kệ ai ngờ ngươi, ngươi đều phải ai đồ đậu nga, đậu đậu thực nghiêm túc nhìn Kiều Xuân, đáy mắt hiện lên một tia bất an, nàng nhưng không nghĩ thân thân giống tiểu hoa nương giống nhau, tìm cái ba bá, liền không cần nàng, đậu đậu, ngươi nhanh lên tiến vào ngủ, đừng lão xảo mẫu thân làm việc, cổng vòm hạ truyền đến quả quả rất có đại ca uy nghiêm thanh âm. Quả quả hơi dẩu miệng đã đi tới, duỗi tay dắt qua đậu đậu tay nhỏ, nhìn Kiều Xuân, nói, mẫu thân, ngủ ngon, chính là, ca ca, đậu đậu có điểm không tình nguyện tưởng tránh ra quả quả tay, lại bị quả quả một ánh mắt hạ, bĩu môi ngoan ngoãn hướng phòng nhỏ đi đến, quả quả, đậu đậu, các ngươi yên tâm, mẫu thân vĩnh viễn đều sẽ ái các ngươi, ngủ ngon, các bảo bối, hai trương khuôn mặt non nớt nhi, bỗng nhiên chuyển qua tới. Mắt đen lập lòe như bầu trời đêm đầy sao, gà mổ thóc dường như gật đầu, trên mặt nở rộ sáng lạn tươi cười, phảng phất là kia ngày xuân ấm, dương, nhẹ nhẹ ấm áp, thấm vào nhân tâm, Kiều Xuân chỉ cảm thấy một cổ dòng nước ấm nảy lên trong lòng, khóe miệng tràn ra một mặt tinh mỹ tươi cười, thật là hai đứa nhỏ ngốc, có như thế chi kỷ đáng yêu bọn họ, mẫu thân như thế nào sẽ không yêu đâu, nàng chính là hận không thể đưa bọn họ, buộc ở chính mình đai lưng thượng. Một tấc cũng không rời, bằng không mấy ngày hôm trước sự tình lại phát sinh một lần, nàng lão nhân ra trái tim chính là đình không được a. Từ lần trước, đậu đậu ở lão phòng chơi trốn tìm không cẩn thận ngủ, đem toàn bộ trong núi mà rảo cái long trời lở đất sau, nàng chính là mấy ngày liền làm ác mộng, liền trong mộng cảm giác đều là như vậy đau triệt nội tâm. Đại tẩu, quả quả cùng đậu đậu thật chi kỷ, Đào Hoa giơ lên khóe môi, cười nhạt nhìn Kiều Xuân. Bọn họ nương ba cảm tình thật tốt, quả quả cùng đậu đậu còn tuổi nhỏ liền biết hộ mẫu, ngươi nhanh lên thành thân, cũng sẽ có chi kỷ bảo bảo, cong cong môi, Kiều Xuân vui, vẻ trêu ghẹo nàng, đại tẩu, ngươi thật là xấu, nhưng không mang theo ngươi như vậy, Đào Hoa mặt phấn nháy mắt hỏa thiêu hỏa liệu lên, trong mắt bồi sắc nhộn nhạo, é lệ thẹn thùng trừng mắt nhìn Kiều Xuân liếc mắt một cái, hờn dỗi nói. Ha ha, con nói ta hư đâu, nhìn một cái bộ dáng này nhi, tấm tắc, Kiều Xuân nhìn trong lòng càng là vui sướng, không nghĩ như thế mau liền buông tha nàng. Mấy ngày nay, Đào Hoa bởi vì đau lòng thiết bách xuyên tang mẫu, này vẫn là trước.
một chuyến lộ ra như vậy tiểu nữ nhân tư thái đâu. Nghĩ đến Thiết Bách Xuyên, Kiều Xuân nhưng thật ra nhớ lại chính sự, hiện tại Lâm Thị cũng là cam chịu hắn cùng Đào Hoa, ấn chính mình ý tư đến hảo hảo bồi dưỡng một chút hắn, bằng không, Đào Hoa đi theo hắn, chính mình cũng không yên tâm. Đào Hoa, Thiết Bách Xuyên hắn biết chứ sao, có hay không thượng quá tư thục. Đào Hoa ngước mắt, ánh mắt cùng nàng ngắn ngủn chạm nhau, trong phút chốc mặt phấn lại đỏ lên, cúi đầu, vặn, giảo ngón tay, hắn có thượng quá tư thục. Ha ha, cổ đại nữ tử thật đúng là dễ dàng mặt đỏ, chỉ là hỏi cái vấn đề mà thôi, nàng cũng xấu hổ thành như vậy, ta đây ngày mai thiêm hắn làm nhà ta đưa ở, tốt không? Kiều Xuân bình tĩnh nhìn nàng, muốn biết nàng chân thật ý tưởng, nàng là có tâm muốn hạ luyện một chút Thiết Bách Xuyên, nếu đem hắn bồi dưỡng ra tới, sau này, đãi bọn họ thành thân sau, chính mình cũng là có thể tỉnh hạ rất nhiều tâm. Kiều Hạ, Kiều Thu cũng mau đến xuất giá tuổi. Đến lúc đó này ba cái muội muội toàn bộ gả cho đi ra ngoài, này nặc đại vườn trà, nàng nhưng lo liệu không hết quá nhiều việc, nhưng là nếu Đào Hoa cùng Thiết Bách Xuyên có thể được việc, không cần xa gả, kia lại sẽ là một khác phiên tình cảnh, sang năm còn kế hoạch muốn khoách loại cây trà đâu, lấy chính mình người một nhà tinh lực thật đúng là ứng phó không xuống dưới, ai, nếu, Kiều Xuân trong đầu linh quang chợt lóe, nếu ba cái muội muội đều không cần xa gả, vậy cái gì sự đều không có, các nàng còn có thể mang theo hôn phu song song loại vườn trà, chính là, này hết thảy đều đến có thích hợp người được chọn trước để hạ mới được, nàng thượng nào đi tìm thích hợp người a, ta tưởng, hắn nên là nguyện ý, chính là, hắn thành nhà ta đưa ở, nương nàng có thể hay không, ai, Đào Hoa trong lòng mừng thầm, như vậy Thiết Bách Xuyên liền không cần đi ra bên ngoài tìm việc. Chính là, nếu hắn trở thành chính mình trong nhà đưa ở, này người ở bên ngoài trong mắt đã có thể thành đường ra hạ nhân, kia không phải vô hình chung kéo ra bọn họ chi gian khoảng cách sao, đến lúc đó bên ngoài nhàn thoại trước bất luận, chính là Lâm Thị này quan cũng không biết có thể hay không quá a. Đào Hoa, phương diện này ngươi yên tâm, đại tẩu đều có đúng mực, nương bên kia sẽ không có việc gì, ngươi cũng chưa phát hiện, nàng hiện tại đã cam chịu các ngươi quan hệ sao? Nếu không phải Thiết Bách Xuyên, con ở giữ đạo hiếu kỳ, đại tẩu đều tưởng thế các ngươi trước đem việc hôn nhân cấp đính xuống dưới. Kiều Xuân nhìn Đào Hoa kiều diễm như hoa hồng khuôn mặt, nhịn không được cười khẽ lên, đại tẩu, thật chán ghét, đem người ta tới cười, chúng ta vẫn là nhanh lên đem hiệp nghị đều viết hảo, sớm một chút nghỉ ngơi mới là. Đào Hoa cười duyên, chuyện vừa chuyển, cúi đầu, nhếch lên khóe miệng, sao chép hiệp nghị thư. Hôm sau buổi sáng, Kiều Xuân dọn bàn ghế đặt ở trong viện, Thỉnh Thiết Long ngồi vào thượng vị, mỉm cười nhìn lướt qua, dòng người chen chúc xô đẩy đường ra sân, cúi đầu ở Thiết Long bên tai nói vài câu, liền đứng lên, cười nhìn đoàn người, lớn tiếng nói, các vị hương thân, hôm nay chúng ta đường ra tưởng thỉnh 15 vị đứa ở đến Xuân Mãn Viên làm việc, chỉ cần là khi xuống tới người, chúng ta ấn mỗi người làm việc chủng loại tới định tiền công. Quản sự mỗi tháng 2 lượng bạc, vườn trà làm việc mỗi tháng 1 lượng bạc, bởi vì chúng ta trước mắt chỉ thêm 15 vị, cho nên, không có đánh dấu hương thân cũng không nên gấp gáp, chỉ cần ngươi là dụng tâm làm việc, ta đều sẽ xem ở trong mắt, sang năm chúng ta tính toán lại khoách loại vườn trà, khi đó, còn sẽ lại thêm, ngày thường yêu cầu hỗ trợ, ta còn là sẽ giống như trước giống nhau, thỉnh đại gia hỗ trợ. Ấn ngày kết toán tiền công, hy vọng đại gia lý giải cũng duy trì chúng ta, dừng một chút, ngước mắt hướng trong đám người nhìn quét một vòng, chỉ thấy trong đám người đã bắt đầu nghị luận sôi nổi lên, một đám mắt đều sáng long lanh, trên mặt kích động cùng chờ mong biểu tình bộc lộ ra ngoài, gợi lên môi, khóe miệng tràn ra nhàn nhạt tươi cười, trong mắt quay tròn chuyển động vài vòng, lại nói, các vị hương thân, chúng ta đường ra phòng thiếu mà hẹp. Ký hợp đồng đứa ở bổn ứng ăn ở tại đường ra, suy xét đến tất cả mọi người đều là cùng thôn người, cho nên, chúng ta không cung cấp ăn túc, mỗi tháng mỗi người bổ 500 văn, ăn Tết cái kia nguyệt cấp xong phân tiền công, xem như chúng ta đối đoàn người cảm tạ. Lời này vừa nói ra, trong đám người càng thêm sôi trào lên, như vậy ưu việt điều kiện, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe nói, lại còn có thể không ăn nhờ ở đậu, mỗi ngày ăn ở tại nhà mình. Này đối bọn họ tới nói chính là thiên đại chuyện tốt a, tử nặc tức phụ, chỉ thêm 15 cá nhân có thể hay không thiếu a, chúng ta nhưng đều là có thể chịu khổ, làm việc xảo người, lý nhị,
Gia tức phụ chui ra đám người ngoại, vẻ mặt nhảy nhót nhìn Kiều Xuân, hận không thể lập tức liền ký xuống nàng. Đoàn người nghe nàng bắt đầu mau tiến tự toại, sợ hạ xuống người sau, một đám đều giành trước giật sau hướng đám người ngoại tế, lớn tiếng tự trọng lên, tử nặc tức phụ, ta mau gió to làm việc, ngươi cũng là thấy được, đợi lát nữa nhưng đến ký xuống ta a. Tử nặc tức phụ, ngươi sinh quả quả cùng đậu đậu lúc ấy, ta khá vậy là giúp vội, hơn nữa, ta làm việc cũng là nhất đỉnh nhất. Tử nặc tức phụ, nhà ta cùng nhà ngươi chính là thân thích, cũng đừng quên người trong nhà a. Tử nặc tức phụ, có người đánh thân tình bài, có người đánh người tình bài, các lộ cách nói, cái gì cần có đều có. Ra đầu tê dại, trợn mắt há hốc mồm, không biết như thế nào cho phải. Đây là đường ra người cùng Kiều ra người hiện trạng chân dung. Kiều Xuân nhưng thật ra một đường xuống dưới, trên mặt đều treo nhàn nhạt tươi cười, đường ra tuy rằng không cái giá, có thể tưởng tượng thêm đường ra đưa ở cũng không phải ai đều có thể. Quay đầu đi, ngồi đối diện ở thượng vị Thiết Long gật gật đầu, lại nhìn về phía đám người. Các vị, chúng ta đường ra đưa ở ký hợp đồng điều kiện, có vài giờ, đoàn người nhưng đều nghe hảo. Đệ nhất, tuổi 15 trở lên, 30 dưới, đệ nhị, biết chữ ưu tiên, đệ tam, lần này ký hợp đồng người được đề cử, trước nay đường ra đã làm sự người chung chọn lựa, phàm là ký hợp đồng giả, sau này mỗi ngày, trên dưới công, đều đến đánh dấu, đến trễ, về sớm, lãng công giả đều sẽ khấu tiền công xử lý, nghiêm trọng giả chúng ta đường ra có quyền giải trừ hiệp nghị, khóe miệng mỉm cười. Kiều Xuân nhất phái đạm nhiên nhìn trong đám người lại một lần ồn ào lên, lúc này đây đã có rất nhiều người trên mặt lộ ra thất vọng biểu tình, rốt cuộc điều kiện đã bãi tại nơi đó, cũng không phải là ai đều phù hợp. Lúc này, vẫn luôn trầm mặc ngồi Thiết Long đứng lên, hướng đại gia tuyên bố lần này, cùng đường ra ký hợp đồng đưa ở danh sách, đoàn người đều không cần nóng vội, chỉ cần đại gia dụng tâm làm việc, tổng hội có cơ hội, ký xuống tới người cũng muốn dụng tâm làm việc. Có cơ hội chính mình không quý trọng, cũng không thể oán nhân ra a. Hảo, phía dưới ta niệm đến những người này đi lên thiêm hiệp nghị đi. Hổ Đá Tử, Vương Tam, Quyền Võ, Thiết Bách Xuyên, mấy nhà vui mừng, mấy nhà sầu. Chỉ chốc lát sau, không điểm đến danh người đều vẻ mặt thất vọng đi ra. Đường ra đại viện, ai về nhà nấy? Phi, ai hiếm lạ a? Toàn bộ chính là bán mình khế, ai ái thiêm, ai thiêm đi. Lý Nhị Gia tức phụ vẻ mặt tử căm giận bất bình, một bên thở phì phì hướng ra đi, một bên thần thần thao thao phun mắng, nàng vừa mới nghe được cuối cùng, đều không có nghe được tên của mình, trong lòng đừng nói có bao nhiêu nén giận, 15 cái đứa ở, chỉ là lão Thiết gia liền chiếm 3 cái danh ngạch, này trong núi thôn chừng 1000 nhiều hào thôn dân, đâu, này không lay động minh hộp tối thao tác sao, này không phải xích hài hòa lỏa nghiệp quan hợp ô. Lại là cái gì? Đột nhiên, một chiếc xa hoa xe ngựa ngừng ở bên người nàng, một cái quần áo thể diện lão phụ nhân nhô đầu ra, đối với nàng khách khí hỏi, vị này phu nhân, xin hỏi một chút, đường ra ở nơi nào? Phu nhân, là ở kêu ta sao? Lý Nhị Gia tức phụ Ngô Nguyệt, đầu tiên là ngơ ngác ngắm liếc mắt một cái đối phương, gặp người ra sắc thật là đối. Với chính mình cười, mà chính mình bên người cũng không có người thứ hai. Cuộc đời lần đầu tiên nghe được nhân gia kêu chính mình phu nhân, trọng điểm nhân gia thoạt nhìn vẫn là cái kẻ có tiền, lần này, nhưng làm nàng cười phiên, vội vàng duỗi tay chỉ phía trước tiểu sườn dốc lộ, nói, đại nương, ngươi nhìn thấy không, qua phía trước cái này tiểu sườn dốc, quải cái cong là có thể thấy được, bọn họ đường ra phòng ở cùng chúng ta không giống nhau, thực dễ dàng tìm, đối. Phương vừa nghe, mỉm cười hướng nàng nói cái tạ. Xe ngựa liền lộc cộc xuống phía dưới vây dọa chạy đi, Ngô Nguyệt đứng ở mặt sau, nhìn thật lâu, đáy mắt toát ra hâm mộ ánh mắt, nhà có tiền cũng thật hảo a. Xe ngựa theo Ngô Nguyệt chỉ thị, quả nhiên thượng tiểu sườn dốc, quải cái cong liền nhìn đến một tòa cách cục quýnh dị phòng ở tọa lạc ở ven đường, đường ra trong đại sảnh, Thiết Long cùng Thiết Thành Cương đang cùng Đường Kiều hai nhà người, vui vẻ uống trà, trò chuyện. Thiên, nghe được bên ngoài chuyển tới tiếng vó ngựa. Kiều phụ liền đứng dậy đến ngoài cửa đi xem, phu nhân, đường ra tới rồi, vừa mới cái kia lão phụ nhân dẫn đầu từ mã phu đỡ xuống xe ngựa, cung kính đứng ở một bên, ra tiếng xin chỉ thị bên trong người, kiều phụ nhìn này không quen biết người cùng xe ngựa, giật mình ở nơi đó, muốn nhìn một chút trên xe đến tột cùng là cái gì người, cha, là ai tới lạc,
Kiều Xuân thấy Kiều Phụ đi ra ngoài có một hồi, còn không có tiến vào, liền cũng đi theo ra tới nhìn xem tình huống, đương nàng nhìn đến trước mắt xa lạ xe ngựa cùng người khi, cũng đồng dạng cảm thấy nghi hoặc, ân, trên xe ngựa truyền đến một tiếng nhẹ ân, ngay sau đó liền thấy một vị người mặc tơ lụa cẩm váy, kéo tinh xảo phụ nhân búi tóc, phát thượng cắm ánh vàng rực rỡ gió lộc cùng xanh biếc châm ngọc, tuy có kim ngọc, tơ lụa bàng thân, nhưng sấn thượng kia bình phàm bình thường bánh nướng lớn mặt, lại thực sự biểu hiện không được. Chút nào quý phu nhân yêu nhã thái độ, có chỉ sợ cũng bình thường cùng tục khó dằn nổi, chân mày hơi trao, nhấp nhấp miệng, Kiều Xuân thật sự nhớ không nổi chính mình khi nào có nhận thức quá này hào nhân vật, nhìn này phó trang phục, trong đầu đột nhiên hiện lên một loại giống như đã từng quen biết cảm giác, kia phụ nhân ở mã phu cùng lão phụ nhân nâng hạ, xuống xe ngựa, cao ngạo nâng đầu, đối bên người lão phụ nhân, phân phó nói, Quế Nương, nơi này chính là đường ra, đỡ ta. Đi vào, nói đáy mắt hiện lên một tia khinh miệt, xem cũng chưa trông cửa khẩu đứng hai người, Kiều Xuân nhịn không được muốn bão nổi, đây đều là chút cái gì người a, nàng vừa mới đó là cái gì biểu tình, nhẹ nhàng tiến lên vài bước, ngăn cản các nàng chủ tớ đường đi, ánh mắt như quan khán vườn bách thú đại tinh tinh ngắm nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt hỏi, vị này phu nhân, xin hỏi ngươi tìm ai, lão bộc người thấy Kiều Xuân phụ nhân trang điểm, trong mắt hiện lên một tia. Hiểu rõ, nắm thật chặt mày nói, đường phu nhân, vị này chính là nhà ta phu nhân, tiền trấn trưởng phu nhân, cố ý tăng thêm tiền trấn trưởng ba tự, nhưng ở Kiều Xuân nghe tới, lại nhẹ như sợi bông, tiền trấn trưởng chính mình đều không bàn hắn chướng, phu nhân lại như thế nào, bất quá, nếu chính mình đã biết nàng có quan phủ hậu thuẫn, tục ngữ nói dân không cùng quan đấu, liền cũng cường xả ra tươi cười, thỉnh các nàng vào nhà ngồi. Nguyên lai là tiền phu nhân, mau mời vào, nhà ngồi, ân, tiền phu nhân sắc bén ánh mắt, lạnh lùng quét về phía Kiều Xuân, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó đó là khinh thường, ừ nhẹ một tiếng, liền giống như lão Phật gia giá lâm dường như, ngẩng đầu ưỡn ngực hướng đường ra đại sảnh đi đến, hừ, không thể tưởng được cái này Kiều Xuân nữ nhân còn chiều dài vài phần tư sắc, Thiết Long huynh đệ thấy đường ra có khách nhân tới, liền đứng dậy cáo tử về nhà. Lưu lại đường Kiều hai nhà người một phòng ngạc nhiên ánh mắt, Kiều Xuân đem tiền phu nhân nghênh tiến đại sảnh, tiếp đón nàng ngồi xuống, chỉ vừa mới Kiều Hạ đưa qua nước trà, duỗi tay làm cái thỉnh thế, tiền phu nhân, thỉnh uống trà, ở Kiều Xuân ánh mắt ám chỉ hạ, trong nhà người tất cả đều bất động tiếng vang ngồi xuống, thỉnh thoảng đánh giá cái này tục khí quý phụ nhân, phốc, thật khó uống, tiền phu nhân mang trà lên, nhẹ xuýt một ngụm. Liền không hề giáo dưỡng phun tới, một bên cầm khăn tay trà lau khóe miệng, một bên chế nhạo nói, ân hừ, xem ra nữ nhân này hôm nay thuần túy là tới tìm cha, ánh mắt đen tối, khóe môi treo lên một mạc cười như không cười, Kiều Xuân ngồi xuống, cũng không tức giận, thẳng bưng lên chén trà, hào khi uống tiến trong miệng, chỉ thấy nàng nhíu chặt hạ mày, biểu tình thống khổ quay đầu đi hướng bên cạnh tiền phu nhân phun qua đi, phốc, khổ khụ. Kiều Xuân ho nhẹ vài câu, lớn tiếng kêu lên, Kiều Hạ, ngươi này phao chính là cái gì trà, ta là có dao, đại ân nhân phẩm tới phụng trà, chính là cũng không nên lấy loại này a bạch, đều không uống trà ra tới chiêu đãi khách nhân đi. Kiều Xuân lấy ra tay lụa thong thả ung dung trà lau miệng mình, xoay người, vừa thấy bên cạnh đầy mặt là thủy tiền phu nhân, kinh ngạc đến chừng lớn tròng mắt, một bên luống cuống tay chân cầm khăn tay giúp nàng trà lau. Một bên liên thanh nói khiểm, tiền phu nhân, thực xin lỗi a, thật sự là vừa mới kia trà quá khổ uống lên, xin lỗi a, đều là ta, sai, các nàng nhất định là lấy sai rồi lá trà, sai đem a bạch không uống lá trà cấp phao, thật là xin lỗi a, tiền phu nhân tức giận đến khóe miệng không ngừng run rẩy, hung hăng chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, chán ghét đẩy ra tay nàng, cả giận nói, ngươi đừng bắt ngươi cỏ qua miệng khăn tay tới sát ta mặt. Thật là cái không quy của người, khó trách tiền tài kia dã loại sẽ coi trọng ngươi. Trong đại sảnh chợt ngói lượng ngói sáng lên tới, hơn 10 chản kilowatt chiếu sáng. Đèn đồng thời bắn về phía người nào đó, hận không thể đem nàng trực tiếp đốt thành cho tẫn. Thần đèn a thần đèn, thỉnh ngươi nhanh lên đem trước mắt cái này, cực phẩm nữ nhân biến đến xã hội nguyên thủy đi theo đại tinh tinh gặp gỡ đi. Đứng ở một bên quả quả, thực tức giận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái kia xấu nữ nhân. Trong mắt nhanh như chớp xoay vài vòng, đột nhiên liệt khai miệng, bay nhanh hậu viện chạy tới,
đại tỷ tỷ, ngươi thật xinh đẹp nga, quả quả từ trong viện chạy ra tới, dương đầu, trên mặt nở rộ sáng lạn tươi cười, song chữ ứa ra hồng tâm nhìn tiền phu nhân, nhu nhu kêu lên, trong đại sảnh người không hẹn mà cùng run lên, chấn động rớt xuống một thân nổi da gà. Ách tiền phu nhân hơi ngẩn ra hạ, duỗi tay phản chỉ vào chính mình, hỏi, tiểu đệ đệ, ngươi là ở kêu ta sao? Ân, đại tỷ tỷ, ngươi là quả quả gặp qua xinh đẹp nhất người, quả quả chớp mắt, thần đồng chí trên mặt tràn đầy chân thành, tiểu đệ đệ, thật ngoan. Tiền phu nhân tức khắc trên mặt cười thành một đóa hoa, vươn phì đoạn ngón tay sờ sờ quả quả khuôn mặt, ác quả quả nhịn không được run nhẹ hạ thân tử. Mọi người còn lại là không hiểu ra sao nhìn hắn, không biết vì sao quả quả phẩm vị sẽ chợt giảm xuống đến số âm. Đại tỷ tỷ, ngươi ôm ta một chút, được không? Hảo, sớm bị quả quả siêu cấp manh công hồng đến xoay quanh tiền phu nhân, khom lưng một phen bế lên quả quả, cười đến chỉ còn một cái mắt phùng nhìn hắn, không thể tưởng được đường ra còn có cái như vậy có phẩm vị tiểu hài tử, không giống những cái đó, một đám. Ai, nếu này trong phòng người, nghe được đến nàng tiếng lòng, phòng chừng lúc này trực tiếp cầm đao chộp vũ khí tâm đều có. A đại tỷ tỷ, ngươi, nơi này có điều sâu, thật đáng sợ a. Quả quả đột nhiên hoảng sợ duỗi tay chọc chọc tiền phu nhân bối, sợ tới mức toàn thân phát run từ trên người nàng dãy giụa xuống dưới, lớn tiếng thét chói tai, a, tiếng thét chói tai phá tan nóc nhà, chỉ chốc lát sau. Chỉ thấy một cái phì nữ nhân xoắn thân mình, vẻ mặt sợ hãi thét chói tai, từ đường ra đại sảnh chạy ra tới, chật vật bò lên trên xe ngựa, ngay sau đó xe ngựa liền lộc cộc biến mất ở trần hôi chung. Quả quả, ngươi vừa mới hướng trên người nàng thả cái gì? Kiều Xuân đầu tiên từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại, sụ mặt nhìn quả quả, hỏi, tuy rằng nàng không có nhìn đến quả quả động tác nhỏ, nhưng là, hơi làm. Suy tư, cũng biết nhất định là quả quả giở trò quỷ, mẫu thân, nàng hảo chán ghét nga, nàng vừa mới khi dễ mẫu thân, ta chỉ là đem tiểu mao bỏ vào nàng trên lưng mà thôi. Quả quả nâng lên tràn đầy ủy khuất mặt nhìn Kiều Xuân, nhẹ giọng nói, hắn chính là chán ghét cái kia xấu nữ nhân, nàng khi dễ mẫu thân, nhất định là cái người xấu, lần sau không thể, biết không, mà thôi. Kiều Xuân nhịn không được muốn cười ra tiếng tới. Ngồi xổm xuống thân mình, duỗi tay quát quát hắn cái, mũi nhỏ, sủng nịch cười cười, lại nói, lần tới đến làm mẫu thân cùng nhau tới, ha ha ha, ha ha ha, đường ra mãn đường cười vui, tiền phủ, tây xương phòng, quế nương, ngươi đem này bộ quần áo cho ta cầm đi thiêu, ghê tởm chết ta, tiểu linh, ngươi nhanh lên tìm chút thuốc dán lại đây cho ta sát sát, ngứa chết ta, cái kia tiểu dã loại, ta nhất định sẽ không khinh tha hắn. A, tức chết ta, tiểu mai, ngươi đi đem nửa bên đầu cho ta đi tìm tới, ta một hai, phải cho các nàng một chút nhan sắc nhìn xem, nếu không, còn tưởng rằng lão nương là cái dễ khí dễ chủ, hừ, tiền phu nhân khí hung bại cấp ở trong phòng đi tới đi lui, trên người ngứa đến muốn chết, ngẫm lại ở trên xe ngựa khi, quế nương từ nàng bối bắt một con phì phì sâu lông ra tới, nàng liền nhịn không được khởi một thân nổi da gà. Nhất định là cái kia tiểu dã loại khiến cho quỷ, đều do chính mình bị hắn, lời ngon tiếng ngọt cấp lừa, nếu không cho vài phần nhan sắc, làm các nàng nhìn xem, nàng là như thế nào cũng không có khả năng nuốt xuống này khẩu ác khí. Phu nhân, choai choai ra tới, chỉ chốc lát sau, vừa mới đi ra ngoài tìm người tiểu mai liền đã trở lại, sợ hãi ngắm liếc mắt một cái nhà mình phu nhân hắc như đáy nồi mặt, làm hắn tiến vào. Phu nhân, ngươi tìm tiểu nhân tới, có gì phân phó, chỉ cần có thể vi phu nhân cống hiến sức lực, chính là lên núi đao, xuống biển lửa, nửa bên đầu cũng lại sở không chối từ, nửa bên đầu, cung kính cúi đầu đứng ở một bên, trộm ngắm liếc mắt một cái, thở phì phì tiền phu nhân, đáy mắt lập lòe thúc thúc tặc quang, đình, thiếu vuốt mông ngựa, ngươi đi giúp ta đem Kiều Xuân cái kia dã loại, cho ta hung hăng giáo huấn một đốn. Hảo hảo làm hắn nêm chút khổ sở, tốt nhất chính là sống không bằng chết. Hừ, tiểu dã loại cũng dám đối ta hạ độc thủ, ta phi chỉnh đến hắn muốn chết dở sống dở. Tiền phu nhân mặt đột nhiên trở nên dữ tợn lên, đáy mắt phụt ra ra một đạo lãnh quang, nghiến răng nghiến lợi đối một bên nửa bên đầu phân phó. Bên cạnh tiểu mai cùng quế nương không khỏi đều run lên thân mình, không rét mà run lên, trong lòng nhịn không được đồng tình nổi lên cái kia tiểu hài tử.
ai, tính hắn vận khí không tốt, ai kêu hắn muốn chọc mao này chỉ cọp mẹ đâu, là, phu nhân, ta lập tức đi làm, cung kính hành lễ, nửa bên đầu khóe miệng xúc thị huyết tươi cười, xoay người liền hướng ngoài cửa đi. Kiều Xuân, 2 năm trước, hắn ăn mệt, chính là vẫn luôn không có cơ hội báo, hiện tại hắn rốt cuộc chờ đến cơ hội, trước kia là lão gia hạ lệnh, không chuẩn bọn họ trả thù, hiện tại, nếu là phu nhân mệnh lệnh, vậy hết thảy đều không giống nhau, ha ha. Trong núi thôn, lão phòng trước đa đối hạ, một đám tiểu hài tử đang ở vui vẻ chơi trò chơi, đường đậu đậu, lần này đến phiên ngươi, ngươi tại đây dưới tàng cây nhắm mắt, chờ chúng ta kêu lên 10, ngươi liền tới tìm chúng ta. Thạch gia nhị nghi đối đậu đậu, lặp lại, chơi trốn tìm trò chơi quy tắc, đậu đậu nhịn không được nhíu mày, lại không phải lần đầu tiên chơi. Như thế nào nhị ni luôn đương nàng là cái ngốc tử giống nhau, mỗi ngày lặp lại, nàng không phiền, nàng đều nghe phiền, nhị ni tỷ, ta biết rồi, ngươi không cần nói nữa, chạy nhanh tàng hảo một chút, ngốc sẽ nhưng đừng bị ta bắt được, thiết, ta cũng không tin, ngươi mỗi lần đều có thể tìm được ta, ngươi nhanh lên bế hảo, không chuẩn nhìn lén nga, thạch nhị ni nhịn không được, vảnh lên miệng, có điểm phẫn nhiên nói. Nói đến cũng làm giận, đậu đậu mỗi lần cái thứ nhất bắt được người đều là nàng, rõ ràng nàng liền tàng rất khá, nhưng nàng vẫn là cái thứ nhất liền tìm đến nàng, giống như cố ý dường như, thạch nhị ni thấy đậu đậu nhắm lại mắt, vội vàng nhanh chân hướng lão phòng chạy tới, tiểu muội muội, ngươi nhận thức đường ra tiểu hài tử sao, đột nhiên một cái mang mũ nam nhân, ngăn cản nhị ni, từ trong lòng ngực móc ra một chi đường hồ lô đưa, cho nàng, mỉm cười hỏi. Cái này cho ta, thạch nhị ni nhìn hồng diễm diễm đường hồ lô, nhịn không được từng ngụm nuốt nước miếng, sơn thôn tiểu hài tử, giống nhau đều không có cơ hội ăn mấy thứ này, hiện tại đột nhiên có người phải cho nàng một chi, nàng như thế nào khả năng không nuốt nước miếng, ân, ta là các nàng bà con xa thân thích, lại đây nhìn xem, nam nhân trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, bình tĩnh nhìn thạch nhị ni hỏi, đại thụ phía dưới cái kia. Chính là đường đậu đậu, cho ta, thạch nhị ni duỗi tay chỉ, một phen đoạt quá nam nhân trong tay đường hồ lô, bay nhanh hướng lão trong phòng chạy tới, nam nhân khóe miệng tràn ra một mạt ý cười, từng bước một hướng đại thụ hạ đậu đậu đi đến, đại tỷ, đại tỷ, đại tỷ, vườn trà dưới chân núi chuyển đến kiểu đông sốt ruột thanh âm, đang ở vườn trà cấp cây trà phô thảo, làm chống hạn thi thố Kiều Xuân vừa nghe. Đem trong tay làm rơm dạ một ném, từ cây trà tùng chung, đứng lên, Đông Nhi, như thế nào lạc, Kiều Đông đã 9 tuổi nhiều, ngày thường chính là kia giúp bọn nhỏ trung hài tử vương, cả ngày mang theo quả quả cùng đậu đậu nơi nơi chơi đùa, ngươi nhanh lên về nhà đi, đậu đậu xảy ra chuyện lạc, Kiều Đông gấp đến độ sắp dậm chân, vừa mới các nàng ở lão trong phòng ẩn giấu nửa ngày, cũng không thấy đậu đậu tiến vào tìm các nàng. Thật sự là chờ phiền, liền ra tới nhìn xem là như thế nào một chuyện, kết quả liền nhìn đến đậu đậu té xỉu, ở đại thụ hạ, vẫn không nhúc nhích, hù chết các nàng, về nhà hô đại nhân, ôm đậu đậu ôm trở về, vừa mới nàng còn nàng nương đánh một đốn đâu, đậu đậu, Kiều Xuân vừa nghe, ném xuống đồ vật, kéo làn váy, xoay người liền hướng trong thôn chạy tới, trong lúc nhất thời vườn trà người tất cả đều buông trong tay sống. Chạy về đường ra đi xem đến tột cùng là như thế nào một chuyện, nương, đậu đậu như thế nào lạc, ra cái gì sự lạc, Kiều Xuân chạy ra trong phòng, nhìn trên giường, vẫn không nhúc nhích đậu đậu, khẩn trương bắt lấy lôi thị tay, run tin tức nói, ta cũng không biết a, bọn họ này giúp tiểu hài tử, tất cả tại lão phòng nơi đó chơi chơi trốn tìm, sau tới, Đông Nhi liền trở về nói cho chúng ta biết, đậu đậu té xỉu ở đại thụ hạ. Chúng ta chạy đến khi, nàng cứ như vậy, như thế nào kêu đều kêu không tỉnh, lôi thị nói, khóe mắt liền tràn ra nước mắt, vẻ mặt kinh hoàng nhìn Kiều Xuân về phía trước ngồi xổm trước giường, duỗi tay, nhẹ nhàng vỗ đậu đậu mặt, tiến đến nàng bên tai, không ngừng kêu to nàng, nhưng nàng giống như là ngủ nghe không được dường như, một chút phản ứng đều không có, xem đến Kiều Xuân tâm không ngừng đi xuống trầm, nương, tim đại phu không có. Kiều Xuân nước mắt không ngừng đi xuống rớt, chân tay luống cuống nhìn đậu đậu, dò hỏi sau lưng lôi thị, cha ngươi đã đi trấn trên tìm đại phu đi, Xuân Nhi, đậu đậu như thế nào lạc, Lâm thị cùng Liêu thị sốt ruột chạy tiến vào, đứng ở mép giường thất thần nhìn đậu đậu, như thế nào sẽ như vậy,
các nàng chỉ là đi chạy trốn một chút môn, đi thời điểm, rõ ràng liền thấy bọn họ ở lão phòng trước chơi, như vậy một đại bang hài tử, như thế nào liền đậu đậu có việc đâu, đại tẩu, đậu đậu xảy ra chuyện gì, đại tỷ, đậu đậu ra cái gì sự, mẫu thân, đậu đậu như thế nào, ngô, 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 nhị ni, nàng đã chết, quả quả từ bên ngoài khóc lóc trở về, vẻ mặt sợ hãi nhìn trên giường đậu đậu, hắn vừa mới nghe được nhị ni đã chết, hắn rất sợ hãi đậu đậu cũng sẽ chết, nhị ni chết lạc, nhị ni à, ta khuê nữ a, bên ngoài trong viện truyền đến thạch đại tẩu tiếng khóc, chỉ chốc lát sau, liền nghe không thấy, nhìn dáng vẻ nàng cũng là vừa nghe được tin tức, lúc này khóc lóc về nhà đi, trong phòng người tất cả đều bị tin tức này cấp kinh sợ, hảo hảo hài tử liền đã chết, mà đậu đậu lại là như vậy, cái này kêu các nàng như thế nào không sợ hãi. Kiều Xuân Bính trụ hô hấp, chỉnh trái tim đều, tạm ở yết hầu mắt thượng, run rẩy xuống tay, thong thả đem ngón tay, duỗi đến đậu đậu lỗ mũi trước, hô thật mạnh hô một hơi, may mắn, may mắn, may mắn, nàng tầm mắt rời xuống, đột nhiên bị đậu đậu môi sắc cấp ngơ ngẩn, màu tím, chẳng lẽ là, trúng độc, nương, tìm người đi trấn trên cho ta biết tam ca, đậu đậu hình như là trúng độc. Xem hắn có biện pháp nào không, Kiều Xuân quay đầu, nhìn Lâm Thị có quắc nói, nàng hiện tại không có cách nào, chỉ có thể dựa tiền tài. Rốt cuộc hắn nhận thức người nhiều một chút, cũng không biết Liễu Thần Y hảo không có, nếu có Liễu Thần Y ở nói, đậu đậu nhất định sẽ không có việc gì. Nga, 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 hảo, Lâm Thị cùng Liêu Thị run rẩy hướng phía ngoài chạy đi, hy vọng tiền tài có thể nghĩ đến biện pháp cứu cứu các nàng đậu đậu. Lộc cộc. Một chiếc xe ngựa tự sơn gian đường nhỏ vội vàng mà đi, tứ muội, ngươi đừng có gấp, đậu đậu nhất định sẽ không có việc gì, ngươi nhị ca đã ở phối dược, đợi lát nữa, đậu đậu qua đi kinh hắn trần trị, nhất định sẽ gặp dữ hóa lành, hắn hiện tại y thuật đã rất cao siêu, ngươi nhất định phải thả lỏng, nếu ngươi mệt vác, kia quả quả cùng đậu đậu làm sao bây giờ, tiền tài đau lòng nhìn vẻ mặt tiều tụy Kiều Xuân, hai ngày nhiều. Nàng mễ thủy không tiến, vẫn luôn gắt gao đem đậu đậu ôm vào trong ngực, xem đến hắn nôn nóng, đau lòng, rồi lại lấy nàng không có cách nào. Tứ muội, ta đã thông chi đại ca, hắn nhất định sẽ đến tra cái cha ra manh. Mối, tiền tài tiếp tục ở nàng trước mặt không ngừng lải nhải, chỉ có như vậy không ngừng nói chuyện, hắn mới có thể hơi chút ổn định chính mình tâm một chút, bằng không hai người dọc theo đường đi một câu không cổ họng, Kiều Xuân nhất định sẽ bị áp lực không khí. Làm cho càng thêm bất lực, không cần tra xét, nhất định là nàng. Hai ngày không có hé răng Kiều Xuân, lần đầu tiên mở miệng nói chuyện. Tiền tài kinh ngạc ngước mắt, nhìn Kiều Xuân đáy mắt lãnh liệt ánh sao chợt hiện lên, lần đầu tiên phát giác nàng cũng có như vậy tàn nhẫn một mặt. Người này nên là chạm được nàng điểm mấu chốt đi. Bất quá, hắn rất muốn biết rốt cuộc là ai, như thế ngoan độc, thế nhưng nhẫn tâm thương tổn đậu đậu như thế đáng yêu hài tử. Tứ muội, ngươi biết là ai? Tiền phu nhân, này bút chướng ta nhất định tìm các nàng mẫu tử cấp tính rõ ràng. Kiều Xuân lãnh mi cao ngất, mắt đen am hiểu sâu đi xuống. Kia tiền phu nhân nhất định là ăn nghẹn không cam lòng, tìm người tới trả thù nàng. Mà ngày đó thực rõ ràng, nàng đi đường ra hoàn toàn chính là vì cho các nàng đường ra tới cái gia oai phủ đầu, nhất định là các nàng lá trà sinh ý, đã làm các nàng mẫu tử tâm sinh bất an. Là nàng, cái kia ác độc nữ nhân, tứ muội, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không khinh tha bọn họ. Tiền tài nhàn nhạt ánh mắt đột nhiên sắc bén lên, đáy mắt hận ý là như vậy nùng liệt, khó xử đường ra, nói đến cùng chính là vì khó xử hắn, chèn ép hắn mà thôi, ngự. Xe ngựa quàng quạc ngừng lại, bọn họ còn chưa phản ứng lại đây, bên ngoài liền truyền đến một tiếng trong sáng tiếng nói, tam đệ, tứ muội. Tùy thanh tới, ngựa xe môn bị vội vàng đẩy ra, Kiều Xuân ngước mắt nhìn lại, đáy lòng không khỏi một trận run rẩy, một màn này rất quen thuộc, người này rất quen thuộc, nhưng là nàng lại nghĩ không ra ở đâu ở gặp mặt. Tứ muội, đem đậu đậu giao cho ta. Liễu Dật Phàm liếc mắt một cái liền nhận ra trước mắt nữ tử này, hơn hai năm, không thấy, năm tháng như là ở trên người nàng yên lặng giống nhau, chỉ là trên người nhiều vài phần thành thục ý nhị. Nhị ca... Kiều Xuân không xác định hỏi, nhị ca trên mặt thương đã hảo, đã không cần mang cái kia màu bạc mặt nạ, tứ muội, ta là nhị ca, nhanh lên đem đậu đậu giao cho ta, ân, Kiều Xuân nhẹ nhàng đem đậu đậu đặt ở hắn trong khuỷu tay,
trong lúc lơ đãng ngón tay khẽ chạm, điện giật cảm giác, nháy mắt nảy lên hai người trái tim, sương mù đều phong đêm thực. Tĩnh, chỉ nghe thấy không biết tên côn trùng kêu vang thanh, một vòng minh nguyệt cao treo ở màn đêm, ánh trăng sáng tỏ, ngôi sao chớp mắt, không chung một mảnh lộng lẫy, thực mỹ, đây là ở 21 thế kỷ căn bản là nhìn không tới bầu trời đêm, gió nhẹ nghênh diện phất tới, Kiều Xuân ngồi ở trong viện bàn đá trước, đôi tay chống cằm, mắt không chớp mắt nhìn sao trời xuất thần, tiền tài đem các nàng mẹ con đưa đến Lan Phong tiểu cư. Lại mã bất đình để chạy về Hòa Bình Trấn, hiện tại đường ra, đã loạn thành một nồi cháo, nàng thật sự là lo lắng tiền mãn giang mẫu tử lại, sẽ nhân cơ hội sinh ra cái gì xấu kế tới, hiện giờ cũng liền đành phải làm tiền tài tốn nhiều điểm tâm. Sau lưng truyền đến tiếng bước chân, Kiều Xuân không thay đổi tư thế, như cũ nhìn không chung, tứ muội chính là ở lo lắng trong nhà tình huống, Liễu Giật Phàm buông trà cụ, quay đầu đi. Nhìn dưới ánh trăng Kiều Xuân, không khỏi lăng nổi lên thần, sáng trong ánh trăng rượu, dừng ở trên người nàng, giống như là cho nàng phủ thêm một kiện màu ngân bạch sa mỏng, nàng như ngưng chi trắng nõn khuôn mặt thượng nổi lên ánh sáng nhu hòa, nồng đậm nhỏ dài hơi kiều lông mi, như là con bướm cánh chớp chớp, tinh oánh dịch thấu mắt đen nạm ở tinh xảo mặt trái xoan thượng, như là hai viên hắc đá quý, tiểu xảo cao thẳng mũi, hoa anh đào kiều nộn cánh môi. Giờ phút này nàng chính là giống một cái không cẩn thận rơi vào thế gian tiên tử, mỹ, thật đẹp, hắn không, cấm xem ngây ngốc qua đi, Liễu Giật Phàm xem đến một trận hoa mắt, luôn luôn đạm bạc tâm, cuồng loạn nhảy lên lên, một mặt dị dạng cảm giác điện giật chảy xuôi mà qua, phát trên bàn đá, ấm đồng thủy đã khai, hồi quá tâm thần, dùng sức quăng một chút đầu, Liễu Giật Phàm thu hồi trong lòng mơ màng. Duỗi tay nhắc tới ấm trà, lưu loát hướng phao nước trà, tứ muội uống trà, Kiều Xuân nghe được bên tai truyền đến âm thanh trong trẻo, lúc này mới thu hồi tầm mắt, ghé, mắt lé đối diện vị này chân mày có chút mỏi mệt, lại một chút không giảm hắn một thân phong hoa khí chất nam tử, nhị ca, vất vả, nếu không phải có nhị ca ở, ta thật không hiểu nên làm sao bây giờ mới hảo, buổi chiều tới rồi Lan Phong tiểu cư sau. Hắn tiếp nhận đậu đậu liền ôm vào trong phòng, kiểm tra, châm cứu, uống thuốc, ước chừng vội hai canh giờ mới đưa đậu đậu, trên người biến thành màu đen ngân châm triệt hạ, chân chính ý nghĩa thượng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cơm, chiều sau, lại cấp đậu đậu uy dược, lại lần nữa châm cứu, tuy rằng đậu đậu trên người độc còn không có giải xong, người cũng còn không có tỉnh lại, nhưng là, nghe được nàng đã không có sinh mệnh nguy hiểm sau. Nàng tâm, lúc này mới xem như về tới nguyên lai vị trí, đậu đậu trên người độc muốn hoàn toàn thanh trừ, còn cần một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này, tứ muội liền trước tiên ở nơi này ở lại đi, trong nhà có tam đệ chăm sóc, nên là không có vấn đề, Liễu Giật Phàm nhíu lại mi, đau lòng nhìn trên mặt nàng cuồng thâm mắt, mấy ngày nay nàng hẳn là bị lo lắng đi, những cái đó kẻ xấu thật sự là quá mức ngoan độc. Cư nhiên đối một cái tiểu nữ hài hạ độc thủ như vậy, kia hoảng tâm tán nêu trễ giải trừ, nhật tử lâu rồi, chúng độc người liền vĩnh viễn sẽ không lại tỉnh lại, vẫn luôn hôn mê, một khi lầm hiểu biết độc thời kỳ, liền tính may mắn tỉnh lại, cũng sẽ biến thành một cái si ngốc nhi, ân, mấy ngày nay liền phiền toái nhị ca, cong khóe môi, nghiêng đầu, liếc mắt nhìn hắn, mỉm cười nói. Chúng ta huynh muội chi gian, không thịnh hành này đó nghi thức xã giao, ngươi cũng hảo chút thiên không có hảo hảo nghỉ ngơi qua, ngươi đi vào trước nghỉ ngơi đi, đậu đậu sẽ không có việc gì, ta sẽ ở một bên chiêu cố. Liễu Giật Phàm xem xét liếc mắt một cái nàng kia dày đặc quầng thâm mắt, nhịn không được ra tiếng thúc giục nàng đi nghỉ ngơi, như vậy ngao đi xuống, chính là làm bằng sắt thân mình cũng ăn không. Tiêu, hôm sau sáng sớm, trong không khí tràn ngập nồng đậm đồ ăn mùi hương, Liễu Giật Phàm nhịn không được dùng sức hít hít cái mũi, đột nhiên mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn trên giường ngủ yên đậu đậu, lúc này mới nhớ tới chính mình tối hôm qua thủ đậu đậu, bất chi bất giác chung cư nhiên liền ghé vào mép giường ngủ rồi, hắn duỗi tay xoa xoa ấn đường, có chút ảo não, trước nay đều dậy sớm tập võ chính mình, cư nhiên phá lệ ngủ quên, lắc lắc đầu, đứng lên tưởng thế đậu đậu đem. Một chút mạch, trên vai chảy xuống hạ một kiện màu bạc trường bào, Liễu Giật Phàm khom lưng nhặt lên trường bào, hơi ngẩn ra hạ, trong đầu không cấm hiện ra một cái áo lục nữ tử, tay chân nhẹ nhàng cầm quần áo khoác ở chính mình trên vai hình ảnh,
khóe miệng không khỏi liệt mở ra, nhất định là nàng cầm quần áo khoác ở chính mình trên vai, kéo kẹt cửa phòng chợt mở ra, Liễu Dật Phàm bay nhanh xoay người đầu, trong tay cầm quần áo, như mây tựa sương mù thâm thúy đôi mắt bình, tĩnh nhìn nàng, bốn mắt chạm nhau, ánh mắt giao hội, lại là ai cũng phiết đuôi mù, trong phút chốc, phảng phất vạn vật yên lặng. Thời gian liền dừng hình ảnh tại đây phúc thâm tình tương vọng hình ảnh, hắn mặt, tựa như điêu khắc, tuấn Mỹ lại không mất ôn nhã, nàng mặt, tinh Mỹ xảo trí, nhu Mỹ lại không mất anh khí, thân thân, ngươi ở nơi nào, nhu nhu thanh âm từ trên giường truyền đến, đậu đậu phiên ngồi dậy, duỗi tay xoa mắt, bất an đánh giá cái này xa lạ địa phương, đậu, đậu, ngươi tỉnh lạc, mẫu thân ở chỗ này, Kiều Xuân ảo não mà thu hồi tầm mắt. Vẻ mặt kinh hỉ nhìn đã tỉnh lại đậu đậu, đi nhanh hướng mép giường chạy tới, đậu đậu, ngươi hù chết mẫu thân cho rằng, Kiều Xuân duỗi tay ôm chầm đậu đậu, mềm như bông thân mình trong ngực, nàng nhớ tới ngày ấy kinh hoàng, nhịn không được nghẹn ngào lên, khóe mắt lặng lẽ chảy xuống hai hàng nước mắt, Liễu Dật Phàm mê ly ánh mắt dần dần nhiễm một tầng mây mù, cảm động nhìn trên, giường mẹ con ôm nhau ấm áp hình ảnh. Nhìn Kiều Xuân khóe mắt nước mắt, hắn tâm như là bị cái gì nắm chặt một chút, gắt gao, tô đau, nếu có thể hắn nghĩ nhiều tiến lên ôm lấy các nàng, cùng nhau cảm thụ các nàng bi cùng hỉ. Lặng lẽ từ trong phòng lui ra tới, đứng ở trong viện thật sâu hít một hơi, hắn đối chính mình tâm lý thượng biến hóa có điểm không biết làm sao, bọn họ là nghĩa huynh muội, hắn đối nàng cầm loại này tình cảm, làm hắn cảm thấy chính mình có điểm đáng khinh. Nhưng là, hắn lại khống chế không được chính mình tâm, Dật Phàm, sư phụ, Liễu Dật Phàm nhanh chóng xoay người, nhìn vài bước ngoại, mỉm cười nhìn hắn Liễu Như Phong, tâm tình không khỏi kích động lên, ba ngày trước, từ sư phụ thực hạ Tuyết Liên sau, liền giao đãi hắn không cần đi quấy rầy hắn, hắn muốn vận công mượn Tuyết Liên chi lực, đem trong cơ thể độc bức ra tới, không thể tưởng được Tuyết Liên công hiệu như thế hảo, mới ngắn ngủn ba ngày, ngủ đông ở sư phụ trong cơ. Thể hơn hai năm độc liền giải, sư phụ, người trong cơ thể độc đã giải lạc, Liễu Dật Phàm cao hứng về phía trước vài bước, đứng ở Liễu Như Phong trước mặt, thần sắc kích động nhìn hắn, ân, ít nhiều A Kiệt Tuyết Liên, bằng không sư phụ này đem lão xương cốt, cũng không biết sẽ như thế nào, Liễu Như Phong mỉm cười, cầm gật đầu, ghé mắt mắt lé liếc mắt một cái Liễu Dật Phàm phòng, hỏi, chúng ta giống như có khách nhân tới, ta ngày hôm qua mơ hồ chung giống như nghe được tiền. Tài thanh âm, hắn tới sao, có phải hay không tâm tật lại tái phát, hắn ngày hôm qua ở trong phòng đả tọa khi, nghe được bên ngoài có tiếng vó ngựa, giống như còn nghe được tiền tài thanh âm, mấy năm nay tới, hắn tâm tật, ấn hắn trước kia phương thuốc, nhưng thật ra không thấy có tái phát quá, tam đệ là đã tới, bất quá lại đi trở về, hắn tâm tật đã rất ít tái phát, lần này tới là đậu đậu, nàng bị người hạ độc. Đuôi lông mày khẩn ninh, Liễu Dật Phàm nhìn về phía nhà mình sư, phụ, chậm rãi nói, hắn, Hoàng Phủ Kiệt, tiền tài, Kiều Xuân kết làm nghĩa huynh muội sự tình, hắn là có hướng Liễu Như Phong nói lên quá, ngay cả từ tiền tài trong miệng biết đến những cái đó, về quả quả cùng đậu đậu một ít thú sự, hắn cũng là cùng sư phụ cùng chia sẻ, nằm trên giường nhật tử quá gian nan, hắn mỗi ngày đều sẽ cùng hắn nói chuyện phiếm, nói đến thú sự đậu hắn vui vẻ. Đậu đậu bị người hạ độc, ta đi xem, Liễu Như Phong nói liền đã tiến lên đẩy ra cửa phòng, đánh gãy trong phòng mẹ con ôm nhau ấm áp trường hợp, đường phu nhân, đã lâu, Liễu thần y, ngươi đã được rồi, thật sự là quá tốt, ngạc nhiên xoay người, đáy mắt hiện lên kinh hỉ, Kiều Xuân vui vẻ nhìn khóe miệng mỉm cười Liễu Như Phong, nhẹ điểm phía dưới, Liễu Như Phong nhấp miệng, lướt qua Kiều Xuân, ngồi ở đầu giường. Nhìn viên đô đô đậu đậu, tức khắc tâm sinh yêu thích, cười híp mắt, nói, đậu đậu, bắt tay cấp Liễu ra ra, được không, mắt đen nhẹ chuyển, nhìn thoáng, qua mẫu thân gương mặt tươi cười, đậu đậu liền vui sướng đem như ngó sen bạch mập mạp một tiết, có mang qua bánh bao người đều biết, như vậy tay nhỏ siêu đáng yêu, rất có thịt cảm, ha ha, tay nhỏ duỗi tới rồi Liễu Như Phong trước mặt, mắt cười như trăng non, thành âm nhu nhu nói, ra ra. Ai thật là đứa bé ngoan, Liễu Như Phong liệt miệng lớn tiếng đáp lời, ngay sau đó thế đậu đậu đem nổi lên mạch tới, ân, xem ra Dật Phàm hôm qua xử lý thật sự đúng chỗ. Nhưng là, này hoảng tâm tán độc, cũng không phải một chốc một lát liền có thể thanh xong, ý lão phu xem ra,
lại tá thượng tím mà đinh cùng nhau chiên phục, hiệu quả sẽ càng tốt. Liễu Như Phong rút về bắt mạch tay, nhíu mày trầm tư trong chốc lát. Sư phụ, ta đây liền đi thải chút tím mà đinh trở về. Liễu Dật Phàm nâng bước hướng ngoài cửa đi đến. Tím mà đinh có thanh nhiệt giải độc, tiêu sưng công hiệu, tuy rằng chính mình khai phương thuốc cũng là giải độc, nhưng là, chính mình lại quên mất đậu đậu hít vào độc phấn, cực có thể thương tới rồi yết hầu. Nhị ca, ta đã làm tốt cơm sáng, vẫn là ăn cơm lại đi đi, Kiều Xuân kêu ở Liễu Dật Phàm, khóe miệng tràn ra nhàn nhạt tươi cười, hắn như vậy cấp tính thất thố bộ dáng, đảo như là cái đau lòng, lo lắng nữ nhi phụ thân. Phụ thân, Kiều Xuân bị chính mình trong đầu trào ra này hai chữ cấp hoảng sợ, nhẹ nhàng hất hất đầu, ý đồ đem này hai tự cấp quăng đi ra ngoài. Đúng vậy, Dật Phàm, ăn qua cơm, sáng lại đi cũng không muộn, đậu đậu, kêu cậu hai, ngày hôm qua chính là cậu hai chiều cố ngươi một ngày nga. Kiều Xuân bế lên đậu đậu, đứng ở Liễu Dật Phàm trước mặt, hướng nàng giới thiệu. Đậu đậu ngẩng đầu, mở ra miệng rồi lại ngừng lại, mắt không chớp mắt nhìn hắn. Trên mặt sậu hiện nghi hoặc biểu tình, đậu đậu, ngươi như thế nào không kêu người, tiểu hài tử muốn giảng lễ phép nga. Kiều Xuân thấy đậu đậu thất thần bộ dáng, cười khẽ vỗ vỗ nàng bả vai, ôn nhu nhắc nhở, đậu đậu hơi trao nộn mi, tò mò đánh ra Liễu Dật Phàm, thật lâu không thể thu hồi tầm mắt, nàng như thế nào cảm thấy rất quen thuộc giống nhau, như là ở nơi nào gặp qua, trong đầu đột nhiên linh quang vừa hiện. Hưng phấn kêu to, thân thân, cậu hai lớn lên giống như quả quả nga, dì ếch mềm mềm mại mại thanh âm như là một viên bom ở phòng tạc mở ra. Kiều Xuân kinh ngạc ngước mắt đánh giá Liễu Dật Phàm, càng xem càng cảm thấy không thể tưởng tượng, thật đúng là chính là rất giống, cũng chỉ kém lớn nhỏ kích cỡ vấn đề, trách không được chính mình từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy hắn, liền cảm thấy rất quen thuộc, nguyên lai, là bởi vì hắn cùng quả quả lớn lên rất giống. Không, không phải rất giống, mà là hoàn toàn từ một cái khuôn mẫu ấn ra tới. Liễu Dật Phàm ngạc nhiên mà há to miệng, quên mất khép lại, ánh mắt từ đậu đậu trên người chuyển qua Kiều Xuân trên người, hơi mang kinh ngạc mắt đen chợt đối thượng Kiều Xuân đồng dạng kinh ngạc đôi mắt. Cả người giật mình ở tại chỗ, vừa mới đậu đậu hình như là nói hắn cùng quả quả lớn lên rất giống là cái gì ý tứ, đường ra ở Hòa Bình Trấn. Hắn là sư phụ ở Hòa Bình Trấn ngoại bờ sông cứu lên, có thể hay không? Liễu Dật Phàm nhịn không được suy nghĩ phiên phi, tâm banh đến gắt gao, Liễu Như Phong mắt căng đến đại đại, rất là không thể tưởng tượng nhìn đậu đậu, đậu đậu, đừng nói bậy, mẫu thân vừa mới nhìn một chút, nào có rất giống, chỉ là mắt có điểm, giống mà thôi. Kiều Xuân dẫn đầu phục hồi tinh thần lại, trong chảo mắt đen đã khôi phục bình tĩnh, đè nén xuống trong lòng nghi vấn cùng khẩn trương. Bỏ qua một bên gác ở Liễu Dật Phàm trên mặt ánh mắt, ôm đậu đậu liền hướng ngoài cửa đi, gặp quỷ, cái này Liễu Dật Phàm như thế nào sẽ cùng quả quả như thế giống, ách đi thôi, ăn cơm sáng đi. Liễu Như Phong vỗ vỗ mất hồn mất vía đồ đệ bả vai, nâng bước hướng ngoài cửa đi đến, cái này đậu đậu nói, đáng giá thâm thăm, xem, ra chính mình đến hỏi thăm một chút, này Kiều Xuân trượng phu là chuyện như thế nào, nếu Dật Phàm thật sự cùng các nàng có quan hệ. Kia chính là một kiện rất tốt sự a. Một đốn cơm sáng ở ba cái đại nhân các hoài tâm tư hạ, an tịnh ăn xong, chỉ có đậu đậu sẽ thường thường cắn chiếc đũa, ngơ ngẩn đánh giá Liễu Dật Phàm. Đậu đậu, ra ra mang ngươi vào phòng, cho ngươi kể chuyện xưa được không? Liễu Như Phong ôm đi đậu đậu, cười nhìn nàng hỏi, nơi này không khí có điểm buồn. Hắn vẫn là mang đậu đậu đi vào bồi dưỡng một chút cảm tình, thuận tiện nhìn xem có thể hay không dò ra điểm cái gì tới. Hảo, đậu đậu muốn nghe cô bé lọ lem chuyện xưa, cô bé lọ lem, có như vậy chuyện xưa sao? Liễu Như Phong nghi hoặc nhìn đậu đậu, hắn tuy không thể nói là đọc đã mắt đàn thư, nhưng là, cũng coi như là một cái đọc đủ thứ thi thư người, hắn nhưng chưa từng nghe qua có cái gì cô bé lọ lem chuyện xưa. A, ra ra cái này cũng không biết sao, đậu đậu đầy mặt không thể tưởng tượng nhìn Liễu Như Phong. Da da dâu đều trắng, như thế nào sẽ không biết liền nàng cái này, 3 tuổi tiểu hài tử đều nghe qua chuyện xưa đâu, khụ khụ, chúng ta đổi một cái giảng, được không? Liễu Như Phong quận bách ho nhẹ vài câu, bị nàng như vậy ánh mắt nhìn chăm chú vào, hắn mặt ra thẹn thùng a, trong lòng không cấm nói thầm thanh, này họ Hôi cô nương rốt cuộc giảng chính là cái gì chuyện xưa a? Ân, hảo đi, vậy giảng cậu bé bọt biển đi, cái này. Gia Gia hẳn là đã biết đi,
Đậu đậu thật đáng tiếc nhìn Liễu Như Phong, oai đầu nhỏ hạt dưa, suy nghĩ một chút, nàng thích nhất nghe Thân Thân giảng cô bé lọ lem chuyện xưa, bên trong có một cái rất tuấn tú vương tử, bất quá, ra ra sẽ không nói, nàng liền miễn cưỡng nghe một chút cậu bé bọt biển tính, cậu bé bọt biển. Liễu Như Phong trên trán nhỏ giọt hãn, tràn ngập suy sụp cảm nhìn đậu đậu, đỏ mặt, hướng nàng lắc lắc đầu, này cô bé lọ lem cùng, cậu bé bọt biển là tân gia tới sao, hắn như thế nào trước nay cũng chưa nghe qua, càng không thấy quá, xem ra, chính mình cái này trước lãng, là muốn chết ở trên bờ cát. Phốc, Kiều Xuân nhìn Liễu Như Phong hồng bạch đan xen mặt, cắn chặt khóe môi, cuối cùng vẫn là không có thể nhịn xuống phốc mà cười lên tiếng. Trong lòng căng chặt cảm xúc trở thành hư không, nhìn kia một già một trẻ bóng dáng, không cấm buồn cười lắc lắc đầu, Liễu Giật Phàm xuất thần nhìn Kiều Xuân, này cười, làm hắn cảm thấy rất là nghịch ngợm đáng yêu, trước mắt nữ nhân này, nàng giơ tay nhấc chân gian, đều tràn ngập các loại phong tình mỹ cảm, nhị ca, ách, tứ muội có việc, Liễu Giật Phàm thu hồi tâm thần, gợi lên khóe miệng, hơi hơi nghiêng đầu, sáng ngời thâm thúy mắt đen khôi phục thanh triệt nhìn nàng. Ngươi còn phải dùng cơm sao, chu chu môi, quét mặt bàn liếc mắt một cái, Kiều Xuân nhàn nhạt hỏi, hắn kia thanh triệt mắt đen cùng quả quả cùng đậu đậu không có, sai biệt, hiện giờ chỉ là đậu đậu mập lên, gương mặt không quả quả như vậy thanh tú, bằng không, nàng cũng là sống thoát thoát tiểu phiên bản A, tuy nói người có tương tự, nhưng như vậy tương tự, nàng đều không cấm hoài nghi lên, chính là hắn kêu Liễu Giật Phàm. Hơn nữa đường tử nặc là cái đã qua đời 3 năm nhiều người, tứ muội, Liễu Giật Phàm nhìn nguyên thần xuất khiếu Kiều Xuân, thấp giọng gọi, ách, nhị ca có việc, không có việc gì, ta ăn no, ta đây liền đi hái thuốc. Thần sắc hơi quẫn, Liễu Giật Phàm hướng nàng giao đãi một tiếng, liền thuận tay cầm lấy giỏ tre, đi nhanh hướng sân ngoại đi đến, Kiều Xuân ngơ ngác nhìn hắn bóng dáng, trong đầu không cấm hiện ra kia 2 chương giống quá mặt. Chính mình đây là xảy ra chuyện gì, tự đậu đậu trước khi dùng cơm, nói câu cậu hai cùng quả quả lớn lên rất giống sau, nàng liền liên tiếp lấy bọn họ tới làm tương đối, cuối cùng đến ra kết luận, hết thảy chỉ là tương tự, không có khả năng có cái gì quan hệ, bởi vì người chết không thể sống lại. Hòa Bình Trấn, trong núi thôn, đường ra, đường quả quả đôi tay nâng má giúp, cau mày, lẳng lặng ngồi ở trên ghế, một mặt yêu sắc bao phủ hắn. Từ đậu đậu xảy ra chuyện sau, hắn liền vẫn luôn giàu dĩ không vui, mất đi ngày xưa ngây thơ chất phác, quả quả, ngươi suy nghĩ cái gì đâu, Lôi Thị ngồi ở hắn bên cạnh người, quay đầu đi, quan tâm hỏi, bà ngoại, đậu đậu có thể hay không có việc, nàng cùng mẫu thân đi rồi như thế lâu rồi, như thế nào còn không trở lại, Lôi Thị nhìn quả quả bộ dáng, trong lòng sậu đau, xoa xoa hắn đầu. Nói, quả quả, ngươi yên tâm, đậu đậu nhất định sẽ thực sự, ngươi mẫu thân các nàng nhất định thực mau trở về tới, lộc cộc, sân ngoại chuyện tới tiếng vó ngựa, mẫu thân, quả quả từ ghế thượng chảy xuống xuống dưới, hưng phấn hướng ngoài cửa lớn chạy, cậu ba, ta mẫu thân cùng đậu đậu đâu, các nàng như thế nào không có trở về, quả quả nhìn chỉ có tiền tài một, người tiến vào, như là bay hơi khí cầu. Nháy mắt liền bẹp xuống dưới, ngước mắt đáng thương hề hề nhìn hắn, mang theo giọng mũi hỏi, mẫu thân cùng đậu đậu không có trở về, hắn hảo lo lắng a, quả quả, mẫu thân cùng muội muội ở cậu hai nơi đó, ngươi yên tâm, đậu đậu không có việc gì, chỉ là muốn lưu tại cậu hai nơi đó uống dược, chờ mấy ngày nữa nàng hảo, liền sẽ trở về tìm ngươi chơi, tiền tài đau lòng nhìn quả quả, ôm hắn hướng đại sảnh đi đến, hắn là lại đây đem tin tức. Chuyển cáo cho đường ra người, đỡ phải đoàn người đều không được an tâm, tiền tài, như thế nào chỉ có ngươi trở về, truy ở quả quả sau lưng ra tới Lôi Thị, lướt qua tiền tài nhìn trống rỗng mặt sau, nhịn không được khẩn nhăn mày sao, lo lắng hỏi, nàng vừa mới nghe được tiếng vó ngựa, cũng tưởng Kiều Xuân các nàng đã trở lại, không thể tưởng được là công dã tràng, tới, vào nhà ngồi đi, đậu đậu tình huống như thế nào, Xuân Nhi các nàng cái gì thời điểm trở về. Trong nhà tự, đậu đậu chúng độc sau, liền rối loạn bộ, Lâm Thị cấp ra bệnh, Kiều Phụ lại lãnh người ở vườn trà ngắt lấy lá trà, kia 3 cái khuê nữ tắc thế thượng Kiều Xuân, đều ở chế trà thất xào chế lá trà, lẽ ra, ai đều không có tâm tư, nhưng Kiều Xuân lúc đi, cố ý giao đãi lá trà sự tình, dừng lại càng dễ dàng miên man suy nghĩ,
cho nên, đoàn người đều lựa chọn làm chính mình công việc lu bù lên. Bá mẫu, Đậu Đậu đã không có việc gì, chính là, thanh trừ trên người độc còn cần chút thời gian, cho nên, tứ muội lưu tại sương mù đều phong chiếu cố nàng, ta tới nói cho đại gia không cần lo lắng, các nàng thực mau liền có thể đã trở lại. Tiền tài ôm quả quả ngồi xuống, nhìn Lôi thị chậm rãi nói, thật sự, thật là Bồ Tát phù hộ a. Lôi thị nghe vậy, vui vẻ song thủ hợp trưởng, đứng ở ngoài cửa lớn, một bên cùng bái, một bên nhắc mãi, bá mẫu, đợi lát nữa quan phủ người sẽ qua tới tra hỏi, hiện tại bọn họ đang ở lão phòng trước thăm dò hiện trường, các ngươi đem, biết đến chi tiết đều nói cho bọn họ, làm cho bọn họ mau chóng đem kẻ xấu thu phục. Mặt khác, ta đại ca phái một ít người lại đây bảo hộ đại gia, đợi lát nữa liền phiền toái bá mẫu an bài một chút phòng cho khách. Tuy rằng biết là ai làm chuyện tốt, nhưng là, không có chứng cứ cũng là không thể đem người ta như thế nào, cho nên, suy xét đến địa phương quan cùng tiền phu nhân nhà mẹ đẻ Lưu phủ quan hệ, Hoàng Phủ Kiệt cố ý phái đại tề triều đệ nhất đại bộ đầu lại đây, còn làm hắn mang theo một chi ám vệ lại đây bảo hộ đường ra người an toàn. Những cái đó ám vệ đều là hắn ẩn ở trên giang hồ lực lượng, không nghĩ đường ra lại phát sinh ngoài ý muốn, hắn cố ý điều 6 cá nhân lại đây. Hảo, thật là cảm tạ Hoàng Phủ công tử a, cũng không biết nhà ta Xuân Nhi đời trước tích đến cái gì đức, có thể có các ngươi mấy cái đại ca như thế quan ái. Lôi thị duỗi tay lau lau khóe mắt, vẻ mặt cảm động nhìn tiền tài, khuê nữ tuy rằng tuổi còn trẻ liền thủ, quả, may mắn, có thể có 3 vị nghĩa huynh như thế chiều cố. Bằng không lấy nàng một cái phụ nhân ra, thật sự khó đem đường ra căng đi xuống, này đó đều là duyên phận, bá mẫu ngàn vạn đừng nói những lời này, khách khí, cậu ba, ngươi có thể hay không mang ta đi tìm ta mẫu thân. Quả quả ngẩng đầu, chớp động đại đại trong mắt, đầy mặt chờ mong nhìn tiền tài, quả quả, mẫu thân làm cậu ba cùng ngươi nói, làm ngươi ở nàng không ở nhà thời điểm, hảo hảo bảo hộ trong nhà, người. Tiền tài cúi đầu, mềm nhẹ mà mỉm cười, ánh mắt chạm đến quả quả chỉ mặt khi, hai mắt dần dần phóng đại, trong đầu không cấm hiện lên Liễu Giật Phàm kia hơn hảo mặt, ngạc nhiên lại lần nữa cúi đầu, đánh giá trong lòng ngực tiểu nhân nhi, giống, thật giống, quả thực chính là một cái khuôn mẫu khắc ra tới, trách không được chính mình nhìn thấy nhị ca gương mặt thật khi, sẽ có một loại rất quen thuộc cảm giác, nguyên lai là bởi vì như vậy, chẳng lẽ bọn họ là, tiền tài hất. Hất đầu, nhị ca là Liễu thần y cứu tới người, lúc trước bọn họ tiền ra cũng là có giúp đỡ tìm người nhà, chính là không có một chút manh mối, chính là quả quả không phải di bụng nhi sao, bá mẫu, tiền tài mạo muội hỏi một chút, quả quả hắn cha là chuyện như thế nào, tiền tài áp lực không được trong lòng nghi vấn, bởi vì, cái này tình huống thật sự làm hắn quá chấn kinh rồi, tuy rằng trên đời này lớn lên tương tự người rất nhiều. Chính là, như thế giống nhau lại, không có huyết thống, thật sự là lệnh người không thể tưởng tượng, 3 năm trước đây khi đó nước mưa thực mật, nghe nói thôn đầu nơi đó đột nhiên lũ bất ngờ thủy sụp đổ, quả quả hắn cha vì cứu cùng thôn tiểu hài tử, bị lũ lụt hướng đi rồi, Lôi thị không rõ tiền tài như thế nào sẽ đột nhiên hỏi quả quả hắn cha sự, nhưng niệm cập hắn không phải người ngoài, cũng không nghĩ nhiều liền đúng sự thật nói cho hắn, bị nước trôi đi rồi. Kia có hay không tìm được người, cư nhiên như thế xảo, thời gian, sự nhân đều chớ hợp, chính là, vì sao Kiều Xuân nhìn thấy nhị ca sau một chút phản ứng đều không có, giống như là lần đầu tiên gặp mặt giống nhau, Lôi thị thật dài thở dài một hơi, duỗi tay lau lau khóe mắt nước mắt, rồi nói tiếp, sự sau, thôn dân tại Hạ Du tìm 3 ngày cũng không tìm được, liền cho hắn làm cái y quan trùng, lấy an ủi thiên linh. Ai, nhà ta Xuân Nhi thật đúng là mệnh khổ a. Lúc này mới vừa thành thân liền thủ quả, Lôi thị nói thương tâm, chỗ, lại nhịn không được rơi xuống nước mắt, mà tiền tài sớm tại nghe được y quan trùng khi, liền cả người đều ngây ngẩn cả người, như vậy xem ra nhị ca thật có khả năng là quả quả cha ruột, chính là, Kiều Xuân đối thái độ của hắn rồi lại làm hắn tưởng không rõ, chẳng lẽ bọn họ hai cái cùng nhau mất trí nhớ lạc. Kia tứ muội chính là bị đả kích to lớn a, may mắn nàng kiên cường độ lại đây, ai, nếu không phải có mang quả quả cùng Đậu Đậu, phỏng chừng nàng cũng là không sống, nổi, lúc ấy, nàng cư nhiên ngây ngốc đi đụng phải quan, ai, cũng không biết là hạnh vẫn là bất hạnh, nàng người nhưng thật ra bị cứu tới, nhưng lại quên mất một ít trước kia sự,
Lôi thị máy hát vừa mở ra, liền đem này chôn ở trong lòng đã nhiều năm nói, đối với tiền tài vừa phun vì mau, quên mất một ít trước kia sự, tiền tài rốt cuộc nghe không tiến mặt khác nói, trong đầu vẫn luôn ở tiếng vọng lôi thị những lời này, kia Kiều Xuân có thể hay không bởi vì chịu không nổi đả kích, má lựa chọn quên mất chính mình tướng công, cho nên, nàng nhìn đến nhị ca khi, mới có thể không có phản ứng. Chuyện này thật sự quá chấn động, nhị ca chính là Đường Tử Nặc, Kiều Xuân tướng công, quả quả cùng đậu đậu cha, quả quả, ngươi phải nghe ngươi mẫu thân nói, ngươi hiện tại đã là cái tiểu nam tử Hán, muốn thay mẫu thân bảo vệ tốt trong nhà người, mấy ngày nay không cần đi ra bên ngoài chơi, ở nhà bồi nãi nãi cùng bà ngoại, được không? Tiền tài ôn, nhu nhìn quả quả, duỗi tay xoa xoa hắn đầu nhỏ, bình tĩnh nhìn hắn, thật giống a. Nếu bọn họ một nhà đoàn tụ, nên sẽ thực hạnh phúc đi, quả quả cùng đậu đậu cũng nên không cần hắn đi, chỉ cần bọn họ hạnh phúc liền hảo, chính mình không phải đã sớm một người thói quen, đã sớm đã tam chấn bị loại trừ sao, ha ha, may mắn nhiều chuyện Hoàng Phủ Kiệt giúp hắn nhận hạ Kiều Xuân cái này nghĩa muội, bằng không, hắn sau này liền gặp mặt lý do đều không có, ân, quả quả đã biết, quả, quả gật gật đầu. Ân, cậu ba liền biết quả quả là cái nghe lời hảo hài tử, tiền tài khóe miệng tràn ra một mặt ý cười, cười khen quả quả một phen, nghỉ ngơi quan bộ đầu cùng ám vệ đi vào đường ra sau, tiền tài vì hai phương làm giới thiệu, cùng kiều phụ, thượng quan bộ đầu thương lượng sự tình tốt, liền mang lên một cái ám vệ, ngồi xe ngựa chạy về trấn trên, Hòa Bình trấn, tiền phủ, Tây Xương phòng. Nộ mục trừng to, trao mày, tiền phu nhân khóe miệng không ngừng run rẩy. Hỏa đại đem trên bàn nóng bỏng nước trà, huy rơi xuống trên mặt đất quỳ người nọ trên đầu, duỗi tay tức giận chỉ vào hắn mắng to, nửa bên đầu, ngươi cái này không cái dám dùng cẩu nô tài, như thế một chút tiểu tâm đều làm không xong, ngươi nói ta dưỡng ngươi như vậy đồ vô dụng, có cái gì dùng, phu nhân thỉnh bớt giận, ta đây liền đi đem đường ra cấp bưng, lấy tiêu phu nhân trong lòng chi hận. Nửa bầu trời vô tâm để ý tới bị năng đau mặt, nước trà theo tóc, một giọt rơi trên mặt đất, hắn quỳ trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, buông xuống tại bên người tay khẩn nắm chặt thành quyền, trong mắt lập lòe hận ý, oán hận học ra ác độc tính toán, hảo cái suy óc heo cẩu nô tài, tiêu giao vương người là ăn mà không làm sao, đại tề triều đệ nhất đại bộ đầu, ngươi cho rằng ngươi có cơ hội xuống tay. Ta hỏi ngươi, ngươi tay đuôi có hay không xử lý sạch sẽ, cùng ngày có hay không người nhìn thấy ngươi, tiền phu nhân vừa nghe, càng là tới khí, chỉ hận chính mình lúc ấy không có làm nửa bên đầu trực tiếp đem đường ra người trừ, mà mau chi, cái kia Kiều Xuân, xem ra nàng thật sự là quá xem nhẹ nàng, Hoàng Phủ Kiệt cư nhiên tự mình phái người tới cha, phu nhân xin yên tâm, cái kia duy nhất gặp qua ta tiểu cô nương. Lúc này cũng đã đi Diêm Vương ra kia báo danh, thuộc hạ tuyệt đối có thể bảo đảm, không có bất luận kẻ nào gặp qua ta gương mặt thật, sẽ không cấp phu nhân mang đến bất luận cái gì phiền toái. Nửa bên, đầu hơi hơi nâng mục bay nhanh ngắm liếc mắt một cái, tiền phu nhân kia thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng, trong lòng không cấm may mắn chính mình có bị mà đi, không có lưu lại bất luận cái gì chứng cứ, bằng không bị đệ nhất đại bộ đầu đuổi bắt, cũng không phải là một kiện hảo ngoạn sự. Nếu xả ra trước kia sự, kia hắn này nửa bên đầu tóc cũng liền bạch bạch hy sinh, tốt nhất là như vậy, mấy ngày nay ngươi cho ta thiếu ra cửa, thu liễm một chút, hết thảy sự tình đãi nổi bật. Qua sau, lại nói, đi ra ngoài đi, là, thuộc hạ cáo lui, hèn mọn hành lễ, xoay người rời khỏi phòng, toàn bộ hành trình mân khẩn lánh môi, khói mù chi sắc bao phủ hắn, làm canh giữ ở ngoài cửa nha hoàn, thình lình dùng mình một cái. Đáng giận nữ nhân, cư nhiên mắng hắn óc heo, một ngày nào đó sẽ làm nàng hối hận như vậy tiện đạp hắn, đáng giận đường ra người, hắn sẽ làm bọn họ không được sống yên ổn, trong viện đại thụ đột nhiên riêu một chút, một mặt bóng đen thần không, biết quỷ không hay đến trực tiếp phố Tây mà đi, thiếu gia không có đoán sai, xác thật là tiền phu nhân phái người hạ độc, hắc y nhân đứng ở tiền tài bên người, mặt chữ điền thượng không có một tia biểu tình. Nhàn nhạt hướng hắn hội báo ở tiền gia Tây Xương phòng nhìn thấy, nghe được sự tình, quả nhiên là nàng, biết gió tứ muội là tiêu giao vương nghĩa muội, cũng dám hạ chút độc thủ, nàng lá gan là càng lúc càng lớn, tiền tài đạm nhiên trên mặt chợt lũng thượng hàn khí, đôi, tay nắm chặt thành quyền, đáy lòng hận ý ảo ảo xông lên, nhấp nhấp khóe miệng,
Tiền tài trầm khuôn mặt, quanh thân hàn ý hướng ra phía ngoài phóng thịnh, ngươi tiếp tục giám thị tiền phu nhân cùng nửa bên đầu hành động, có cái gì tình huống, trước tiên cho ta biết, là, thuộc hạ cáo lui, dứt lời, hắc ảnh nhoáng lên, đã không thấy bóng dáng, phảng phất hắn chưa từng có xuất hiện quá giống nhau, xem ra, có chút người là phóng ngày lành bất quá, càng muốn tìm việc vội, sống, thoát thoát không có việc gì tìm chiếu hình. Không biết đậu đậu trên người độc giải không có, nhị ca có phải hay không đường tử nặc, xem ra chỉ có làm đường bá mẫu cùng hắn thấy một mặt mới được. Tiền tài trầm tư một hồi, bước nhanh đi vào án thư, viết xuống một phong thơ, lan phong tiểu cư liễu giật phàm trong phòng, mãn não hắc tuyến liễu như phong, trên mặt khôi hải dán đầy giấy trắng điều, một khuôn mặt cũng chỉ có thể thấy cặp kia con ngươi đen, ra ra, ngươi lại, thua rồi. Ngồi ở trên giường đậu đậu, hai chỉ mắt cười đến mị thành một cái phùng, trong tay cầm một tờ giấy, lại chậm chạp tìm không thấy có thể dán địa phương. Tiểu đậu đậu, chúng ta có thể hay không không chơi cái này? Liễu Như Phong lấy lòng giường như nhìn đậu đậu, nhẹ giọng đề nghị. Cái này cục đá, kéo, bố trò chơi nếu là lại chơi đi xuống, hắn này trương mặt già đã có thể liền mắt đều nhìn không thấy. Hôm nay hắn chịu đả kích thật sự là quá lớn, đầu tiên là kể chuyện. Xưa, đậu đậu đưa ra muốn nghe chuyện xưa, tất cả đều là hắn chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy, sau tới, ở nàng thất vọng ánh mắt hạ, hắn vì ở nàng ấu tiểu trong lòng, trọng thụ hình tượng, đưa ra chơi trò chơi, kết quả hắn liền một cái 3 tuổi tiểu nữ oa đều không thắng được, càng làm cho người chịu đả kích chính là, trò chơi này là sử thượng đơn giản nhất cục đá, kéo, bố, hắn mỗi ra một lần quyền. Đậu đậu đều giống trước đó liền có thể dự kiến giống nhau, luôn là đem, hắn ăn đến gắt gao, hảo a, cái này quá dễ dàng thắng, không hảo chơi, đậu đậu vừa nghe, vui vẻ vỗ tay, thở dài một hơi, cái miệng nhỏ nhu nhu học ra, nay Liễu Như Phong xấu hổ nói, quá dễ dàng thắng, thật vậy chăng, hắn như thế nào một lần đều không có thắng quá, Liễu Như Phong nâng tay áo nhẹ lau cái trán hãn, ngượng ngùng nhìn đậu đậu. Hiện tại tiểu hài tử quá thông minh, quá vô địch, chịu không nổi a. Ra ra giáo đậu đậu niệm thơ được không? Niệm thơ a, cái này đậu đậu sẽ, nga, kia đậu đậu cấp ra ra niệm một cái, được không? Liễu Như Phong liền đậu đậu đối cái này cũng cảm thấy hứng thú, nghĩ thầm, năm đó đại tài tử hẳn là, không đến mức sẽ bại bởi một cái 3 tuổi tiểu nữ hài đi, kỳ thật cũng không phải hắn quá không tự tin. Thật sự là trước mắt cái này tiểu nữ hải quá cường, hảo, đậu đậu giòn giòn ứng hạ, oai đầu nhỏ hạt dưa, suy nghĩ một hồi, liền bắt đầu niệm lên, đầu giường ánh trăng rọi, ngỡ mặt đất có xương, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ cố hương, Liễu Như Phong nghe hai mắt sáng lên, hưng phấn vặn đậu đậu tiểu bả vai, kích động hỏi, đậu đậu, này đầu thơ là ngươi tưởng, thiên tài a, thật là thiên tài a, Lý Bạch ra ra làm. Lý Bạch ra ra, đậu đậu, ngươi ở cùng ra ra chơi cái gì à, nên uống dược nga, Kiều Xuân đẩy cửa ra, trong tay bưng dược, nhìn đến Liễu Như Phong trên mặt giấy trắng điều khi, không cấm ngạc nhiên lên, đây là cái gì tình huống, này dán tờ giấy, quy tắc trò chơi chính là nàng cùng quả quả, đậu đậu bọn họ chơi trò chơi dùng, thua dán, thắng không dán, chẳng lẽ đậu đậu đem quy tắc trái lại lạc, đậu đậu cùng ra ra kể chuyện xưa. Chơi trò chơi, niệm thơ, chính là, thân thân, ra ra hắn sẽ không giảng cô bé lọ lem, cậu bé bọt biển cũng sẽ không, cục đá, kéo, bố một chút đều không hảo chơi, quá dễ dàng thắng, đậu đậu nhìn mẫu thân vui vẻ trả lời lên, một bên Liễu Như Phong không cấm may mắn mặt bị giấy trắng, điều che khuất, bằng không, này trương mặt già nhưng vô pháp gặp người a, khụ khụ. Kiều Xuân ho nhẹ 2 tiếng, duỗi tay thân đâu nhéo hạ đậu đậu cái mũi nhỏ, nói, đó là ra ra hắn cố ý làm ngươi, bởi vì, đậu đậu vui vẻ, trên người bệnh liền sẽ hảo đến mau một chút, hiểu chưa? Đậu đậu phút chốc ngẩng đầu, một đôi mắt to chớp chớp nhìn Liễu Như Phong, như là lĩnh ngộ dường như, gật gật đầu, cười nói, ân, thân thân, ta đã biết, cảm ơn ra ra, dứt lời, liền duỗi tay đem. Trên mặt hắn giấy trắng điều cấp cầm xuống dưới, bay nhanh ở trên mặt hắn hôn một cái, ha 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 nở nụ cười, ha ha, cái kia, khụ khụ, ta đi ra ngoài đi một chút, các ngươi hai mẹ con liêu. Liễu Như Phong duỗi tay vỗ về vừa mới bị đậu đậu hôn một cái mặt,
cười đứng lên, có chút quẫn bách ngắm liếc mắt một cái Kiều Xuân, cầm gật đầu, xoay người nâng đi ra khỏi đi, nàng là ở thế hắn giải vây đi, ha ha, tiểu đậu đậu thật là quá đáng yêu, cô, sân góc bồ câu kêu, lên, Liễu Như Phong tản bộ đi đến, gỡ xuống cột vào bồ câu dưới chân tin. Liễu Như Phong ngồi ở trước bàn, nhìn chằm chằm cũ trên bàn tin, trong lòng không cấm quay cuồng lên, đây là tiền tài tới tin, hắn đem ở đường ra nghe được sự tình, toàn bộ nói cho hắn, tin chung nội dung thật là làm hắn ngoài ý muốn cùng khiếp sợ, Kiều Xuân cư nhiên cũng không nhớ rõ trước kia sự, buổi sáng nghe được đậu đậu đồng ngôn không cố kỵ sau, hắn tuy rằng cũng là tâm sinh hoài nghi, đó là, tưởng tượng, nhà mình đồ đệ mất trí nhớ không giả. Nhớ không dậy nổi người nhà cũng thuộc bình thường, chính là Kiều Xuân phản ứng, lại làm hắn lật đổ trong lòng suy đoán, hiện tại biết được nàng cũng không nhớ rõ trước kia sự, cái này giải thích liền hợp lý, từ tin trông được tới, giật phàm 8-9-0-10 chính là quả quả cùng đậu đậu cha ruột đường tử nặng, này đối số khổ uyên ương a, gặp nhau không quen biết, hiện tại cư nhiên còn từ phu thê biến thành nghĩa. Huynh muội, Liễu Như Phong nghĩ không cấm lắc lắc đầu, cười khẽ lên, ha ha, hiện tại quan hệ có điểm ý tứ, sư phụ, có cái gì vui vẻ sự sao? Liễu Dật Phàm hái thuốc trở về, đẩy ra sư phụ cửa phòng, liền thấy hắn một người cười ha hả ngồi ở trước bàn, không có việc gì. Liễu Như Phong nhanh chóng đem trong tay tin, nhét vào bên hông am túi, sửa sang lại cảm xúc, nhìn hắn cười nói, Dật Phàm a. Vi sư nghĩ ra môn một chuyến, đậu đậu liền giao cho ngươi, hiện tại tin nội dung, còn không thể cho hắn biết, hết thảy đến ấn tiền tài kế hoạch, làm hắn đi theo Kiều Xuân mẹ con hồi một chuyến trong núi thôn mới được, chờ đường phu nhân nhìn đến hắn, sự tình liền có thể xác nhận. Sư phụ, ngươi này thân thể vừa vặn, vì sao vội vã ra cửa, có cái gì sự tình ngươi nói cho giật phàm đi làm liền hảo. Sư phụ vẫn là lưu tại trong nhà tĩnh dưỡng một đoạn nhật tử, Liễu Dật Phàm không cấm bối rối, sư phụ trong cơ thể độc mới vừa giải xong, lại nằm trên giường 2 năm, thật sự không nên lúc này ra xa nhà, việc này vi sư đến tự mình đi làm, tháng sau sơ lan tâm ngày sinh, ta phải vì nàng bị một phần lễ, cái này lý do không tồi, chính mình cũng xác có này ý tưởng, mấy năm nay vân du các nơi. Còn không phải chỉ vì tìm kiếm các kiểu hoa lan tặng cho lan tâm người cũng như tên, đối hoa lan thích xưng là si mê cũng không quá, kia sư phụ tính toán cái gì thời điểm đi, Liễu Dật Phàm than nhẹ một tiếng, hắn minh bạch sư, phụ đối đương triều hoàng thái hậu tình ý, cũng biết rõ chính mình khuyên không được hắn, liền không hề ra tiếng khuyên bảo, ngày mai, như thế cấp, ngày mai ra cửa cũng không tính nóng nảy, ly lan tâm ngày sinh cũng liền nửa tháng. Ta ra cửa sau này, đậu đậu trên người độc, liền giao cho ngươi, vi sư tin tưởng ngươi, Liễu Như Phong nói, dừng một chút, lại nói, mặt khác, tiền tài mới vừa có gửi thư, những cái đó kẻ xấu còn chưa hết hy vọng, chờ đậu đậu trong, cơ thể độc giải sau này, ngươi đưa các nàng mẹ con trở về núi trung thôn đi thôi, như vậy đại gia cũng an tâm một chút, này đó tuy là tiền tài kế hoạch, nhưng cũng này đây Kiều Xuân mẹ con trên đường an toàn vì điểm xuất phát. Ấn tiền tài tin chung nội dung, xem ra lần này đường ra, tiền ra nhất định có một số việc muốn đã xảy ra, hắn hiện tại, nhưng thật ra rất tò mò cái kia sẽ xử hoảng tâm tán nam tử là ai, này hoảng tâm tán là Tây bộ tộc nghiên cứu chế tạo, bên ngoài, người căn bản là sẽ không điều chế, trừ phi cái này nửa bên đầu là Tây bộ tộc người, nhưng Tây bộ tộc người từ trước đến nay sẽ không ra núi lớn, hắn như thế nào sẽ ngàn dặm xa xôi đi vào Hòa Bình trấn đâu. Ân, Dật Phàm đã biết, Dật Phàm, ngươi đến Hòa Bình trấn sau, giúp vi sư đang âm thầm điều tra một chút tiền phủ cái kia kêu nửa bên đầu nam nhân, không tra ra người này chi tiết, hắn thật sự là tâm sinh bất an, cậu hai, ngươi có thể hay không làm đậu đậu cha, đậu đậu, nâng lên trắng nõn trẻ con mặt béo phì trứng, lóe sáng mắt chớp chớp nhìn Liễu Dật Phàm, nhẹ giọng hỏi, nàng phát hiện cậu hai không ngừng lớn lên giống quả quả, đối nàng cũng là thực tốt. Lại còn có rất tuân tú, ách Liễu Dật Phàm muỗng nước thuốc tay dừng một chút, trên mặt hiện lên một tia quận bách, trong khoảng thời gian ngắn nghẹn lời, hắn thật đúng là không biết nên như thế nào trả lời nàng, hảo tưởng lớn tiếng trả lời nàng có thể, chính là, việc này quan kiều. Xuân thanh danh, truyền tới người khác lỗ tai đối nàng chung quy là không tốt,
Sau một lúc lâu qua sau, Liễu Dật Phàm cong cong khóe môi, sờ sờ nàng đầu, phóng nhu thanh âm nói, Đậu Đậu, cậu hai nhất định sẽ rất đau người. Đậu Đậu lóe sáng mắt đen chợt bịt kín một tầng đám xương, ngay lập tức chi gian, hơi nước sậu lũng, đậu đại nước mắt nhi từ trên má chảy xuống xuống dưới, thanh âm khàn khàn, cậu hai là không thích Đậu Đậu sao, thích. Liễu Dật Phàm nhìn Đậu Đậu trên mặt nước mắt, tức khắc chân tay luống cuống lên, lấy ra tay lụa nhẹ nhàng giúp nàng trà lau nước mắt, kia vì cái gì không muốn làm Đậu Đậu cha. Đậu Đậu sáng ngời mắt hiện lên nghi hoặc, rầu miệng, không tin hỏi, gạt người, nếu hắn thích Đậu Đậu, như thế nào sẽ không muốn làm Đậu Đậu cha, bởi vì, Đậu Đậu là có cha, cha ta đến bầu trời đi, không bao giờ đã trở lại, hắn không cần Đậu Đậu cùng quả quả. Ngô ngô ngô, ách đậu viên nước mắt lại chảy xuống tới, Liễu Dật Phàm chỉ cảm thấy trong lòng như là bị ngàn trùng vạn kiến phệ cắn giống nhau, ê ẩm đau đau, vô thố gãi gãi đầu, đau lòng xoa Đậu Đậu trên mặt nước mắt, ôn nhu an ủi nàng, cha ngươi sẽ ở trên trời, vẫn luôn nhìn Đậu Đậu, vẫn luôn bồi Đậu Đậu, gạt người, nếu cha có nhìn Đậu Đậu, kia vì cái gì Tiểu Long cười ta cùng quả quả là cái không cha hải tử khi, hắn không ra. Vì cái gì Đậu Đậu sinh bệnh thời điểm, hắn không ra, ngố ngố ngô, cậu hai, là đại phôi đảng, lừa Đậu, Đậu, ngố ngô ngô, Đậu Đậu lớn tiếng khóc lóc kể lể, mỗi một câu đều như là lưỡi dao sắc bén đâm vào Liễu Dật Phàm trong lòng, hắn một phen ôm chầm Đậu Đậu, duỗi tay chụp vỗ về nàng sau lưng, trong miệng thì thào nói, sau này, làm cậu hai tới bảo hộ Đậu Đậu, làm cậu hai tới yêu thương Đậu Đậu, làm cậu hai tới làm Đậu Đậu cha. Ngoài cửa phòng Kiều Xuân, rơi lệ đầy mặt giật mình ở nơi đó, nàng sai rồi, nàng cho rằng chỉ cần chính mình cho bọn hắn gấp bội ái, liền có thể làm cho bọn họ thơ ấu vô ưu vô lự, lại không biết bọn họ, nguyên lai là như vậy khát vọng tình thương của cha, cắn tăng cường môi, tay che khẩn miệng, không cho chính mình khóc thành tiếng tới, xoay người đi nhanh hướng trong viện đi đến, thất thần ngồi ở Liễu Dật Phàm ban ngày mới vừa vì Đậu Đậu đáp bản đu dây thượng. Liễu Dật Phàm nhẹ nhàng đem ngủ ở chính mình trong lòng ngực Đậu Đậu phóng tới trên giường, mềm nhẹ thế nàng đắp lên một chương chăn mỏng, cúi đầu ở nàng, trơn bóng trên trán lưu lại một hôn, xoay người nâng bước hướng ngoài cửa đi đến, kéo kẹt duỗi tay kéo ra cửa phòng, không cấm bị trong viện cái kia dưới ánh trăng lục tiên tử cấp hút đi tâm thần, chỉ thấy nàng đắm chìm trong một mảnh nhu hỏa ánh trăng, đôi mắt mê ly, mày đẹp hơi trao, giống một cái lầm sấm nhân gian tinh linh. Nàng tựa hồ thiên vị màu xanh lục, mấy ngày xuống dưới, liền không gặp nàng xuyên qua mặt khác nhan sắc quần áo, bất quá, màu xanh lục là thật sự, thực thích hợp nàng, hoàn chỉnh phụ trợ ra nàng tươi mát khí chất, gió nhẹ phất tới, nàng buông xuống ở trước ngực sợi tóc, nhẹ nhàng vũ động lên, nghịch ngợm vuốt ve nàng gương mặt, Liễu Dật Phàm thâm thúy mắt đen như là một cái hồ sâu, liếc mắt một cái không thấy được đế, một lòng bỗng nhiên đập lỡ một nhịp. Hắn phát hiện, hắn có điểm đố kỵ kia trước ngực sợi tóc, hận không thể giờ phút này kia sợi tóc là chính mình đôi tay, đột nhiên, trong không khí truyền đến một loại nguy hiểm hương vị, Liễu Dật Phàm không cấm căng thẳng thân mình, duỗi tay nhéo trong tay áo ngân châm, sắc bén ánh mắt không lưu dấu vết hướng bốn phía nhìn quét một vòng, tản bộ hướng Kiều Xuân đi đến, duỗi tay kéo nàng, dùng sức kéo vào trong lòng ngực, định ở trong tối. Ta ở Minh, hắn giờ phút này có thể làm chính là thả lỏng địch nhân cảnh giác, đem Kiều Xuân đưa vào trong phòng đi. Kiều Xuân ngạc nhiên ngước mắt, không vui nhìn về phía hắn, đang muốn hướng hắn chất vấn. Lại thấy hắn không tiếng động động vài cái môi, có người, hiểu ý lại đây Kiều Xuân, không cấm có chút khẩn trương lên, nếu nhân gia đều dám đối với Đậu Đậu hạ độc, tìm được tới diệt các nàng hai mẹ con khẩu, cũng là vô cùng có khả năng, ở đâu, nhẹ nhàng mập máy môi. Đáy mắt hiện ra nhẹ nhẹ bất an, Đậu Đậu còn ở trong phòng đâu, nàng đến chạy nhanh đi vào thủ mới được, ách thừa dịp ánh trăng, Liễu Dật Phàm ngơ ngẩn nhìn kia kiều nộn cánh môi lúc đóng lúc mở, tâm không, khỏi dùng mình hạ, sâu thẳm như đàm con ngươi phóng xuất ra một loại kỳ dị quang mang, ánh mắt nhuộm thấm dần dần dày, bên ngoài, Liễu Dật Phàm không tiếng động đáp lại nàng, duỗi tay thăm hướng nàng bên hông, thon thon một tay có thể ôm hết. Kiều Xuân cảm nhận được bên hông truyền đến nhiệt lượng, chỉ cảm thấy như là hai thanh lửa lớn kiềm dán ở chính mình trên eo, độ ấm càng ngày càng năng, phảng phất nghĩ đến đem nàng hòa tan giống nhau, hơi nghiêng đầu, ngước mắt nhìn về phía hắn,
lại bị hắn kia giống như hai uông lốc xoáy mặt đen cấp hút qua đi, một loại khác thường tê dại cảm, trong phút chốc truyền khắp hai người trong thân thể. Liễu Dật Phàm rút về ánh mắt, hướng sân ngoại nhìn lướt qua, hai mắt co rút lại, quanh thân chợt tản ra lãnh liệt hơi thở, không tiếng động mà đối với nàng so cái miệng hình, mũi chân nhẹ điểm, ôm nàng nhảy tới rồi cửa phòng, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, rút ra tay áo ngân châm, vèo 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 bắn về. Phía sân ngoại trên đại thụ, lãnh môi khẽ mở, trên cây nhân huynh là không chuẩn bị gặp người sao, bẹp đầu thấy Kiều Xuân đã vào phòng. Liễu Dật Phàm hướng về phía trước nhảy nhảy tới sân ngoại, mắt đen lãnh liệt bắn về phía từ dưới tảng cây nhảy xuống cái kia hắc y nhân, bóng đêm nồng đậm, chân trời, ánh trăng dần dần bị mây đen sở che lấp, tối tăm dưới ánh trăng, Liễu Dật Phàm mắt sắp phát hiện hắc y nhân tay hơi hơi run rẩy, xem ra vừa mới hắn bắn ra đi ngân châm là đâm, đến cánh tay hắn thượng, cong cong môi, khóe miệng tràn ra một mặt cười lạnh, ngươi tay có phải hay không đã bắt đầu tê dại? Con bí mật mang theo từng trận ngựa ý, đê tiện, cư nhiên độc châm đả thương người, hắc y nhân ngạc nhiên quá sau, căm giận chừng hướng Liễu Dật Phàm, một bộ muốn ăn thịt người hủy đi cốt bộ dáng, vừa mới thật sự là sơ suất quá, còn tưởng rằng hai cái chỉ lo khanh khanh ta ta nam nữ, tự mình hoàn toàn có thể dễ như trở bàn tay, thất sách a thất sách, không nghĩ tới cái này thoạt nhìn trăm không một làm hại nam nhân, cư nhiên là vị thâm tàng bất lộ cao thủ. Sư phụ nhưng không còn nói tỉnh chính mình, người nam nhân này sẽ võ công à, đê tiện, ta bất quá này đây một thân chi đạo còn trị một thân chi thân thôi. Liễu Dật Phàm nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, rồi nói tiếp, nói đi, nửa bên đầu làm ngươi tới nơi này, có phải hay không muốn giết người diệt khẩu, quanh mình hàn khí sậu tăng, hắc y nhân nhịn không được dùng mình một cái, trong lòng không cấm nói thầm thanh, nương a, người nam nhân này rốt cuộc là cái dạng gì nhân vật. Trên người cư nhiên tản mát ra như vậy lãnh liệt hơi thở, ta không biết, ngươi đang nói cái gì, ta chỉ là nghĩ đến nơi này mượn điểm bạc dùng dùng, cũng không nhận thức cái gì nửa bên đầu, hắc y nhân đột nhiên ý thức được, nếu hắn thừa nhận chính mình là nửa bên đầu phái tới, phỏng chừng cũng đừng tưởng đi trở về, xoay vài cái trong mắt tinh quang chợt lóe, mà qua, tới cái chết không thừa nhận, dục tưởng thoát thân mà về, lãnh, hàn khí lại tăng vài phần. Liễu Dật Phàm dương mắt nhìn về phía hắc y nhân, ánh mắt bỗng chốc tối sầm đi xuống, sau đó phụt ra ra lưỡng đạo càng vì lạnh lẽo ánh mắt, giống lưỡi dao sắc bén thẳng cắm đối phương đáy lòng, bĩu môi nói, nhìn xem ngươi tay phải, a ngươi 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 hạ cái gì độc, hắc y nhân nâng lên thủ đoạn vừa thấy, nháy mắt dọa cái chết khiếp, vẻ mặt hận ý chừng hướng Liễu Dật Phàm, cũng không phải cái gì nhiều nghiêm trọng độc, chỉ là 10 ngày ngứa cùng thực cốt tán quậy với nhau mà thôi. Ta đang muốn xem bọn hắn quậy với nhau sẽ có cái gì hiệu quả đâu. Liễu Dật Phàm nhẹ nhàng bâng quơ nói, tựa như giờ phút này hắn nói không phải độc dược, mà là tại đàm luận thời tiết giống nhau, thiếu hiệp tha mạng a, ta cái gì cũng không biết, chỉ là thu được trên giang hồ ám sát lệnh mà thôi, mặt khác sự tình ta một mực không biết a. Hắc y nhân đột nhiên, khóc lóc thảm thiết quỳ gối trên mặt đất, run run rẩy rẩy hướng hắn xin tha, ngô ngô ngô. Rõ ràng liền nói chỉ là một cái nhược nữ tử cùng một cái tiểu nữ hài, như thế nào sẽ có như vậy khủng bố nam nhân ở, cái này có thể hay không tồn tại trở về đều là cái không biết bao nhiêu, ngươi đi đi, ta tưởng nửa bên đầu nên là có thể điều chế giải dược cho ngươi, ngươi trở về nói cho hắn, thiếu hạ nợ là phải trả lại, là, tạ thiếu hiệp không giết tri ân. Hắc y nhân đứng lên, một, hôi yên biến mất ở đêm tối bên trong. Trong không khí hàn khí chợt giảm, một lát liền biến mất đến vô tung ảnh, Lan Phong tiểu cư lại khôi phục nó vốn có yên lặng, phảng phất vừa mới kia một màn, trước nay đều không có xuất hiện quá giống nhau, ánh trăng trộm từ mây đen trung lộ ra mặt, hóa lệ lệ xoay người, trên người nào còn có cái gì hàn khí, chỉ thấy một cái ôn tồn lễ độ bạc y công tử đắm chìm trong dưới ánh trăng, khóe miệng tràn ra một mặt cười nhạt, bằng kia tam chân, miêu công phu cũng học người làm sát thủ. Thật sự là buồn cười, chỉ là kẻ hèn một chút ngứa thân phấn mà thôi, liền sợ tới mức tè ra quần, Liễu Dật Phàm vỗ vô quần áo, nâng chạy bộ đến cửa phòng, đẩy cửa mà nhập, nhị ca, vừa mới đó là cái gì người, Kiều Xuân thấy hắn bình yên vô sự trở về, bỗng nhiên dừng lại trở về dạo bước chân, ngơ ngẩn nhìn hắn, bức thiết hỏi, vừa mới thấy hắn một người đối phó địch nhân, vẫn luôn thực lo lắng hắn sẽ ưng phó không xuống dưới, không nghĩ.
tới hắn vẫn là có chút ít bản lĩnh, tam hạ hai hạ liền đuổi rồi hắc y nhân, chỉ là không biết hắn hỏi ra điểm cái gì không có, nơi này ly sân ngoại có điểm xa, nàng nghe được không phải rất rõ ràng, tứ muội không có bị dọa đến đi. Liễu Dật Phàm không đáp hỏi lại, biểu tình hơi có chút khẩn trương nhìn nàng, nói ánh mắt lướt qua nàng, hướng trên giường đậu đậu thăm hỏi liếc mắt một cái, thấy hai mẹ con đều không có bị kinh hách đến, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không ngoài sở liệu nói, người nọ hẳn là nửa bên đầu phái tới, bất quá, võ công thực sự là thấp điểm, ha ha, dứt lời, dừng một chút, nhìn Kiều Xuân lại nói, bọn họ nếu đã tìm tới nơi này tới, ta tưởng, chúng ta ngày mai liền trở về núi Trung Thôn đi, trở về người một nhà ở bên nhau, tứ muội mới có thể an tâm một chút. Trong phút chốc, một cổ dòng nước ấm cuồn cuộn chảy vào nội tâm, Kiều Xuân ngẩng đầu, tinh trong mắt đám xương xinh đẹp, khóe miệng cao cao nhếch lên, cảm động nhìn Liễu Dật Phàm, cười ứng thanh, ân, hết thảy liền nghe theo nhị ca an bài, thịch thịch thịch, tim đập thêm tự, Liễu Dật Phàm hơi ngẩn ra hạ, xấu hổ bò lên trên gương mặt, gãi gãi đầu, ta đây trước đi ra ngoài, tứ muội sớm một chút nghỉ ngơi, nâng chạy bộ đến trước cửa, đốn hạ, xoay người mỉm cười nói, buổi tối ta sẽ ở trong sân thủ, tứ muội liền an tâm ngủ đi, dứt lời, giơ tay kéo ra môn, trở tay đóng cửa, lưu lại thần sắc mê ly Kiều Xuân. Hôm sau, ăn qua cơm, sáng sau, Liễu Dật Phàm từ nhỏ cư hậu viện dắt ra xe ngựa, ôn nhu đem đậu đậu ôm đi lên. Xoa xoa nàng đầu, ôn nhu nói, đậu đậu, chúng ta về nhà, vui không a? Vui vẻ, đậu đậu rốt cuộc có thể trở về cùng ca ca chơi, ta hảo tưởng cậu ba nga, đậu đậu bụ bẫm trên mặt nở rộ sáng lạn tươi cười, chung quy là cái tiểu hài tử, không có bạn cùng lứa tuổi làm bạn, nhiều ít vẫn là không thói quen. Liễu Dật Phàm đem Kiều Xuân trong tay tay nải bỏ vào trong xe ngựa, xoay người, bàn tay, to duỗi tới rồi nàng trước mặt. Tới, ta kéo ngươi đi lên, ách, không phải nói chuyện cứu nam nữ thụ thụ bất thân sao, như thế nào? Kiều Xuân ngước mắt nghi hoặc nhìn về phía hắn, thấy hắn nhất phái tự nhiên nhìn chính mình, trong lúc nhất thời đảo cảm thấy là chính mình làm kiêu, này dắt tay, thậm chí dán mặt chào hỏi, đặt ở 21 thế kỷ đều chỉ là một loại lễ nghi mà thôi, chính mình hiện tại đảo trở nên cũ kỹ. Cảm ơn nhị ca, đem tay đưa tới hắn trong tay, mỉm cười nói. Lời cảm tạ, đường trong tay bó chặt nàng mềm mại khi, Liễu Dật Phàm tâm vẫn là nhịn không được nhanh hơn lên, tê dại cảm giác lại nảy lên trong lòng, đát, 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 xe ngựa ở u tĩnh trên đường núi hành tẩu, một đường trầm tĩnh, dị thường cảm giác dũng đi lên, Liễu Dật Phàm cảnh giác quét về phía hai bên đường, trong tay roi ra dùng sức hướng con ngựa trên người huy đi, giá, giá, giá. Trong xe ngựa Kiều Xuân nhìn trong lòng ngực ngủ yên đậu đậu, nghe Liễu Dật Phàm ra mã thanh, một loại bất an cảm xúc mãnh liệt mà đến, tĩnh, này bên ngoài quá tĩnh, như vậy núi rừng như thế nào khả năng liền tiếng chim hót đều không có. Bão táp tiến đến trước yên lặng, Kiều Xuân ngồi thẳng thân mình, gắt gao ôm đậu đậu, đối với bên ngoài nhẹ giọng gọi câu, nhị ca, cẩn thận một chút, đường núi bất bình, ân, không có việc gì. Tứ muội ngồi xong, giữ cửa quan trọng, đừng làm cho gió thổi đi vào, tiểu tâm đậu đậu cảm lạnh. Liễu Dật Phàm quay đầu đi, ghé mắt mắt lé nhắm chặt cửa xe liếc mắt một cái, một ngữ hai ý nghĩa hướng bên trong người nhắc nhở, không nghĩ tới liền nàng đều cảm giác được dị thường, xem ra, những người đó hoàn toàn không có hết hy vọng, không biết bọn họ tới bao nhiêu người, định ở trong tối, ta ở minh, nếu chỉ là chính mình một người cũng liền thôi. Hiện tại trong xe còn có một lớn một nhỏ, hắn nhịn không được lo lắng lên, ân, đã biết, tứ ca, ngươi lời nói chưa dứt, con ngựa đột nhiên ăn đau tê không, Trường Minh, tiếng đánh nhau theo nhau mà đến, xe ngựa tốc độ cũng càng lúc càng nhanh về phía trước chạy, thân thân, đậu đậu hơi sợ, trong lúc ngủ mơ đậu đậu bừng tỉnh lại đây, đầy mặt sợ hãi bắt lấy mẫu thân vạt áo, Kiều Xuân đặt ở đậu đậu trên người tay. Rụt rụt, nỗ lực làm chính mình bảo trì bình tĩnh, tâm lại nhịn không được kinh hoàng trấn an đậu đậu, mấp máy hạ môi, đậu đậu, đừng sợ, không có việc gì, cậu hai ở bên ngoài đâu, lời này là ở trấn an đậu đậu, càng như là ở trấn an chính mình tâm. Kiều Xuân kinh hoàng chung, có điểm như là ở đóng phim điện ảnh cảm giác, như vậy ngồi xe ngựa bị tập kích tình cảnh, trước kia ở TV thượng cũng là xem qua không ít. Chỉ là không nghĩ tới chính mình cư nhiên cũng sẽ tự mình trải qua,
chính mình từ trước đến nay điệu thấp làm người, lúc này tiền gia mẫu tử, như vậy dung không dưới chính mình, nơi trốn hướng chết bức, thật sự là chú nhịn nổi chứ thím chịu không nổi, không đưa bọn họ chèn ép xuống. Dưới, sau này người nhà sinh hoạt đều không thể an bình, nếu lần này các nàng cũng có thể thoát hiểm, nàng nhất định sẽ không dễ dàng buông tha Đường Mãn Giang mẫu tử, nhất định, nhất định. Mỗi người đều là có hạn cuối, người nhà chính là nàng Kiều Xuân điểm mấu chốt, nếu ai đụng vào nàng điểm mấu chốt, kia nàng liền thần xúc chu thần, quỷ chạm vào sát quỷ, bên ngoài tiếng đánh nhau càng ngày càng kịch liệt, xe ngựa có điểm hướng mất khống chế xu thế phát triển, đậu đậu sớm, bị dọa khóc ở Kiều Xuân trong lòng ngực, Kiều Xuân trong lòng rất là lo lắng bên ngoài Liễu Giật Phàm tình huống, đem đầu cọ đến ngoài cửa sổ. Chỉ thấy bốn cái hắc y nhân nhảy lên xe ngựa, đang cùng Liễu Giật Phàm tư đánh, đột nhiên một cái hắc y nhân mắt sắc ngắm tới rồi Kiều Xuân, lưỡi đao vừa chuyển, trực tiếp bổ về phía bên trong xe, a, giơ tay chém xuống, phịch một tiếng vang lớn, Kiều Xuân sợ tới mức hét lên, nhảy đến mặt sau, duỗi tay vớt quá đậu đậu, giật mình nhìn, sáng choang mũi đao, Liễu Giật Phàm nghe được bên trong tiếng kêu sợ hãi, trong lòng quính lên, không khỏi hơi ngẩn ra lên đồng. Hắc y nhân như là tìm được hắn uy hiếp, vài người ám đưa mắt ra hiệu, lưu lại hai người quân lấy Liễu Giật Phàm, một cái khác nhảy lên xe ngựa đỉnh, giơ lên cao trường kiếm, dùng sức hướng một chút đâm tới, a, một câu tiếng kêu thảm thiết, phịch một tiếng, hắc y nhân lăn xuống xe ngựa, đã sát đỏ mắt bọn họ, tựa hồ căn bản là sẽ không đau, đơn giống nhau, từ trên mặt đất bò dậy, lập tức lại hướng xe ngựa đuổi theo. Cái này đã đâm tới mũi kiếm lại không phải trên xe ngựa, mà là phía trước nhất ăn đau chạy như điên con ngựa, ăn đau con ngựa ngưỡng không thét dài, lấy cực nhanh về phía trước hướng, Liễu Giật Phàm thấy mất khống chế mã, vươn một tay kéo lại dây cương, một tay cùng hắc y nhân đánh nhau, không xong, Long Tam, mau nhảy, Liễu Giật Phàm thấy hắc y nhân vẻ mặt kinh hoàng thất thố, bất chiến mà chạy, sợ, cảm sự tình không ổn. Rút về tầm mắt về phía trước vừa thấy, nguyên lai phía trước đã là cuối đường, cuối là vạn trượng huyền nhai, Xuân Nhi, hai mắt sậu súc, nhanh chóng quyết định, Liễu Giật Phàm nhặt lên hắc y nhân di lạc đao, chém về phía dây cương, vọt vào bên trong xe ngựa, ôm Kiều Xuân hai mẹ con một cái thả người ra bên ngoài nhảy đi, không chung sậu bọn cướp đường nhi thế lương thanh, phanh Liễu Giật Phàm trong lòng ngực khẩn hộ Kiều Xuân mẹ con, nhảy đến. Trên mặt đất, theo quán tính về phía trước quay cuồng, một đầu hướng huyền nhai biên trên tảng đá khái qua đi, kêu lên một tiếng, cúi đầu nhìn thoáng qua trong lòng ngực nhân nhi, liền khép lại mí mắt, nhị ca ngươi như thế nào? Kiều Xuân kiểm tra rồi một chút trong lòng ngực đậu đậu, thấy nàng bình yên vô sự, liền ôm nàng từ Liễu Giật Phàm trong lòng ngực dãy dụa ra tới, nhịn xuống quanh thân đau đớn nhìn phía đã hôn mê bất tỉnh hắn khi, tức khắc hoảng đến kêu to. Lên, cậu hai, ngươi đừng ngủ a, đậu đậu rất sợ hãi, đậu đậu nhìn trên đầu da mạo huyết Liễu Giật Phàm, sợ tới mức khóc lớn lên, nhị ca, ngươi tỉnh tỉnh, cậu hai, đậu đậu rất sợ hãi, một tiếng, vải vóc đứt gãy thanh, Kiều Xuân từ trên người xé một đoạn bố, liền nàng ấn đến hắn trên trán khăn tay, vội không ngừng mà thể hắn băng bó lên, tứ muội, nhị đệ, Hoàng Phủ Kiệt từ trên lưng ngựa nhảy xuống tới. Đi nhanh hướng huyền nhai bên cạnh nhân nhi chạy tới, thật, hiểm a, vài bước chi kém, nếu không phải huyền nhai bên cạnh vừa lúc có tảng đá, phỏng chừng lúc này bọn họ đã rơi vào huyền nhai tan xương nát thịt, vừa mới hắn nghe được tiếng đánh nhau liền mang theo nhân mã tìm theo tiếng lại đây, không nghĩ tới vẫn là đến chậm một bước, đại ca, Kiều Xuân nghe tiếng bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Hoàng Phủ Kiệt khi, nhịn không được khóc lên, đại ca. Nhanh lên, nhị ca hắn bị thương, Trác Tuyệt, nhanh lên đem Liệu Thiếu Hiệp đưa đến, dưới chân núi trấn trên y quán đi chữa thương, Hoàng Phủ Kiệt nhìn lướt qua vựng mê Liễu Giật Phàm, nhíu chặt mày hướng sau lưng thị vệ quát, đại ca, ngươi như thế nào lại đây, Kiều Xuân thấy Liễu Giật Phàm đã làm người cập bế lên mã, dương trần mà đi, khóe mắt rưng rưng nhìn Hoàng Phủ Kiệt, run tin tức nói, vừa mới tình hình thật sự là quá hiểm, hiện tại ngẫm lại. Nàng chân đều nhũn ra, ta mấy ngày hôm trước tiếp nhận tam đệ tin, biết ngươi mang theo đậu đậu ở sương mù đều, phong, không yên lòng, liền lại đây nhìn xem, không thể tưởng được những cái đó kẻ xấu, cư nhiên ở nửa đường thượng chôn xuống sát thủ, tứ muội, ngươi yên tâm, đại ca chắc chắn giúp ngươi làm chủ, trả lại ngươi một cái công đạo,
đi thôi, chúng ta xuống núi đi xem nhị đệ tình huống. Đậu Đậu, tới, gặp qua đại cứu cứu. Kiều Xuân bế lên Đậu Đậu, hướng nàng giới thiệu, đại cứu cứu, hảo, mềm mềm mại mại thanh âm ngọt ngào tiếng vang, Hoàng Phủ Kiệt không cấm liệt khai miệng, cao hứng ôm quá nàng, cúi đầu đánh giá hơn 2 năm không thấy Đậu Đậu, tức khắc vui mừng ra mặt, Đậu Đậu, có thể tưởng tượng chết đại cứu cứu, hơn 2 năm không thấy, Đậu Đậu trưởng thành không ít, bộ dáng cũng thay đổi một phen, trẻ con phì gương mặt nạm 2 viên tựa như hắc đá quý lóe sáng con ngươi. Tiểu xảo cao thẳng mũi, hồng nhuận nhuận nộn môi, đáng yêu nhất vẫn là má phải má thượng như ẩn như hiện má lúng đồng tiền. Đại cứu cứu, tá rốt cuộc nhìn thấy ngươi, ngươi, lớn lên thật xoái. Đậu Đậu lâu Hoàng Phủ Kiệt cổ, đánh giá hắn liếc mắt một cái, mắt cười đến cong cong nói, vừa mới sợ hãi đã bị nàng vứt chi não sau, hứng thú bừng bừng đánh giá nàng đại cứu cứu. Kiều Xuân vui mừng nhìn cũng không có lưu lại cái gì bóng ma tâm lý Đậu Đậu. Tâm không khỏi lo lắng bị thương liễu giật phàm, chỉnh trái tim đều rầu rĩ, đau nhức, cũng không biết hắn trên đầu thương, có nghiêm trọng không, tứ muội, lên xe đi, Hoàng Phủ Kiệt ôm Đậu Đậu, nhảy lên ven đường đỗ xa hoa xe ngựa, cúi đầu vươn tay nhìn thất thần Kiều Xuân, nói, ân, Kiều Xuân khẽ ừ một tiếng, nương hắn cổ tay kính lên xe ngựa, Đậu Đậu, ngươi cảm thấy cứu cứu chung ai lớn lên nhất soái a? Hoàng Phủ Kiệt ôm Đậu Đậu, không nghĩ không khí ác buồn, liền cười nhìn Đậu Đậu, hỏi, cậu ba, nhất soái. Đậu Đậu không chút suy nghĩ, liền trực tiếp trả lời ra tới, vì cái gì? Hoàng Phủ Kiệt nhịn không được ứa ra toan khí, xem ra, cảm tình bồi dưỡng rất quan trọng, bởi vì cậu ba nói qua, hắn thích bụ bấm cô nương. Đậu Đậu vui vẻ cười, giơ lên tới nhìn Hoàng Phủ Kiệt, vẻ mặt kiên định nói, Đậu Đậu lớn lên sau này. Phải gả cho cậu ba, ách, ngạc nhiên kinh ngạc đến ngây người, Hoàng Phủ Kiệt phục hồi tinh thần lại, nhịn không được cười ha ha, ha ha ha. Sau một lúc lâu, thật vất vả dừng lại cười, xoa xoa Đậu Đậu đầu nhỏ dưa, lại hỏi, kia đệ nhị soái người lại là cái nào cứu cứu, ha ha, tiền tài a, không thể tưởng được. Ngươi vẫn là một cái tiểu nữ hài sát thủ, cậu hài a. Đậu Đậu không hề tâm cơ đáp lời. Ách Hoàng Phủ Kiệt đầu mạo hắc tuyến, nhịn không được buồn bực lên, chẳng lẽ chính mình lớn lên thật không bọn họ soái, không có khả năng đi, vì cái gì, Hoàng Phủ Kiệt chưa từ bỏ ý định hỏi, bởi vì, cậu hai đáp ứng rồi phải làm Đậu Đậu cha, Đậu Đậu nói hơi trao nổi lên nộn mi, nàng hiện tại hảo lo lắng cậu hai Nga, vừa mới cậu hai trên đầu chảy thật nhiều huyết, ha ha ha, Hoàng Phủ Kiệt ngắm liếc mắt một cái đầy mặt dáng màu Kiều Xuân. Nhịn không được lại lần nữa cười ha ha, hảo cái trước sắc sau cha Đậu Đậu a, hảo cái liễu giật phàm, bắt nương trước bắt nữ, chiêu này thật đúng là cao a, Đậu Đậu, không được nói bậy lời nói, lời này sau này không thể nói nữa, minh bạch sao, Kiều Xuân thẹn thùng liếc liếc mắt một cái Hoàng Phủ Kiệt, cúi đầu nhìn Đậu Đậu, nghiêm túc hướng nàng giao đãi, lời này nếu là nói ra đi, làm người ngoài nghe thấy. Được, nàng chuẩn sẽ bị khẩu tinh bọt trực tiếp cấp bao phủ rớt. Qua hơn nửa ngày, xe ngựa mới ở một nhà y quán trước, ngừng lại, Kiều Xuân theo Hoàng Phủ Kiệt nhảy xuống xe ngựa, thần sắc lo lắng bước đi tiến y quán, nhìn hôn mê ở trên giường liễu giật phàm, tóm được đại phu liền sốt ruột dò hỏi, đại phu, hắn chị có nghiêm trọng không, cái gì thời điểm có thể tỉnh lại, lão đại phu nhìn khẩn trương Kiều Xuân. Loát vuốt xuống mã dâu, mỉm cười trấn an nói, vị này phu nhân, nhà, ngươi tướng công không có cái gì trở ngại, chỉ là trên đầu đã chịu kịch liệt đâm thương, chỉ sợ không như vậy mau tỉnh lại, đến nỗi, cái khác tình huống, đành phải chờ hắn tỉnh lại, hỏi một chút mới hảo hạ đoạn, ách, tướng công, Kiều Xuân nhịn không được mặt đỏ lên, nhưng cũng không có hướng đại phu biện giải, cảm ơn đại phu, xin hỏi người bệnh có thể di chuyển sao? Chúng ta tưởng đem hắn chuyển qua khách điếm đi tĩnh dưỡng, Hoàng Phủ Kiệt khách khí hướng lão đại phu chắp tay, nhẹ giọng dò hỏi, này y quán người ra kẻ vào, lại không đủ rộng mở, bọn họ chiếu cố người bệnh tới, thật sự là không đủ phương tiện. Có thể, đó là nhẹ tay chút, chảo chút dược trở về chiên phục liền hảo, Hòa Bình Trấn, tiền phủ đông xương phòng, ngươi rốt cuộc có thể hay không làm việc, vì cái lấy mỗi lần đều thất bại mà về, một lần hai lần ba lần. Thế nhưng đều làm cái kia tự bà nương bình yên vượt qua, thật là một cái thùng cơm, đại 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 thùng cơm, ta xem ngươi, trong đầu trang tịnh là bá đậu tử,
Tiền Mãn Giang khí hung bại cấp đầu ngón tay một bên nửa bên đầu, lớn tiếng quát mắng lên, hắn hiện tại ngẫm lại liền một bụng khí, vốn tưởng rằng có thể chặt đứt tiền tài kia dã loại một cánh tay, không nghĩ tới cư nhiên lại làm cái kia xù nữ nhân tránh được một kiếp. Này nếu là làm nàng tồn tại trở về, chế ra đại lượng lá trà ra tới, kia hắn địa vị, chính là đại đại chịu uy hiếp. Hiện giờ toàn bộ đại tề triều, hơn phân nửa địa phương đều mở có cẩm tú trà trang, kia nữ nhân chế ra tới xào trà xanh hồng biến toàn bộ kinh đô, hiện tại tân ra tới hồng trà, nghe nói còn muốn liệt vào cống trà chi nhất, những cái đó tục khó dằn nổi trà cụ, còn bị đương kim hoàng thượng dùng làm tặng nước láng giềng đại sứ chi vật, này đó thật sự là làm hắn quá lo lắng, nếu không vặn đảo cái kia dã loại, không đem hắn đạp lên chính mình dưới chân, tiền ra nhưng tùy thời đều có khả năng trở thành dã loại tương trung vật, cái này. Tình huống, hắn là thành thật sẽ không làm nó sinh sôi, thiếu gia, ngươi không cần nóng vội, ta định sẽ không làm nàng có ngày lành quá, ngươi cứ việc yên tâm, nửa bên đầu mắt bính lãnh quang, hàm răng cắn đến khanh khách vang, buông xuống tại bên người đôi tay gắt gao nắm chặt, lần này thật sự là làm hắn nén giận, mắt thấy liền phải làm kia nữ nhân tan xương nát thịt, cư nhiên làm nàng mạng lớn ngừng ở cự huyền nhai vài bước ở ngoài, ghê tởm hơn chính là cùng hắn đi theo. Hai cái đồ đệ, cư nhiên toàn chết ở Tiêu Giao Vương thị vệ trong tay, này thù hắn nửa bên đầu không báo, liền uổng xưng là người, ta yên tâm cái rắm, một cái đàn bá ngươi đều trị không được, còn luôn miệng kêu ta yên tâm, tóm lại, ngươi cho ta đem sự tình cấp giải quyết, như thế lại thất thủ, ngươi cũng đừng muốn cho ta lại ra tiền cho ngươi, luyện cái gì đan dược, hừ, tất cả đều là một đám phế vật. Tiền Mãn Giang hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu đi nhanh hướng ngoài cửa đi đến, còn thất thần làm cái gì, còn không nhanh lên theo kịp, hộ bổn thiếu đi tìm Thúy Châu, thật là một đám vô dụng thùng cơm, Tiền Mãn Giang thở phì phì đi ra cửa phòng, thật thật là tức chết người đi được, hắn hiện tại đầy ngập khí không chỗ nhưng giải, vẫn là đi tìm Thúy Châu hạ hạ hỏa, đỡ phải bị này đàn phế vật cấp tức chết, nửa bên đầu hướng bên cạnh mấy cái đồ để ám xử cái ánh mắt. Theo sát ở Tiền Mãn Giang mặt sau, đôi tay nắm chặt thành quyền, hung hăng chừng mắt nhìn, liếc mắt một cái phía trước kia heo giống nhau nam tử, ánh mắt nháy mắt lạnh băng như đao, đoàn người thẳng tắp hướng Hòa Bình trấn nhất náo nhiệt địa phương, say ngọc lâu đi đến, nha, Tiền thiếu gia tới rồi, mới vừa bước vào môn, trên mặt bức tường màu trắng hậu soát, cũng khó nén năm tháng vô tình tú bà, dương nàng bồn máu mồm to. Cười ha hả lôi kéo Tiền Mãn Giang tay, nhiệt tình tiếp đón, đi, 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 mang ta đi tìm Thúy Châu, Tiền Mãn Giang chán ghét đẩy ra tú bà, tay, thẳng minh ý đồ đến, hảo, 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 Tiền thiếu gia, ngươi chỉnh trái tim à, nhưng đều là chúng ta Thúy Châu, tú bà thấy bạc liền đưa đến tay, tức khắc, mắt đều cười phùng thành một cái tuyến, vui tươi hớn hở lãnh Tiền Mãn Giang hướng trên lầu gác mái đi đến. Đem rượu cho ta, ta đưa vào đi liền hảo, nửa bên đầu ngăn cản đưa rượu lại đây nha hoàn, duỗi tay tiếp nhận khay, đẩy cửa đi vào kia ái muội tiếng thở dốc cùng ngâm tiếng kêu tập với một chỗ phòng, hắn thần sắc, nhàn nhạt hướng trong phòng quét qua đi, nhà ở nội, xiêm y hỗn độn mà ném đầy đất, hồng nhạt màn gấm, Thúy Châu trên người mồ hôi thơm đầm đìa, như thác nước tóc dài hỗn độn mà khoác, mị nhãn như tơ, môi đỏ khẽ nhếch, kiểu nếu không có xương. Mà Tiền Mãn Giang tắc một thân mỡ béo đè ở nàng thân mình, qua lại vận động, khắc hoa giường lớn kéo kẹt vang, nửa bên đầu né qua bình phong ngoại, nhanh chóng từ bên hông móc ra một cái tiểu bình xứ, hướng bầu rượu đảo vào đi. Vào, nhắc tới bầu rượu nhẹ lay động hạ, khóe miệng tràn ra một mặt cười lạnh, lặng yên không tiếng động buông bầu rượu, xoay người lại về tới trước cửa phòng đứng, chỉ chốc lát sau, trong phòng vang lên Thúy Châu mềm mại tận xương thanh âm. Tiền thiếu gia, ngươi rốt cuộc cái gì thời điểm cưới nhân gia vào cửa, ha ha, tiểu yêu tinh, như vậy không phải càng tốt sao, thiếp không bằng trộm, Tiền Mãn Giang ngả ngớn cười nói, duỗi tay vỗ vỗ Thúy Châu phấn mông, lại hướng nàng, trước ngực lung tung bắt một phen, ngô, nhân gia chính là tưởng mỗi ngày đều nhìn đến ngươi sao, Thúy Châu hoành ngồi ở Tiền Mãn Giang đại, hài hòa trên đùi, không thuận theo không buông tha làm nũng, tới, bồi ta uống rượu. Không trong chốc lát, trong phòng lại vang lên thô xuyễn thanh cùng yêu kiều rên rỉ thanh hỏa âm, một ngày một đêm sau, Tiền Mãn Giang bị hạ nhân nâng trở về Tiền phủ, trong núi thôn, đường ra trong viện,
một cái màu đen kính y nam tử, đứng ở tiền tài bên người, đôi hắn lẩm bẩm thì thầm, tiền tài trên mặt lũng khởi nồng đậm ưu sắc, ánh mắt ám trầm, đỉnh mày ác túc, ghé mắt mắt lé bên cạnh nam tử, nhẹ giọng hỏi, người như thế nào, tạm thời chưa thanh tỉnh, ân, ngươi giúp ta điều tra một chút nửa bên đầu lai lịch, càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt, là, thuộc hạ cáo lui, màu đen kính y nam tử, cung kính hướng tiền tài hành lễ, xoay người rời đi đường ra, cậu ba, ai không có thanh tỉnh a? Quả quả nâng lên tuấn mỹ trĩ, mặt, nghi hoặc nhìn tiền tài, nghĩ lại tưởng tượng, trên mặt chợt thất sắc, kinh hoàng hỏi, có phải hay không đậu đậu, đậu đậu nàng có phải hay không lại ngủ rồi qua đi, đậu đậu đi thời điểm là vựng mê, chẳng lẽ nghe nói đã tỉnh lại nàng, lại vựng mê lạc, cậu ba rõ ràng nói, đậu đậu ngày hôm qua liền sẽ về đến nhà, chính là, đến bây giờ hắn đều còn không có thấy nàng trở về, quả quả, đừng có gấp, không phải đậu đậu, tiền tài ngồi xổm xuống thân mình, cùng hắn nhìn thẳng, mà vọng, vặn hắn nộn vai, mỉm cười trấn an nói. Không phải, chính là, cậu ba, ngươi không phải nói đậu đậu cùng mẫu thân, ngày hôm qua liền có thể về đến nhà sao? Như thế nào hiện tại thiên đều mau đen, các nàng còn chưa tới ra, quả quả không phải thực tin tưởng, bởi vì, lại thật thực khả nghi, hắn tưởng không ra, nếu không phải đậu đậu lại vựng mê, kia mẫu thân các nàng vì cái gì còn không tới nhà, ngươi mẫu thân cùng đậu đậu còn chưa tới ra là bởi vì ngươi đại cứu cứu. Đã trở lại, khả năng bọn họ có cái gì sự tình trì hoãn thời gian đi, tiền tài thật sự không biết nên như thế nào cùng hắn giải thích, lại không thể nói cho hắn, các nàng ở trên đường đã chịu tập kích, hắn cậu hai bị thương, vựng mê không ngủ chung, nói như vậy ra tới, phòng trừng đường ra lại muốn loạn thành một nồi cháo, tỉnh thành trà trang có chuyện, ta làm ngươi mẫu thân qua đi xem một chút, cho nên, phí chút thời gian, quả quả, ngươi yên tâm, quá không được mấy ngày. Người mẫu thân cùng đậu đậu liền sẽ trở về, thật vậy chăng? Quả quả bình tĩnh nhìn hắn, hỏi, ân, tiền tài lơ đãng phiết mở mắt, đứng lên, nắm hắn tay nhỏ, nâng bước hướng đại sảnh đi đến, như vậy lại đối diện đi xuống, hắn nhất định sẽ ở quả quả trước mặt phá công, tiền đại ca, uống trà, kiều hạ đưa tiền tài để một ly trà lại đây, bay nhanh liếc mắt nhìn hắn, ngay sau đó lại dịch khai mắt. Nàng đều nhớ không rõ là từ cái gì thời điểm bắt đầu, nàng liền thích trộm xem, hắn, âm thầm đánh giá hắn, đương nàng nhìn đến hắn ngóng nhìn đại tỷ ánh mắt khi, nàng sẽ cảm thấy trong lòng ế ẩm, đương hắn đối với nàng mỉm cười khi, nàng tâm lại sẽ nhảy nhót không thôi, tung tăng nhảy nhót, nhưng nàng trước nay cũng không dám làm hắn phát hiện, nàng ở trộm xem hắn, nàng ở trong tôi ám ái mộ hắn, yêu một cái trong lòng trang nhà mình đại tỷ nam nhân. Thật không hiểu là hạnh vẫn là bất hạnh, có hay không tương lai đáng nói, cảm ơn ngu muội, tiền tài tiếp. Nhận trà, ngước mắt cười nhạt nói lời cảm tạ, ngay sau đó lại hỏi, ngu muội, lần này lá trà tất cả đều là ngươi cùng lục muội các nàng xào chế. Lần này Kiều Xuân không ở nhà, vườn trà sự tình xem như toàn bộ đè ở Kiều phụ cùng Kiều gia tỷ muội trên người. Ngày hôm qua, hắn lấy trà mới hướng phao nước trà. Phát hiện này một đám lá trà so Kiều Xuân xào chế tuy là lược tốn một chút, nhưng cũng kém không bao nhiêu, trong khoảng thời gian ngắn, là có thể chế ra như vậy trình độ. Lá trà, hắn cũng thực sự là ngoài ý muốn, xem ra Kiều gia nữ tử, mỗi người đều bất phàm a. Ân, Kiều Xuân cúi đầu, khẽ ư một tiếng, sau đó lại khẩn trương ngẩng đầu nhìn tiền tài, hỏi, có phải hay không có khách nhân nói quá khổ uống lên, Kiều Hạ trong lòng tức khắc bất ổn lên. Nên không phải là các nàng mấy cái xào chế đến quá kém, khách nhân đều bào oan đi, không có, ngu muội ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta là tưởng nói, các ngươi xào chế rất khá, giả với thời gian, các ngươi nhất định có thể cùng nhà ngươi đại tỷ giống nhau xuất sắc, tiền tài cười khẽ trấn an nàng, mẫn cảm nha đầu, tựa hồ đối chính mình không đủ tự tin, nhìn nháy mắt nở nụ cười Kiều Hạ, tiền tài tâm không có ngọn nguồn lỡ một nhịp. Các nàng hai tỷ muội lớn lên thật sự là giống, tuy không kịp một cái khuôn mẫu khắc ra tới, nhưng là, mặt hình, ngũ quan vẫn là thực gần, chỉ là khí chất quýnh dị mà thôi. Ngũ muội, ngươi cùng người trong nhà nói một tiếng, ta liền đi về trước. Trà trang còn có chút sự tình muốn xử lý, tiền tài đứng lên, hướng nàng giao đãi một tiếng, lại giơ tay xoa nhẹ hạ quả quả đầu, xoay người đạp bộ rời đi, khách quý lâu khách điếm, Kiều Xuân ngồi ở trên giường.
trong tay lấy chạm ướt vải bông, mềm nhẹ giúp Liễu Dật Phàm trà lau mặt cùng tay. Hắn đã vựng mê hai ngày, Kiều Xuân cùng Hoàng Phủ Kiệt đều sắp lo lắng, buổi sáng Hoàng Phủ Kiệt đã phái người đi thỉnh ngự y, cũng ở thử liên hệ Liễu Như Phong, hỏi lão đại phu hắn cũng thúc thủ vô thố. Nhị ca, ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao? Ngươi nhanh lên tỉnh lại đi, ta thực lo lắng ngươi, mày đẹp nhíu chặt, ánh mắt yêu trọng. Kiều Xuân cúi đầu ngơ ngẩn nhìn Liễu Dật Phàm tái nhợt mặt, nhẹ giọng gọi, nhìn hắn vẫn luôn chưa tỉnh lại đây, nàng thật sự hảo lo lắng. Hai ngày này, nàng một tấc cũng không rời chiếu cố hắn, ngay cả đậu đậu cũng toàn quyền giao cho Hoàng Phủ Kiệt. Nàng có điểm không rõ, chính mình nội tâm như vậy kinh hoàng, như vậy dày vò, sợ là vì sao, cũng không tâm đi tìm tòi nghiên cứu, một lòng chỉ hy vọng hắn có thể nhanh lên hảo lên. Sáng sớm dương quang lười nhác rượu vào trong phòng, Liễu Dật Phàm khẩn ninh anh mi, duỗi tay xoa xoa ấn đường, đầu đau quá, hắn làm một hồi thật dài mộng, mơ thấy Kiều Xuân ăn mặc hỏa hồng sắc hỷ phục, mơ thấy một cái phụ nữ trung niên kêu hắn tử nặc, mơ thấy một cái 12-13 tuổi cô nương kêu hắn ca ca, mơ thấy Kiều Xuân e lệ thẹn thùng kêu tướng công. Hắn chậm rãi mở mắt ra, đối trong mộng nội dung cảm thấy thực ngạc nhiên, nhưng kia xu với chân thật cảm giác, tựa hồ ở nói cho hắn, đó chính là hắn mất đi ký ức. Trong đầu chợt nhớ tới kia kinh tâm động phách một màn, Liễu Dật Phàm kinh hoàng ngồi dậy, quay đầu đánh giá cái này xa lạ phòng, nhị ca, ngươi tỉnh lạp. Bó ngủ ở mép giường Kiều Xuân, ngước mắt kinh hỉ nhìn hắn, Xuân Nhi, bốn mắt chạm nhau, Liễu Dật Phàm hơi ngẩn ra hạ, cầm lòng không đậu hô lên cái. Này tựa hồ đã khắc ở trong lòng tên, nhị ca, ngươi tỉnh lạc. Bó ngủ ở mép giường Kiều Xuân, bỗng chốc ngước mắt kinh hỉ nhìn hắn, Xuân Nhi, bốn mắt chạm nhau, Liễu Dật Phàm hơi ngẩn ra hạ, cầm lòng không đậu hô lên cái này tựa hồ đã khắc ở trong lòng tên. Liễu Dật Phàm cúi đầu nhìn nàng, hai người ly thật sự gần rất gần, hắn thậm chí có thể số rõ ràng nàng nhỏ dài hơi kiểu cuốn lên lông mi, nàng trắng nõn mặt trái xoan thượng nổi lên điểm điểm nghi hoặc, tinh mắt bên, trong doanh một tầng nhợt nhạt ánh sáng nhu hòa, Kiều Xuân ngẩng đầu nhìn thẳng, vừa lúc đối thượng một đôi lượng đến trước người thâm thúy đôi mắt, kia đáy mắt nồng đậm hoang mang, làm nàng có điểm sờ không được đầu óc, trong lòng quýnh lên. Vội vàng ra tiếng hỏi, nhị ca, ngươi cảm giác như thế nào? Hảo một chút không có, nhị ca đây là xảy ra chuyện gì? Như thế nào sẽ dùng tràn ngập nghi vấn ánh mắt nhìn chính mình? Khụ khụ, không có việc gì, ta đã hảo rất nhiều. Liễu Dật Phàm ho nhẹ hai tiếng, cười nhạt nhìn nàng, chính mình trong mộng tình tiết như thế nào sẽ như vậy chân thật, giống như thật sự trải qua quá giống nhau. Còn có cái kia phụ nữ trung niên, cái kia 12-13 tuổi tiểu cô nương, các nàng lại là như thế nào một chuyện? Liễu Dật Phàm nghĩ nghĩ, đầu đột nhiên như là phải bị nổ tung dường như đau lên. Nhị ca, ngươi như thế nào lạc? Kiều Xuân nhìn hắn hai mắt sợ súc, đôi tay dùng sức lôi kéo chính mình đầu tóc, không khỏi bối rối. A, Liễu Dật Phàm thống khổ kêu lên, trong đầu chợt hiện lên vô số chương hình ảnh, chỉ cảm thấy đại não ở từng đợt có rút lại. Đau nhức, như là có một cổ nhiệt lưu liều mạng hướng trong đầu rót. Nhị ca, ngươi rốt cuộc như thế nào lạc? Người tới a, cứu mạng người a. Kiều Xuân đôi tay bắt được Liễu Dật Phàm tay, chính là, rốt cuộc nam nữ có khác, nàng về điểm này sức lực, lại như thế nào khả năng địch nổi một người tuổi trẻ người biết võ đâu? Chỉ là ngắn ngủi, ngưng một chút, Liễu Dật Phàm lại một lần chảo lôi kéo chính mình đầu tóc, đau gào thét. Lúc này, cửa phòng bỗng nhiên mở ra, Kiều Xuân giống như là gặp được cứu tinh nhào tới, bắt lấy Hoàng Phủ Kiệt đôi tay, sốt ruột mất khống chế kêu lên, đại ca, nhanh lên cứu cứu nhị ca, hắn. Hoàng Phủ Kiệt duỗi tay đỡ Kiều Xuân, ánh mắt lướt qua nàng, khẩn ninh mi, nhìn trên giường mất khống chế Liễu Dật Phàm, vài bước về phía trước, duỗi tay bay nhanh hướng hắn trên người điểm vài cái, hắn thế nhưng kỳ tích ngừng lại, mềm mại ngã xuống trên giường. Đại ca, ngươi, ta cũng chỉ có thể làm hắn trước an tĩnh lại, mặt khác sự tình chờ hắn tỉnh lại lại xem đi. Hoàng Phủ Kiệt nhìn chăm chú sắc mặt tái nhợt, trên trán tất cả đều là mồ hôi Liễu Dật Phàm, trầm giọng nói, hắn đã phái người đi tìm Liễu thần y trở về, cũng đã làm người cha rõ việc này, hy vọng sự tình có thể sớm ngày tìm được chứng cứ, đem những cái đó kẻ xấu toàn bộ ấp lấy, lấy còn Kiều, Đường, hai nhà một cái an bình.
tứ muội, ngươi trước tiên ở nơi này chăm sóc nhị đệ, ta đi ra ngoài, hắn ngồi ở chỗ này chờ không phải biện pháp, hắn còn có càng chuyện quan trọng đi làm. Ân, ta biết, đại ca ngươi nhất định phải đem những cái đó kẻ xấu đều bắt được tới, quyết không thể đánh giá thức bọn họ. Lãnh Mi nhíu chặt, tinh mắt như băng, Kiều Xuân nghiến răng, nhìn thoáng qua trên giường Liễu Dật Phàm, tục mà ngước mắt nhìn Hoàng Phủ Kiệt, gần từng chữ một, kia tiền mãn, giang mẫu tử cùng nửa bên đầu, tốt nhất liền bắt đầu thiêu cao hương, cầu nguyện chính mình làm chuyện xấu, sẽ không sớm ngày bị người sưu tập đến chứng cứ, nếu không, dừng ở tay nàng, ân hừ, sợ là sẽ làm bọn họ hối hận không kịp, con thỏ nóng nảy chính là sẽ cắn người. Hòa Bình trấn ngoại cây rừng trùng điệp xanh mướt phong, ẩn nấp trong sơn động, cái này sơn động, ở vào cây rừng trùng điệp xanh mướt phong chủ phong sườn thác nước mặt sau, bên ngoài người căn bản là không có khả năng tưởng được đến này hung cấp thác nước sau, cư nhiên còn có khác động thiên, bên trong rộng mở bình thản, có thể dung hạ trăm mấy hào người, giường đá, bàn đá, ghế đá, lò luyện đan, hàng ngày chung phải dùng đồ vật cái gì cần có đều có. Không biết nên tán thiên nhiên thiên diều thần công, hay là nên tán này bang nhân lợi hại, như thế ẩn nấp địa phương, cư nhiên cũng bị bọn họ tìm được quả thực chính là xuyên qua bản thủy liêm động. Ai làm ngươi tự mình tới nơi? Này, nửa bên đầu giận mắt chừng hướng trong động ương quỳ phục trên mặt đất đệ tử, lớn tiếng trách cứ. Hiện tại bên ngoài tiếng gió thực khẩn, Tiêu Gia Vương người nơi nơi đều ở sưu tầm bọn họ chứng cứ, nếu cái này địa phương bị bọn họ tìm được rồi. Kia hắn này 20 năm ẩn nhẫn đã có thể bạch bạch lãng phí, hành thích sự kiện lại lần nữa tuyên cáo thất bại sau, hắn khiến cho Lãnh Tâm Phúc đi vào cái này ẩn nấp sơn động, tiến hành bọn họ bước tiếp theo kế hoạch, bên ngoài, cũng là an bài người ở nơi tối tăm nhìn chằm chằm tiền phu nhân nhất cử nhất động. Sư phụ, ta tới đây là vì cho ngươi báo cáo một cái tin tức tốt, tiền phu nhân đã đồng ý ngươi điều kiện. Sài Hùng hơi hơi ngẩng đầu. Một đôi tặc lượng lượng mị mị nhãn chung gắn kết thanh quang, môi mỏng cao cao cong lên, hắn là nửa bên đầu ở tiền phủ ngoại âm thầm đặt một đôi mắt chữ, không nghĩ tới mới ngắn ngủn 3 ngày, tiền phu nhân liền đồng ý hắn để điều kiện, ha ha, xem ra cái. Này tiền phu nhân vẫn là rất thương yêu tiền mãn giang, chỉ cần nàng ấn yêu cầu cho hắn đưa tới hắn muốn đồ vật, kia hắn muốn đoạt lại đồ vật tiện tay đến bắt giữ, đồng ý, sự tình phát triển đến quá thuận lợi. Nửa bên đầu nhịn không được mở miệng lại xác nhận, đúng vậy, đồ đệ nay buổi chiều đã thu được nàng chuẩn xác hồi âm. Sai Hùng nói lên việc này, vẫn là không cấm vui tươi hớn hở kéo ra miệng, nở nụ cười, ngươi không có làm các nàng nhìn thấy ngươi gương mặt thật. Đi, hắn vẫn là thực không yên tâm a, việc này đã tới rồi này một bước, nhưng chịu không nổi nửa điểm ngoài ý muốn, thỉnh sư phụ yên tâm, các nàng đều lại yêu cầu đem tin đặt ở chỉ định địa phương. Đồ đệ là đang âm thầm thấy các nàng đi rồi sau này, mới ra tới lấy tin. Sài Hùng lòng tự tin 10 phần 10, đối với việc này, hắn cũng là từng có không ít nói thầm, sư phụ lợi hại hắn là có kiến thức quá, thật là không hiểu được, hắn vì sao phải ở tiền gia ăn nói khép nép như thế. Nhiều năm, đối với những cái đó chặn đường vướng bận người, ống tay áo vung lên, không phải cái gì sự đều không có sao, ân, làm tốt lắm. Đãi trời tối thấu sau, ngươi lại xuống núi, theo kế hoạch đem vài thứ kia đều cho ta đưa tới nơi này tới. Nửa bên đầu rốt cuộc lộ ra đắc ý tươi cười, nghĩ đến 20 năm qua ẩn nhẫn thực mau liền có thể có kết quả, hắn nhịn không được hưng phấn vạn phần, hắn hiện tại chính là vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu Đông Phong, chỉ cần có cái kia. Âm năm âm tháng âm ngày âm khi người tới làm hắn thuốc dẫn, làm sao những cái đó tộc nhân không khua chiêng gõ trống nghênh hắn trở về, là... Đồ nhi minh bạch, Sai Hùng quỳ một gối xuống đất hướng nửa bên đầu hành lễ, xoay người, lui ở một bên đứng, bên ngoài thác nước đánh thạch thanh âm, rõ ràng truyền đến, nửa bên đầu ngồi ở ghế đá thượng, lười biếng cầm lấy một cái tiểu bình sứ, mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm, khóe miệng tràn ra một mạt cười lạnh, Sai Hùng, ngươi đem, thứ này cho bọn hắn đưa đi, làm cho bọn họ đừng chơi cái gì đa dạng, nếu không liền chuẩn bị làm tang sự. Là, đồ nhi minh bạch, Sai Hùng về phía trước đứng yên, tiếp nhận nửa bên đầu ném qua tới tiểu bình sứ, thác nước ngoại một đôi tinh quang sậu hiện màu đen kính y nam, thật sâu nhìn thác nước chỗ liếc mắt một cái, xoay người mũi chân chấm đất, nhảy biến mất ở tấm màn đen chung, cẩm tú trà trang, Lý Huynh, ngươi nói này hết thảy, nhưng đều là tận mắt nhìn thấy, chính,
tai sở nghe, đại tề triều đệ nhất đại bộ đầu, Tôn Siêu Nghĩa vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn màu đen kính y nam, Lý Nhiên, đối với hắn vừa mới nói những cái đó sự, hắn làm bộ đầu như thế nhiều năm qua, nhưng cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua, cư nhiên, còn hữu dụng người tới làm thuốc dẫn, thật sự là quá ác độc, kia dược cũng nhất định không phải là cái gì hảo dược, Tôn Huynh, đại nhưng tin tưởng, bởi vì, ta còn không đến mức liền điểm này khoảng cách đồ vật, đều nghe không rõ, xem không rõ, Lý Nhiên bĩu môi, khóe miệng hơi kiều, từ trước đến nay lấy lãnh đạm kỳ người trên mặt hiếm có xuất hiện một chút vết rách, tức khắc, làm hắn có được một chút nhân khí, nếu hắn liền cái này đều không thể nghe rõ, xem Minh nói, kia hắn còn ở trên giang hồ hỗn cái giám a, ách Tôn Siêu Nghĩa chiều hắn ngắm liếc mắt một cái, không cấm bị trên mặt hắn như ẩn như hiện sắc màu ấm cấp ngẩn ra hạ. Không thể tưởng được trên giang hồ nhân xưng băng sơn, ngọc diện lang Ly Nhiên, cư nhiên cũng sẽ có nhân khí một mặt, bọn họ có chuyến này động, đối với chúng ta tới nói, liền nhiều một ít tìm được chứng cứ cơ hội, Lý Huynh, mặt sau còn muốn người nhiều hơn lo lắng, ngồi ở một bên, hồi lâu chưa hé răng tiền tài, nhíu nhíu mày, nhẹ giọng nói, lấy người làm thuốc dẫn, chỉ là ngẫm lại cũng cảm thấy chế dược nhân tội ác chồng chất. Không thể tưởng được này nửa bên đầu quả thực như liễu thần ý sở liệu, không phải cái đơn giản người. Tiền huynh đệ nói không có sai, chúng ta những người này giữa chỉ có Lý Huynh võ công là tối cao, việc này chỉ có ngươi ra ngựa mới được a. Tôn Siêu Nghĩa cười nhìn Lý Nhiên, chậm rãi nói, hắn lần đầu tiên nhìn thấy Lý Nhiên khi, liền cảm thấy thực kinh ngạc, này người giang hồ xưng băng sơn ngọc diện lang hắn luôn luôn không có chỗ ở cố định, thích quá vô câu vô thúc sinh hoạt. Hắn như thế nào khả năng nguyện ý ở vào Tiêu Giao Vương huy hạ, cam tâm tình nguyện trở thành một người ám vệ, sống ở trong bóng tối, Tiền Huynh, Tôn Huynh, không cần như thế, việc này nếu là Vương gia giao xuống dưới, ta đây Lý Nhiên liền sẽ không có đệ nhị câu nói, Vương gia để ý người, chính là ta Lý Nhiên để ý người, Vương gia để ý sự, chính là ta Lý Nhiên để ý sự, một tia sùng bái ở Lý Nhiên trong mắt chợt lóe mà qua. Mau đến phảng phất hắn liền căn bản không có quá khác thường giống nhau, một năm trước một màn như hôm qua hiện lên ở hắn trong đầu, khi đó hắn ở Tuyết Quốc gặp được một kiện cuộc đời sỉ nhục nhất sự, tự tin quá lớn hắn không có đem đối phương một cái nhược nữ tử để vào mắt, nhưng khinh địch kết quả là thực tàn khốc, hắn bị trở thành nam sủng đưa đến hồng trướng, nếu không phải Tiêu Giao Vương đang âm thầm đem hắn cứu ra tới, phỏng chừng bị phục hạ nhuyễn cốt tán hắn, đã sớm bị một nữ nhân cấp ăn sạch sẽ. Việc này nếu là truyền vào trong chốn giang hồ, hắn cái này băng sơn ngọc diện lang cũng không mà tự dung, khi đó, biết được Tiêu Giao Vương ở trong chốn giang hồ có một chỉ ám vệ, hắn liền xung phong nhận việc bỏ thêm đi vào, trở thành Tiêu Giao Vương sau lưng một cái bóng dáng, Tiền Huynh, Lý Huynh, chúng ta lại đến thương nghị một chút, xem như thế nào thu hoạch càng nhiều chứng cứ, đêm này đó kẻ xấu một lưới bắt hết, Tôn Siêu Nghĩa duỗi tay chiều quá bọn họ. Ba người ngồi ở cùng nhau, tập đầu thương nghị sự tình, đát, 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 một chiếc xe ngựa ngừng ở khách quý lâu khách điếm trước, Liễu Như Phong vẻ mặt cấp sắc, phong trần mệt mỏi trực tiếp nhằm phía lầu hai nhất hào thượng phòng, Xá Chi duỗi tay đẩy ra cửa phòng, đầy mặt tiểu tụy kiều xuân, chính cầm